Xích Tiêu kiếm tiền bối người chú ý điểm sai rồi a. Tống Thư Hàng sử dụng quần thể truyền âm nói, nửa người trên là chân thân, cái kia nửa người dưới là cái gì a? Là phân thân a, Bạch tiền bối nhanh chóng trả lời. Tô Thị A Thập Lục mở to hai mắt nhìn. Sở dĩ, trước mắt Bạch tiền bối là nửa cái chân thân nửa cái phân thân tổ hợp mà thành. Thư Hàng vừa cắt đầu, chỉ còn cái đầu. Bạch đạo hữu bên này liền đem bản thân cắt thành hai nửa, các ngươi đều thương lượng xong sao? Bạch Long tỷ tỷ dở khóc dở cười. Tống Thư Hàng. Đầu của ta cũng không phải tự nguyện cắt bỏ, ta cùng vị kia chủ động muốn cắt bản thân thân đệ đệ Sơn Vàng đại lão khác biệt. Mặt khác, Bạch tiền bối cái này mới phân thân quá thảm rồi, mới ra đến liền bị cắt thành hai nửa. Quả nhiên là bị cái trước Bạch tiền bối mặt đơ phân thân gài bẫy rồi. Bởi vì phải từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra, nhưng lại không muốn bỏ dở nửa chừng. Sở dĩ, ta dùng tới về cái kia tách rời thân thể đạo cụ pháp khí, đem bản thân cắt thành hai nửa, lại đem phân thân cắt thành hai nửa, tổ hợp một chút, liền đi ra. Bạch tiền bối trả lời. Hắn dùng, chính là lúc trước đem Tống Thư Hàng cánh tay cắt xuống pháp khí. Bạch tiền bối lúc trước mang theo Tống Thư Hàng cánh tay tại thiên kiếp không gian bên trong chơi có thể hai. Còn lắp đống lớn thiên kiếp đạn hạt nhân trở về. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, nhưng này cái pháp khí hộp không phải rất nhỏ sao? Làm sao trang bên dưới nửa người? Lúc đó, hắn muốn nếm thử một chút kỵ sĩ không đầu, nhưng này hộp quá nhỏ, chứ không nổi đầu của hắn hiện tại, nguyện vọng của hắn thực hiện một nửa. Hắn hiện tại biến thành thất thân kỵ sĩ, chỉ còn cái đầu, thân thể lại không có ở đây. Đem cái hộp kia mở ra, đối thân eo hết thảy. Liền có thể đem bản thân chặn ngang chém ra. Bạch tiền bối giới thiệu nói. Ánh mắt của mọi người, rơi vào bạch thánh phần eo. Trước kia cũng không có chú ý, bạch thánh eo tuyến tỷ lệ như thế trôi chảy. Sở dĩ, bạch tiền bối phân thân nửa người trên chân thân nửa người dưới, tại thiên kiếp thế giới độ kiếp. Tống Thư Hàng nói. Không sai, chờ phân thân tiêu hao không sai biệt lắm về sau, ta đổi lại trở về là được. Bạch tiền bối nhất tâm nhị dụng. Vừa cùng đại gia trò chuyện, một bên tại bản thân số lượng khổng lồ bảo tàng trong kho tìm kiếm. Mấy hơi sau, tìm được, bạch tiền bối đưa tay, móc ra hai khỏa hạt châu. Trong mắt, Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi hắn gần nhất có mau bệnh, nhìn thấy tròn vo hạt châu nhỏ, liền sẽ tưởng rằng con mắt. Không phải, đây là ta trước kia tu luyện Ngọc Châu thông thần thời điểm, luyện chế ra tới Ngọc Châu. Bởi vì rất có kỷ niệm ý nghĩa, vẫn cất giữ lấy. Bạch tiền bối lên tiếng trả lời. Ngọc Châu thông thần, ta nhớ được đây là một loại thủy hệ huyễn thuật loại thần thông đi. Quy tiền bối lên tiếng nói nhưng là, hắn cũng không nhớ kỹ tu luyện Ngọc Châu thông thần, có thể tu luyện ra Ngọc Châu đến a. Mặc dù hắn tên gọi Ngọc Châu thông thần, nhưng đây chỉ là công pháp danh tự mà thôi. Cái này thủy hệ huyễn thuật đang thi triển thời điểm, sẽ có Ngọc Châu hư ảnh hiển hiện, từ đó để cho địch nhân lâm vào huyễn tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng này chỉ là hư ảnh, không phải thực thể a. Đúng, chính là một cái thủy hệ huyễn pháp, bất quá, cùng ta cũng không phải là quá xứng đôi. Có thể là bởi vì ta chủ thuộc tính là đại địa thuộc tính nguyên nhân. Bạch tiền bối trả lời. Cái này hai cái ngọc châu, phải dùng làm sao? Tống Thư Hàng vừa tiếp xúc với qua hạt châu, liền cảm giác nồng đậm thủy khí không ngừng từ trong hạt châu tuôn ra, thoải mái thân thể của hắn cùng đầu. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Chính là loại cảm giác này. Lệch ra thoải mái. Một cái mang theo ở trên thân mình, một cái khác mai nghĩ biện pháp treo ở trên đầu đi. Bạch tiền bối trả lời. Mang theo ở trên người ngược lại tốt giải quyết, đưa nó chế tác thành vòng cổ treo liền tốt. Nhưng là, treo ở trên đầu muốn làm sao treo? Tống Thư Hàng nắm vuốt Ngọc Châu nói. Tâm ma Xích Tiêu kiếm gặp khe hở đâm tâm, nói, ngươi có thể đem mắt phải của chính mình hạt châu chụp đi ra. Đem cái này Ngọc Châu đặt vào. Xích Tiêu kiếm tiền bối đề nghị rất không tệ nha. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Đầu hắn phát khẽ động, hóa thành 20 con tay nhỏ, đồng thời theo trên người Xích Tiêu kiếm dưỡng đao thuật, đồng bộ phát động. Ấy ra ra nhà tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối triệt để an tĩnh xuống dưới. Cuối cùng, tại Tô Thị A Thập Lục cùng Quy tiền bối hiệp trợ bên dưới, Tống Thư Hàng cuối cùng đem hai cái Ngọc Châu thành công mang theo đến trên người. Một cái bị chế tác thành khuyên tai, mang theo ở bên trên tai trái. Một cái khác mai hóa thành vòng cổ. Có cái này hai cái hạt châu lúc nào cũng làm dịu thân thể, Tống Thư Hàng đầu cùng nhục thân,
tạm thời bảo trì lại bình thường hình thái ngoại trừ trên thân thể thỉnh thoảng sẽ có lá mới mọc ra bên ngoài, không có tật xấu quá lớn. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, cùng Hằng Hỏa tiền bối tạm biệt. Hắn hoạt động hạ thân thể, lên tiếng nói. Chờ cùng Nho ra cáo biệt về sau, hắn liền chuẩn bị liên hệ Thanh Loan tiên tử sau đó, điều chỉnh bên dưới trạng thái, liền đi thú tu giới lại trượt một vòng. Tranh thủ sớm ngày đem thân thể của mình luyện ra. Hạch tâm thế giới cửa ra vào mở ra. Ngoại giới, đã là đêm khuya thời gian. Nho ra vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tống Thư Hàng mấy người bước ra hạch tâm thế giới thời điểm, vừa vặn có Nho ra đệ tử tuần tra đi qua, phát hiện bọn hắn. Mấy vị này Nho ra đệ tử, người mặc áo gai đồ tang. Bọn hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc, hai mắt sáng lên. Là bá Tống Huyền Thánh. Mấy ngày trước, Nho ra trong các đệ tử không người dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh. Nhưng bây giờ, Tống Thư Hàng là Nho ra thánh nhân chuyển thế khả năng, đã tại cả cái Nho ra truyền đến. Hơn phân nửa Nho ra đệ tử, đều từng tận mắt thấy bá Tống Huyền Thánh hóa thành thánh nhân cùng một vị tuyệt thế đại lão tử chiến. Ngủ ngon, bá Tống tiền bối. Nho ra đệ tử chủ động hành lễ nói. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói, ngủ ngon, xin hỏi Hằng Hỏa tiền bối ở đâu? Hằng Hỏa chân quân tại Kim Liên thế giới, hắn đã sớm cho chúng ta tất cả mọi người thông chi qua, một khi bá Tống tiền bối ngài đi ra, liền lập tức mang ngài đi qua. Nho ra đệ tử nói. Đồng bạn của hắn nói tiếp, đêm nay, chúng ta sẽ vì 4 vị 13 kiếp tiên chuẩn bị tang lễ. Từ thiên đế trong tay đón về 4 tôn Nho ra 13 kiếp tiên kim thân, đêm nay muốn bị an táng tại Kim Liên trong thế giới. Bá Tống tiền bối, còn có Bạch Thánh Quân, các vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Ba vị Nho ra đệ tử tại phía trước dẫn đường, mang theo Tống Thư Hàng mấy người tiến về Kim Liên thế giới. Kim Liên thế giới bên trong MH. Tang lễ đã tiến vào khâu cuối cùng. 4 tôn 13 kiếp tiên kim thân, nhập quan tài, táng tại Kim Liên thế giới trung tâm. Tống Thư Hàng bị đưa vào Kim Liên thế giới lúc, vừa hay nhìn thấy bên dưới quan tài tràng diện. Nho ra không có hỏa táng 4 vị kiếp tiên kim thân muốn hỏa táng cũng hóa không được, kiếp tiên kim thân cũng không phải tùy tiện đốt đốt liền có thể thành cho. Nắp quan tài cũng không có phong bế, chỉ là đơn giản đắp lên. Khả năng Nho ra đệ tử trong đáy lòng hy vọng 4 tôn kiếp tiên, một ngày kia có thể chết rồi sống lại, đội quan tài mà lên. 4 cỗ Nho ra 13 kiếp tiên kim thân hạ táng hoàn tất. Hằng Hỏa chân quân cùng mấy vị Nho ra phụ huynh hướng Tống Thư Hàng đi tới. Tống tiểu, bá Tống đạo hữu, người đây là có chuyện gì? Hằng Hỏa chân quân nhìn qua Tống Thư Hàng, có chút bận tâm hỏi. Lúc này, Tống Thư Hàng trên người thỉnh thoảng có lá cây mở rộng ra đến. Lại có nụ hoa nở rộ, tràn đầy shoujo manga phong cách vẽ. Tiểu hữu lúc nào chuyển chức tu luyện Tây Phương Druid rồi? Không có việc gì, ta rất tốt, thân thể rơi mất, bất quá lớn chừng miệng chén sẹo. Qua một thời gian ngắn, chờ ta đem thân thể của mình tu luyện trở về, liền lại là một đầu hảo hán. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói, hiện tại, Hằng Hỏa tiền bối ngươi có thể xưng hô ta là thất thân kỵ sĩ bá Tống. Thất thân kỵ sĩ là cái gì ý tứ? Hằng Hỏa chân quân một mặt mộng ép nhẹ gật đầu, lại nhìn phía Bạch, cười nói, đã lâu không gặp, Bạch đạo hữu. Lại nói, hôm nay ngươi nhìn có chút đặc biệt, là chân thân sao? Mặc dù Bạch đạo hữu một mực là rất đặc biệt cái kia, nhưng hôm nay hắn, khí chất phi thường cổ quái, nhưng lại nói không nên lời cổ quái điểm ở đâu. Hừm, bởi vì ta hiện tại chỉ có nửa người trên là chân thân, sở dĩ các ngươi sẽ cảm giác có chút cổ quái. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, một câu không thông qua ruột, thốt ra, Bạch tiền bối hiện tại là mất chân kỵ sĩ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên hắn thân gỗ chân cong lên. Tống Thư Hàng đất bằng quẳng ngã xuống đất, đập vào Kim Liên thế giới cứng rắn trên mặt đất, mặt đau. Hằng Hỏa chân quân hai mặt mộng bức, hắn lại nhìn phía Tô Thị A Thập Lục, hỏi, A Thập Lục, ngươi không có vấn đề a? Yên tâm đi, Hằng Hỏa tiền bối, ta rất khỏe. Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói. Cuối cùng có cái bình thường điểm, Hằng Hỏa chân quân nhẹ nhàng thở ra. Quy tiền bối nhìn lấy Hằng Hỏa chân quân mặt, thông qua nét mặt của hắn, ngôn ngữ, hành động, lại dựa theo tâm lý học tiến hành phỏng đoán, rất nhanh đoán được Hằng Hỏa chân quân ý nghĩ. Quá ngây thơ rồi, Hằng Hỏa tiểu đạo hữu. Quy tiền bối lộ ra thần bí rùa cười, nụ cười quỷ quyệt.
A Thập Lục cũng không phải bình thường nhất cái kia, nàng hiện tại đang đứng ở Thiên Hà Tô Thị đặc thù thí luyện bên trong, cách đoạn thời gian, liền sẽ gặp gỡ một cái khác Tô Thị A Thập Lục, giữa hai bên sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Một ngày nào đó, Tô Thị A Thập Lục cái kia không gian đặc thù bên trong yên giấc ngàn thu A Thập Lục số lượng, sẽ đuổi kịp Vân Tước Tử Linh Kiện núi A. Không biết trong tương lai, những cái kia bị thu hồi A Thập Lục, có thể hay không biến thành đặc thù phân thân loại hình. Hàng ngàn hàng vạn con A Thập Lục đi ra tới, cảm giác sẽ rất có ý tứ. Không biết Tống Thư Hàng tiểu hữu đến lúc đó muốn làm sao ứng đối. Thật là khiến người ta chờ mong A, Quy Tiền Bối nói. Cái này lúc, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân chui ra, đem Tống Thư Hàng từ dưới đất kéo. Hằng Hỏa Chân Quân chân thành nói, bá Tống đạo hữu, nếu có cần nho ra hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Tống Thư Hàng mỉm cười, cùng Hằng Hỏa Chân Quân đối mặt, nói, Hằng Hỏa tiền bối, người ta ở giữa, cần gì khách khí như thế. Đang khi nói chuyện, tại sau lưng của hắn có một đóa lớn nụ hoa nộ thịnh mà ra, như là thấp kém điện thoại mỹ nhan. Hình ảnh mỹ làm lòng người nát. Hằng Hỏa Chân Quân muốn cười, nhưng lúc này bật cười, là kiện phi thường không lễ phép sự tình, sở dĩ Hằng Hỏa Chân Quân cố nén thiếu dung, một mặt bình tĩnh. Cái này lúc, sau lưng Hằng Hỏa Chân Quân, có một vị nho gia phụ huynh suy tư một lát, đối Tống Thư Hàng nói, bá Tống tiền bối, ta có một cái mạo muội thỉnh cầu, không biết có thể hay không. Vị gia trưởng này lời còn chưa nói hết, Tống Thư Hàng sau lưng tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói. Nếu như ngươi cảm giác mạo muội ngươi liền khoát khoát tay không muốn giảng không muốn giảng. Vị này nho ra gia trưởng, cứng ngắc há hốc mồm, lão lúng túng. Tạo hóa tiên tử đừng bì, Tống Thư Hàng đè lại tạo hóa tiên tử đầu, đưa nàng treo ở phía sau, lại đối vị gia trưởng kia nói, có cái gì thỉnh cầu, đạo hữu nói nghe một chút. Bất quá, ta hiện tại trạng thái ngươi cũng thấy đấy, ta không nhất định có thể giúp đỡ gấp cái gì. Không phải. Ta cũng không phải là mời bá Tống tiền bối hỗ trợ. Nho gia gia trưởng liên tục khoát tay, sau đó lên tiếng nói, ta chỉ muốn mời bá Tống tiền bối, có thể hay không trước đem thánh nhân chi nhãn. Không không được tạo hóa tiên tử vội vã hát nói, nàng ghé vào Tống Thư Hàng trên lưng, đưa tay tại hắn hốc mắt thượng nhấn một cái, đem thánh nhân chi nhãn thu về. Sau đó nàng thả người nhảy lên, tư thế yêu mỹ, nhảy vào Tống Thư Hàng đầu, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy công đức xà mỹ nhân phối hợp tiến lên, đem Tống Thư Hàng trong mắt đổi trở về. Cả cái quá trình như nước chảy mây trôi, đổi trong mắt quá trình so nháy mắt còn nhanh nhẹn. Hai vị tiên tử phối hợp ăn ý. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Tiên tử, trước đừng bì, mà lại, ấn trận doanh để tính, ngươi cũng là nho gia người A. Tống Thư Hàng nói, nho gia đây là muốn thu hồi thánh nhân chi nhãn đi, cũng đúng. Thánh nhân chi nhãn đối nho ra ý nghĩa, so 13 kiếp tiên quan trọng hơn. Nếu đổi lại là hắn, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, cũng sẽ muốn đem thánh nhân chi nhãn thu hồi đi thôi. Tiên tử, bá Tống tiền bối, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là nói muốn để nho ra thu hồi thánh nhân chi nhãn. Vị kia nho ra gia trưởng liên tục khoát tay, nói. Nếu như là một tháng trước, nho ra bên trong còn có người sẽ ôm tốn lớn đại giới. Nếm thử từ bá Tống huyền thánh trên người đổi về thánh nhân chi nhãn ý nghĩ. Nhưng bây giờ, không giống với ngày xưa. Bá Tống huyền thánh, cứu vớt nho gia tại nguy nan bên trong, dạng này ân tình, nho gia không thể báo đáp. Coi như đem cái này to lớn ân tình trước để một bên bá Tống huyền thánh, rất có thể là thánh nhân chuyển thế A. Mà lại, bá Tống huyền thánh cùng thánh nhân ở giữa, thật sự có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như bọn hắn đồng dạng rất sâu. Nho gia thánh nhân có bao nhiêu sâu đã không cần miêu tả, bá Tống huyền thánh thì là ngàn năm qua, một cái duy nhất liền lên 3 lần chư thiên vạn giới trực tiếp nam nhân. Xưa nay chưa từng có, sau cũng không nhất định có người đến. Ta chỉ là nghĩ, có thể hay không tại cuối cùng. Để thánh nhân con mắt, chính diện nhìn một chút tứ kiếp tiên. Vị kia nho gia gia trưởng nói. Vừa rồi tứ kiếp tiên táng lễ cuối cùng, bá Tống huyền thánh vẫn đứng rất xa. Sở dĩ. Chỉ cầu nhìn một chút liền tốt, dù là chỉ là thánh nhân con mắt. Tống Thư Hàng có chút dừng lại. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu. Tiên tử, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói. Tạo hóa tiên tử, nhưng không có đi ra. Nếu như ngươi không muốn ra tới, đem con mắt cho ta đi,
ngươi trốn ở bên trong nhìn lấy liền tốt. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Sau một lúc lâu, tạo hóa tiên tử hai ngón tay, từ Tống Thư Hàng chỗ mi tâm xông ra. Giữa ngón tay của nàng, nhẹ nhàng nắm vuốt thánh nhân con mắt. Tam nhãn hình thức, thông nương mở chừng hai mắt nói. Nhưng nhìn, tựa như là hai ngón tay kẹp lấy con mắt, đính tại Tống Thư Hàng mi tâm đồng dạng. Quy tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân phụ sau lưng Tống Thư Hàng, nàng vươn tay, tiếp nhận tạo hóa tiên tử trong tay thánh nhân chi nhãn, sau đó dùng hai tay đưa nó nâng lên. Tống Thư Hàng đi về phía trước. Đi thẳng tới bốn vị kiếp tiên kim thân hạ táng chỗ. Công đức xà mỹ nhân hai tay hướng về phía trước chuyển tới. Thánh nhân con mắt, nhìn về phía bốn tôn 13 kiếp tiên nơi táng thân. Bởi vì bầu không khí rất nghiêm túc nguyên nhân, Tống Thư Hàng không có thả bản thân, cũng không có suy nghĩ lung tung. Càng không có phải dùng thánh nhân chi nhãn đối bốn vị kiếp tiên kim thân thi triển cường giả giám định thuật suy nghĩ. Hắn rất nghiêm túc tại tế điện kiếp tiên kim thân. Có đôi khi, cây không muốn động, nhưng cơn gió lại thổi nhánh cây lắc lư. Tế điện quá trình bên trong, Tống Thư Hàng thân gỗ thượng nhánh mầm không ngừng toát ra, theo gió lắc lư. Nụ hoa đóa đóa mở ra, lại nghiêm túc bầu không khí, cũng giảm bớt đi nhiều. Trận trận hương hoa, tại kim liên thế giới phiêu tán. Những thứ này phấn hoa bên trong, tựa hồ còn mang theo gây ảo ảnh năng lực. Loại này gây ảo ảnh hiệu quả với thân thể người cũng không có thương tổn. Mà lại hiệu quả rất thấp, đại gia cũng không có để ý nhiều. Nhưng là, theo hương hoa càng ngày càng đậm về sau, rất nhiều nho gia đệ tử trước mắt. Tựa hồ xuất hiện ảo giác. Các đệ tử nhìn thấy tại nho gia kiếp tiên hạ táng chỗ, có chính khí ngưng tụ. Sau đó, có bốn vị nho nhã nam tử thân ảnh hiển hiện, chính đối ứng hạ táng bốn tôn nho gia kiếp tiên. Bốn vị nho nhã nam tử, hoặc tay nâng kinh quyển, hoặc ôm ấp cổ cầm, hoặc cầm trường kiếm múa. Hoặc giơ ống sáo diễn tấu. Bọn hắn cùng một chỗ, đánh đàn, ngâm thơ, múa kiếm, thổi sáo, luận đạo giảng pháp. Mơ hồ trong đó, ở tại bọn hắn bên người, còn có chín đạo thân ảnh mơ hồ hình ảnh. Là huyễn tượng sao, Hằng Hỏa chân quân dụi dụi con mắt. Hắn bây giờ đến gần vô hạn tôn giả cảnh giới, thậm chí thân là kim liên thế giới nhân viên quản lý, vậy mà đều không cách nào miễn dịch cái này huyễn tượng. Nếu như là huyễn tượng, vì sao chân thật như vậy? Mà lại, bốn vị kiếp tiên giảng pháp luận đạo lúc nội dung, tựa hồ cũng rõ ràng có thể biết. Nho ra các đệ tử, hai mắt mê ly, nhưng nghe kiếp tiên nhóm giảng pháp luận đạo nội dung, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hiểu ra. Có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu công pháp lý luận tri thức, chẳng biết tại sao tất cả đều giải quyết dễ dàng. Lần này tất cả tham gia tang lễ đệ tử, toàn bộ tiến vào một cái mâu thuẫn trạng thái. Bọn hắn hai mắt mê ly, nhưng nội tâm lại sáng tỏ như gương. Đại não cao tốc vận chuyển, đối nhau ra công pháp lý giải, đối tâm cảnh lĩnh ngộ, phi tốc tăng lên. Loại tình huống này, kéo dài gần nửa giờ. Đột nhiên, kim liên trong thế giới lại thổi tới một trận gió. Tất cả phấn hoa, đều bị thổi tan. Phấn hoa tản ra, cái kia từ an táng chi địa nổi lên bốn đạo nho nhã nam tử hư ảnh, cũng theo đó tiêu tán không thấy. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng thu hồi thánh nhân chi nhãn, an tĩnh lẻn về Tống Thư Hàng thể nội. Đồng thời, Tống Thư Hàng mơ hồ trong đó nghe được trong cơ thể mình, truyền đến một trận trầm thấp nức nở tiếng. Là tạo hóa tiên tử. Mà lại, là cái kia vui mừng nhảy tính cách tạo hóa tiên tử. Nàng lại nhưng khóc như thế thương tâm. Tống Thư Hàng lại nhìn khôi phục lại bình tĩnh bốn vị kiếp tiên an táng chi địa. Vừa rồi một màn kia, là ảo giác. Lại hoặc là lưu lại tại nho ra 13 kiếp tiên trên người một số tin tức, bị kích phát ra đến, hình thành hình chiếu. Tang lễ kết thúc. Nho ra hiện trường chẳng biết tại sao, khóc thành một mảnh, một loại bi thương bầu không khí bao phủ toàn trường. Thông nương chịu đến cảm xúc cảm nhiễm, đồng dạng khóc không còn hình dáng. Tống Thư Hàng không quá thích ứng loại tràng diện này, hắn lặng lẽ cùng Bạch Tiền Bối, Tô Thị A Thập Lục, Quy Tiền Bối cùng một chỗ rời khỏi kim liên thế giới. Loại này bi thương bầu không khí, chẳng biết tại sao, để hắn sinh lòng cảm xúc. Tựa hồ, tại cái nào đó thời gian, cái nào đó địa điểm, hắn cũng giống nho ra thành viên đồng dạng, mất đi trọng yếu tiền bối, tâm đau như rảo, khóc thành nước mắt người. Rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng bên cạnh hắn trọng yếu người, mỗi một cái cũng còn sống rất tốt.
nhưng loại này cảm xúc, từ nội tâm của hắn chỗ sâu phát ra, không cách nào lắng lại. Tô Thị A Thập Lục gặp hắn cảm xúc xa xút, bay đến bên cạnh hắn, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng hưởng thụ nheo mắt lại. Bạch tiền bối, A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối nghi hoặc xoay đầu lại, Lúc nào chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút thiên kiếp đại lão? Tống Thư Hàng kiên định nói, chúng ta đem thiên kiếp đại lão nghiên cứu triệt để, sau đó tranh thủ để Cửu Châu nhất hào quần bên trong các tiền bối, mỗi người mỗi một lần độ kiếp, đều có thể hảo hảo sống sót. Tốt, Bạch tiền bối trả lời, lần trước ta thu thập thiên kiếp đạn hạt nhân hẳn là còn có rất nhiều hàng tồn đi. Lần sau chúng ta tìm có thể dẫn bạo thiên kiếp đạn hạt nhân địa phương, hảo hảo nghiên cứu một chút bọn chúng. Lần này sau khi xuất quan, ta phát hiện thiên kiếp cũng trở nên rất có ý tứ. Không giống trước kia cứng nhắc, đã hình thành thì không thay đổi. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng gật đầu cười. Bóng đêm dần dần sâu. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, quỳ tiền bối lơ lửng ở Nho Gia hư không? Đi thôi, Tống Thư Hàng nói. Không có tới kịp cùng Hằng Hỏa tiền bối cáo biệt, ngay lúc đó bầu không khí bên dưới, hắn cũng không dễ lên tiếng cáo biệt. Chờ sau khi trời sáng, cho Hằng Hỏa tiền bối gọi điện thoại đi. Hiện tại, rời đi trước Nho Gia, sau đó tìm tín hiệu địa phương tốt, liên hệ thú tu giới Thanh Loan tiên tử. Thư Hàng, Nho Gia muốn cho ngươi thù lao còn không thu đây. Thông Nương lau nước mắt, đột nhiên nói việc này, quan hệ đến nàng tương lai tiền lương a. Thư Hàng cái này kẻ nghèo hèn, người không có đồng nào. Nàng cái này làm công, trong lòng cũng hoảng vô cùng. Đến lúc đó, nếu là lão bản Tống Thư Hàng không có tiền phát tiền lương, cũng không thể để cho nàng đi bán hạch tâm thế giới thổ đặc sản chống đỡ tiền lương a. Lần sau đi, Tống Thư Hàng ôn hòa cười một tiếng, nói, ta cùng Nho Gia hữu duyên, lần sau vẫn có cơ hội gặp mặt. Mà lại, hiện tại cũng không thích hợp hướng Nho Gia muốn thù lao. Linh Thạch nhận được về sau, liền phải trả âm ảnh lãnh chúa tiền bối tiền sửa chữa. Nhưng Linh Thạch nếu như chưa lấy được, cái kia Nho Gia liền vĩnh viễn sẽ thiếu hắn một món Linh Thạch. Hắn chướng trên mặt, thì có một khoản tiền. Trên lý luận tới nói, hắn cũng không phải là người không có đồng nào. Cứ như vậy, hắn dũng khí cũng có thể tráng một điểm. Dứt lời, Tống Thư Hàng tiêu sái hơi vung tay, thân gỗ thượng có một đóa hoa phía dưới, kết xuất một cái tiểu quả thực, dị hương xông vào mũi. Bạch tiền bối cái mũi nhỏ hít hà. Sau đó, bạch tiền bối ánh mắt sắc bén như đi săn báo, rơi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn ngự đao chạy trốn. Thư Hàng tiểu hữu chờ một chút, đang lúc cái này lúc, nơi xa truyền đến Hằng Hỏa chân quân tiếng kêu. Hằng Hỏa chân quân sau lưng, còn có một loạt Nho Gia đệ tử, khiêng từng cái dương lớn, nhanh chóng chạy tới. Đây là Nho Gia, muốn cho Tống Thư Hàng đưa thù lao tới. Mỗi cái trong cái dương lớn, đều tản ra linh thạch mùi thơm. Mặc dù tục, nhưng đại tục tức đại nhã. Hằng Hỏa chân quân tỉ mỉ vì Tống Thư Hàng chuẩn bị đại lễ. Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn chạy càng nhanh Nho Gia cái này nhất trả tiền, cái kia trong chương mục linh thạch đều muốn không có. Nhưng lúc này chạy, liền quá giả mồm. Tống Thư Hàng quay người, đón lấy Hằng Hỏa chân quân, Hằng Hỏa tiền bối, kỳ thật không cần vội vã như vậy, ta hiện tại không thiếu. Nói được nửa câu, hắn liền tạm ngừng. Ta không thiếu linh thạch câu nói này. Dù là chỉ là dùng để qua đi ngang qua sân khấu diệt, hắn cũng nói không ra miệng. Lực lượng không đủ. Đều là một số tục vật mà thôi, việc này bên trên, người cũng đừng kiều tình. Hằng Hỏa chân quân nói. Hắn vỗ tay một cái, một dương thiếp một dương linh thạch, đưa đến Tống Thư Hàng trước mặt. Đồng thời, Hằng Hỏa chân quân lấy điện thoại cầm tay ra, đối Tống Thư Hàng nói, đến, Thư Hàng. Tiếp thu một chút, ta cho ngươi chuyển cái văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu so sánh lớn, có hai cái G, là một môn ngự đao đao pháp, ta biết ngươi thiếu cái này. Tống Thư Hàng từ A Thập Lục cái này học được ngự đao phi hành thuật cùng viễn trình ngự đao công kích pháp môn, nhưng là hắn không học qua nguyên bộ ngự đao đao pháp. Hằng Hỏa chân quân, dụng tâm lương khổ. 2 gigabit, lớn như vậy. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, điểm kích tiếp thu. Đây là một môn lục phẩm cấp ngự đao đao pháp. Mà lại bộ này đao pháp biến hóa tương đối nhiều, sở dĩ đao pháp nội dung sẽ khá lớn. Mặt khác, để cho tiện Thư Hàng ngươi tu luyện, ta đem bộ này đao pháp tu luyện ghi chú,
tiền nhân lĩnh ngộ cùng lý giải, đều bám vào trong đó. Sở dĩ đến cuối cùng, quả thực là đem nội dung chống đến 2 gigabit lớn nhỏ. Hằng Hỏa Chân Quân giải thích nói. Cẩn thận, nó chính là Hằng Hỏa Chân Quân loại này tiền bối. Chỉ là 2 gigabit lớn nhỏ, đã không tính lớn. Một bên Quy Tiền Bối Vui A nói, ngươi phải biết, một số có thể bị văn tự ghi chép lại bát, cửu phẩm công pháp, chỉ là mục lục thì có mấy quyển Trung Hoa từ điển độ dày. Ngươi cái này 2 gigabit lớn nhỏ, dùng để ghi chép loại kia đẳng cấp công pháp tăng thêm lĩnh ngộ lời nói, cái này 2 gigabit biến thành mục lục, còn tạm được. Tống Thư Hàng, nếu như một môn tuyệt thế thần công quang mục lục thì có 2 gigabit, cái kia còn tu luyện thế nào? Không bạo não, căn bản là đừng nghĩ tu luyện. Hắn khẳng định không thích hợp tu luyện loại này rườm rà công pháp. Văn bản tài liệu còn tại tiếp thu, Tống Thư Hàng mắt nhìn văn bản tài liệu tên Ngự Đao Đao Pháp. Tàn đao, danh tự nghe soái khí. Tu sĩ Ngự Đao, Ngự Kiếm Thuật, chia làm Ngự Đao Kiếm Phi Hành cùng Viễn Trình Ngự Đao Kiếm Giết Địch hai loại. Tống Thư Hàng nắm giữ lấy Ngự Đao Thuật Đao Độn Bá Vương, Ngự Đao Nguyệt Quang cùng Dắt Đao Thuật. Trong đó, Ngự Đao Nguyệt Quang là Tô Thị A Thất nghiên cứu ra được Ngự Đao chi pháp, đao quang tế lên giết địch lúc, có thể hóa thành Nguyệt Quang. Làm địch nhân ngẩng đầu phát giác được Nguyệt Quang lúc, phi đao đã chém vào trên người. Ngự Đao Nguyệt Quang là cơ sở Ngự Đao chi pháp, để Tống Thư Hàng biết bảo đao muốn làm sao ngự sử, mà cái này tàn đao thì là một bộ cao thâm Ngự Đao công kích đao pháp. Bộ này tàn đao, là nho gia vật siêu tập, lai lịch của nó bởi vì niên đại xa xưa, trải qua không cách nào khảo chứng. Bất quá, đây là bộ rất cường lực Ngự Đao đao pháp. Hằng Hỏa Tiền Bối giải thích nói. Bộ này tàn đao đao pháp, tàn nguyệt, tàn đao, tàn nhân. Không xuất đao trước đó, đao giấu tại thân, tức là tàn đao lại là tàng đao, vừa ra tay lúc tức tàn nhân lại tàn nhẫn. Đao như tàn nguyệt, vừa vặn xứng đôi Tống Thư Hàng Ngự Đao Nguyệt Quang cơ sở Ngự Đao thuật. Có thể nói, là Hằng Hỏa Chân Quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nho ra cất giữ bên trong thích hợp nhất Tống Thư Hàng đao pháp. Mà lại, bộ này đao pháp là song đao đao pháp. Ta nhớ được Thư Hàng tiểu hữu, có được không chỉ một thanh thần đao đi. Hằng Hỏa Chân Quân tiếp tục nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, thì có một đôi ô tạc bạo quân song đao. Mặt khác, thông nương trong tay còn có một thanh cửu tu phượng hoàng đao, tùy thời có thể lấy điều cho mượn sử dụng. Hắn thứ nhất chuôi bảo đao trải qua thiên lôi rèn luyện bảo đao phách toái kỳ thật phẩm chất cũng coi như không tệ. Trừ cái đó ra, hắn còn có một đầu bản mệnh vô hình đao cổ. Như vậy, bộ này tàn đao ta đề cử, càng thêm có lòng tin. Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười nói, bộ này đao pháp, sơ kỳ là song đao công kích chi thuật, tu luyện tới chỗ cao thâm lúc, càng là có thể phù hợp 10 ngón số lượng, 10 đao đều xuất hiện chảm địch. Thậm chí theo tiền nhân lĩnh ngộ cùng lý giải, môn này Ngự Đao chi pháp, cùng người tu luyện ngón tay số lượng có quan hệ. Đã từng có vị có được 12 ngón dị nhân, có thể làm được 12 đao tể phát. Mỗi một đao đều có thể thi triển tàn đao một loại biến hóa, quả thực là lợi hại. Đây không phải Ngự Đao đao pháp sao? Vì sao lại cùng ngón tay có quan hệ? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ nói. Ngự Đao đao pháp, chỉ cần bóp một cái thủ ấn về sau, liền có thể dùng ý niệm khống chế bảo đao, cũng không dùng ngón tay điều khiển a. Ta cũng vô pháp lý giải, ước chừng là trong cõi u minh bộ này Ngự Đao pháp, sẽ có một số ẩn tàng điều kiện tu luyện đi. Hằng Hỏa Chân Quân giải thích nói. Hắn cũng không phải là đao tu, không cách nào xâm nhập lý giải bộ này đao pháp. Nếu như cùng ngón tay có liên quan lời nói, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn một đầu tóc cuốn lên, biến thành 20 con tay nhỏ, ở sau ót phất phới, vậy ta những thứ này tóc tay có tính không ngón tay. Đang khi nói chuyện, hắn 20 con tóc chi thủ linh hoạt huy động lên đến, làm ra các loại siêu khó khăn thủ thế. Cái này, cũng không tính a, Hằng Hỏa Chân Quân cũng không dám chắc. Nếu như cái này 20 con tóc tay, cũng có thể bị cho rằng là ngón tay, cái kia Tống Thư Hàng một cái người liền có thể ngự sử 110 chuôi bảo đao. Cái này cùng vạn kiếm quyết, vạn đao trận loại kia đao trận, kiếm trận khác biệt, mỗi một chuôi đao đều là độc lập thi triển tinh diệu đao pháp, mỗi một đao đều giống như là một tôn lục phẩm tu sĩ tại ngự đao công kích. Có ý tứ, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng trên lưng trái cây bạch tiền bối, đột nhiên bị câu dẫn lên hứng thú, một hồi Thư Hàng chúng ta nghiên cứu một chút ngự đao tàn đao, tranh thủ sớm điểm đưa nó học được. A, bạch đạo hữu khâm điểm,
Hằng Hỏa Chân Quân xoa cằm Bạch đạo hữu đối việc này cảm thấy hứng thú, cái kia Thư Hàng tiểu hữu cái này đợt chẳng phải là ổn. Đến lúc đó hắn thật muốn một người ngự 110 đao, mỗi một đao đều thi triển tàn đao đao pháp bên trong một loại biến hóa. Đơn giản không cho địch nhân đường sống a. Văn bản tài liệu truyền tống còn muốn thật lâu, Tống Thư Hàng trước đem điện thoại thu hồi, sau đó đối Hằng Hỏa Chân Quân ôm quyền nói, như vậy Hằng Hỏa tiền bối, chúng ta lần sau gặp lại. Đừng nóng vội a, Hằng Hỏa Chân Quân khẽ mỉm cười nói, trên thực tế, ta còn vì ngươi chuẩn bị một môn pháp thuật. Là từ Thất Tu đạo hữu nơi đó, đặc biệt vì ngươi mua sắm tới được. Cái gì công pháp? Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hằng Hỏa Chân Quân lấy ra một cái USB, đưa cho Tống Thư Hàng, là hỏa diễm thế thân pháp, mặc dù là món ngũ phẩm pháp thuật, nhưng là phi thường thực dụng, thuộc về có thể một mực sử dụng công pháp. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi nên sẽ thích hắn. Là hắn, Tống Thư Hàng rốt cục nhớ tới môn công pháp này. Môn công pháp này, chính là vị kia sẽ dùng dắt đao thuật xích phát linh hoàng, sử dụng qua phương pháp bảo vệ tính mạng. Môn này thế thân chi pháp, phi thường tinh diệu, dùng tốt, tiết kiệm xuống không ít phục sinh pháp khí. Lúc đó cái kia xích phát linh hoàng vì bảo mệnh, đem dắt đao thuật cùng hỏa diễm thế thân pháp đều giao ra, giao cho Thất Tu tiền bối. Môn công pháp này, phi thường thích hợp Thư Hàng tiểu hữu cùng Tam Lãng đạo hữu. Hằng Hỏa Chân Quân nói, hảo hảo tu luyện, hắn là có thể một mực sử dụng phụ trợ hình pháp thuật. Tống Thư Hàng tiếp nhận USB, tạ ơn Hằng Hỏa tiền bối. Hằng Hỏa tiền bối thật sự phi thường cẩn thận. Hắn cùng Hoàng Sơn tiền bối, tại tính cách một số phương diện rất tiếp cận đều có mụ mụ tinh tế tỉ mỉ. Có thể là đặt tên là tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu tiền bối, đều có được một khỏa mẫu thân tâm linh. Như vậy Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta tạm biệt, lần sau có không, lại đến Nho Gia làm khách. Hằng Hỏa Chân Quân lên tiếng nói. Tốt tại Hằng Hỏa tiền bối không có đọc mặt thuật. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng ôm quyền nói. Lần sau đến Nho Gia trước, hắn lại ở cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó, mua trước người thân bảo hiểm, lấy bảo bình an. Nói lên cái gì đều có thể bán đại lão, hắn rời đi trước. Đưa 4 tờ bảo khoán, cho Tô Thị A thập lục. Bất quá lần này hắn khá là cẩn thận, cái này mấy chương bảo khoán giới hạn A thập lục bản nhân sử dụng. Kỳ thật cái gì đều có thể bán đại lão chỉ muốn đánh dấu bá tống cấm dùng chữ. Nhưng cảm giác nếu là chỉ đánh dấu bá tống cấm dùng sẽ lộ vẻ quá tận lực, thế là hắn bổ sung điều kiện, hẹn xong 4 tờ bảo khoán chỉ có Tô Thị A thập lục bản nhân sử dụng, tránh cho bị bá tống lợi dụng sơ hở. Tô Thị A thập lục tại Tống Thư Hàng ám chỉ bên dưới, nhận lấy cái này 4 tờ bảo khoán bồi thường. Tống Thư Hàng là ám chỉ tiểu thập lục thời điểm, cũng không có suy nghĩ nhiều hắn đưa A thập lục bảo khoán, vốn chính là để cho nàng có thể có cái bảo đảm. Bây giờ, nguyên bản một cái bảo đảm biến thành 4 lần, Tống Thư Hàng đương nhiên rất vui lòng. Tiếp đó, chúng ta đi thôi, Tống Thư Hàng khoát tay nói. Nho ra tiến hắn từng dương linh thạch, trồng chất tại hạch tâm thế giới bên trong, hình thành hạch tâm thế giới bên trong một đạo mỹ lệ phong cảnh. Chỉ muốn cảm ứng được cái này từng dương linh thạch, Tống Thư Hàng tâm tình liền phi thường tốt. Muốn đi đâu, Bạch tiền bối lên tiếng nói. Rời đi trước Nho Gia phạm vi, không nên bị Nho Gia phòng ngự trận pháp che đậy tin tức. Tống Thư Hàng nói. Một lát sau, Tống Thư Hàng ngự đao, sử dụng dắt đao thuật nhanh chóng phi hành. Bạch tiền bối cùng hắn song song. Quy tiền bối co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ghé vào trên lưng hắn. A thập lục đồng dạng ngồi ở Tống Thư Hàng phần lưng, đang dùng nàng bảo đao vì Tống Thư Hàng tu bổ nhánh mầm bạch tiền bối hai cái kia ngọc châu công hiệu quá cường lực, Tống Thư Hàng thân gỗ cành lá bên trên không ngừng sinh trường, kết xuất nụ hoa. Không tu bổ một chút, hắn toàn bộ thân hình đều muốn bị cành lá bao phủ, ảnh hưởng hành động. Tu bổ xuống cành, đều bị A thập lục chứa vào đến một đầu cái túi càn khôn những cái cành này, đến lúc đó đều sẽ giao cho bạch tiền bối, dùng để chế duy nhất một lần phi kiếm sử dụng. Tuyệt đối sẽ không lãng phí. A thập lục tại tu bổ cành thời điểm, lại nhắc nhở, Thư Hàng, trái cây thành thục. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, một mặt tâm tắc nhìn lấy chính mình trên lưng cái kia mấy viên trái cây màu đỏ, nhìn phi thường ngon miệng. Cắt đi, hắn thở dài nói. Phốc quy tiền bối cái này ô rùa lập tức liền cười phun ra. Mời dùng hái chữ, xích tiêu kiếm tiền bối cũng chậm rãi khôi phục lại, nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Các ngươi một rùa một kiếm trong đầu đều đang nghĩ lộn xộn cái gì đồ vật.
Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng, đem tất cả dị quả đều hái xuống. Có thể ăn sao? Bên cạnh Bạch Tiền Bối con mắt vẫn liếc dị quả. Ta trước hết để cho người nếm thử. Tống Thư Hằng hỏi, hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có mấy cái thủ binh. Ta đến nếm thử đi, chớ lãng phí. Bạch Tiền Bối nói, hắn từ A Thập Lục trong tay hái qua dị quả, xoa xoa, cắn một cái dưới. Tống Thư Hằng chẳng biết tại sao, mí mắt nhảy một cái. Mùi vị không tệ, trái cây cũng không có vấn đề gì, có thể trực tiếp dùng ăn. Bất quá, khả năng bởi vì là trực tiếp thời gian ngắn thúc nguyên nhân, hắn bên trong ẩn chứa linh lực số lượng rất ít. Nếu để cho hắn tự nhiên sinh trưởng, nhất định có thể trưởng thành là chân quý linh quả. Bạch Tiền Bối bình luận. Tô Thị A Thập Lục đem đại bộ phận dị quả giao cho Bạch Tiền Bối, lại cho Quy Tiền Bối cùng Thông Nương mỗi người chia một cái dị quả. Sau đó chính nàng nâng lên một cái, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Mùi vị thật thơm, có Thư Hàng hương vị. Thư Hàng, người muốn ăn thử một chút không? A Thập Lục tay nhỏ nắm lấy dị quả, đưa tới Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng há miệng, dùng sức cắn xuống. Hương vị so với hắn trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Ta cảm giác ta tương lai nói không chừng sẽ trở thành nhất đại tiên trù. Tống Thư Hàng nhai nuốt lấy thịt quả, một bên bay lên vừa nói. Ngoại trừ kho thiên kiếp bên ngoài, người còn biết cái gì đồ ăn? Tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ đâm tâm. Ta sẽ còn thiệt sán liên hoa, ta hạch tâm thế giới bên trong có hoạt tuyền, ta cỗ này thân gỗ bên trên sẽ mọc dị quả, ta sẽ còn các loại thiên kiếp phần món ăn. Chờ tương lai, ta đem bản thân tâm ma cho cụ hiện hóa đi ra, chẳng khác nào tùy thân mang theo một đạo tâm ma cắt miếng sashimi, ta một cái người liền có thể cung ứng mấy đạo nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Người xác định người tương lai trở thành không phải nguyên liệu nấu ăn cung ứng ông trùm. Chờ bay khỏi Nho Gia địa bàn, rời đi Nho Gia phòng ngự trận pháp về sau, Tống Thư Hàng bọn người tùy ý tìm một mảnh hồ nước hạ xuống. Tống Thư Hàng lấy ra cái kia dùng để liên hệ Thanh Loan tiên tử kim loại mâm tròn, đưa vào linh lực kích hoạt. Bạch Tiền Bối trong ngực ôm mấy mai dị quả, ngồi xổm ở hắn bên cạnh, hỏi, người sau đó phải đi thú tu giới. Tống Thư Hàng gật đầu nói, thú tu giới bên trong Thánh Sơn, có thể làm cho ta tu luyện ra thân thể mới phương pháp. Ta nhất định phải có được. Ta có thể đi vào chơi đùa không? Bạch Tiền Bối hỏi, hắn nghe được Thánh Sơn cái từ này lúc, đột nhiên hứng thú. Tống Thư Hàng, danh ngạch chỉ có một cái. Bất quá, nói không chừng đến lúc đó ta hạch tâm thế giới có thể ở bên trong mở ra. Ân, đợi lát nữa ta hướng Thanh Loan tiên tử hỏi thăm bên dưới, nhìn xem có thể hay không làm nhiều mấy cái danh ngạch. Mấy hơi về sau, kim loại mâm tròn thượng quang mang lấp lóe, tín hiệu kết nối. Chào buổi tối a, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Kim loại mâm tròn bên trong, một cái nặng nề thanh âm nam tử trả lời, vị nào? A, lại nhưng không phải Thanh Loan tiên tử nghe. Tống Thư Hàng lập tức đổi cái nghiêm túc nói chuyện phiếm ngữ khí, tại hạ tìm Thanh Loan tiên tử, có chút việc. Tìm Thanh Loan có việc, cái kia nặng nề thanh âm nam tử, trầm mặc một lát sau, đột nhiên cắn răng nói, ta cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai. Đều đừng có lại đến quấy rối Thanh Loan. Ta mặc kệ ngươi là từ đâu lấy tới Thanh Loan phương thức liên lạc, ngươi tốt nhất ngay lập tức đem nàng phương thức liên lạc từ trong đầu quên mất, cũng vĩnh viễn đừng có lại quấy rối nàng. Nếu không, đừng trách ta thuận tín hiệu đi qua đánh ngươi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta nói cái gì? Ta có quấy rối Thanh Loan tiên tử. Ta vừa rồi nói chuyện phiếm ngữ khí cũng rất chính kinh a. Sở dĩ, con hàng này đầu óc có bệnh à? Liền liên hệ người là ai cũng không biết rõ ràng, đi lên liền ăn dấm. Liền không sợ liên hệ Thanh Loan tiên tử người là một vị nào đó đại lão, sau đó, đắc tội đại lão. Đến a, đến làm tàn ta à, tâm ma xích tiêu kiếm vui sướng kêu lên. Thân là tâm ma, nhiệm vụ của nó chính là gây sự. Hiện tại, hắn ngửi thấy tràn đầy gây sự hương vị, chính là hắn xuất mã thời điểm. Quy Tiền Bối cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng trả lời. Có gan liền tới, không đến ngươi chính là không chứng. Tốt, ngươi có gan, ngươi là ai, ta không đánh hạng người vô danh, cái kia nặng nề thanh âm nam tử cắn răng nói. Tống Thư Hàng há to miệng, đang muốn hồi phục. Tại hạ bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Công đức xà mỹ nhân chui ra. Nếu như ta có đắc tội địa phương tạo hóa tiên tử Lê Hoa Đái Vũ,
dùng mang theo nức nở thanh âm hát nói. Các ngươi tới đánh ta a. Da đen Vũ Nhu Tử tức thời xuất hiện, tiếp thượng một câu cuối cùng. Tống Thư Hàng. Oanh. Cái này lúc, kim loại mâm tròn bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Con hàng này thật sự thuận tín hiệu bỏ qua đến đánh nhau. Tống Thư Hàng một đầu ma phát bay múa, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Thật có lỗi, là bá Tống đạo hữu sao? Ta bên này vừa xử lý một đầu cấn tay côn trùng. Thanh Loan tiên tử thanh âm, từ kim loại mâm tròn bên trong truyền đến. Tống Thư Hàng. Vừa rồi tiếng nổ mạnh, là cái kia in dấu tay côn trùng bị xử lý. Bị đập phát chết luôn tiểu côn trùng. Thật kê nhi cho cấn tay côn trùng gia tộc mất mặt. Không cấn bên dưới đại lão tay nhỏ, làm sao có ý tứ xưng là tiểu côn trùng. Gia hỏa này vẫn là lui gia tộc đi. Bá Tống đạo hữu, ta sẽ cho hắn càng lớn xử phạt, cũng hủy bỏ hắn lần này tiến vào Thánh Sơn tư cách, đem cái này tư cách chuyển di cho người khác. Thanh Loan tiên tử lên tiếng nói. Chuyển di cho hắn người. Vậy cái này danh ngạch, cho chúng ta đi. Bạch Tiền Bối phun ra dị quả hạch, lên tiếng nói hắn vừa vặn muốn đi thú tu giới chơi đùa. Đạo hữu ngươi là, Thanh Loan tiên tử hỏi. Tống Thư Hàng giới thiệu, vị này là Bạch Thánh Quân. Nếu như là Bạch Thánh Quân, vậy ta làm chủ, đem cái này tiến vào Thánh Sơn danh ngạch giao cho các ngươi. Thanh Loan tiên tử đánh nhịp nói. Bạch Tiền Bối hài lòng nhẹ gật đầu. Danh ngạch có, Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục, dựng lên cái chữ V thủ thế. Bạch Long tỷ tỷ và Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm toàn bộ hành trình trợn mắt hốc mồm, không biết phải dùng cái gì từ ngữ, để diễn tả mình lúc này khiếp sợ nội tâm. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười không hổ là Bạch Tiền Bối chân thân, gần như tâm tưởng sự thành khí vận. Bất quá, Bạch Tiền Bối vận khí, có đôi khi thường thường mang theo phong hiểm. Sở dĩ, mỗi lần Bạch Tiền Bối mở ra cường vận quang hoàn thời điểm, thân là người đứng bên cạnh hắn, liền muốn chú ý một chút an toàn. Bên cạnh, Tống Thư Hàng xoa cằm, lo lắng lấy muốn hay không lại hướng Thanh Loan tiên tử muốn cái danh ngạch tới, đến lúc đó A Thập Lục cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến Ngô Thánh Sơn chơi đùa. Đúng rồi, bá Tống đạo hữu tìm ta có việc sao? Thanh Loan tiên tử lên tiếng hỏi, vừa rồi bởi vì cái kia cấn tay nhỏ côn trùng quấy rối, kém chút lầm sự tình. Tống Thư Hàng trả lời, ta muốn hỏi một chút Thanh Loan tiên tử, nơi truyền thừa Ngô Thánh Sơn lúc nào mở ra? À! Bá Tống đạo hữu đã nắm giữ Thánh Viên Long Lực Thần Công phía trước nội dung. Thanh Loan tiên tử hiếu kỳ hỏi. Nắm giữ 7-8 phần, mặt khác, bởi vì ta thân thể ra một số vấn đề nhỏ, sở dĩ cần Thánh Viên Long Lực Thần Công cuối cùng truyền thừa thiên đến khôi phục trạng thái thân thể. Dứt lời, Tống Thư Hàng mở ra kim loại mâm tròn hình chiếu công năng, đem mình bây giờ bộ dáng hình chiếu cho Thanh Loan tiên tử. Lần này nho ra chi hành bên trong. Tống Thư Hàng tuần tự kinh lịch bất diệt chi chủ chấp niệm phụ thể nho ra thánh nhân chấp niệm phụ thể, lại tiếp xúc gần gũi bất hủ chi cốt. Hai lần tuyệt thế đại lão phụ thể thời gian bên trong, Tống Thư Hàng tương đương với thêm cường hóa bản CPU. Hắn một thân công pháp, pháp thuật, đao pháp, toàn bộ một lần nữa tính toán một lần. Trong đó, đặc biệt là Thánh Viên Long Lực Thần Công cùng nho ra kim cương thân hai bộ công pháp tôi luyện thân thể, được lợi lớn nhất. Nho ra thánh nhân chấp niệm phụ thể lúc, Tống Thư Hàng phía sau trong suốt thánh viên số lượng, một lần vượt qua 4 chữ số. Mặc dù về sau, theo thánh nhân chấp niệm chi lực tiêu tán, những thứ này trong suốt thánh viên cũng dần dần biến mất. Bất quá đoạn trải qua này, vì Tống Thư Hàng tự thân tu luyện thánh viên long lực thần công đặt xuống kiên định cơ sở. Hình chiếu công năng mở ra. Tống Thư Hàng nhận được Thanh Loan tiên tử huyễn tượng hình chiếu. Đối diện Thanh Loan tiên tử cũng tiếp thu được Tống Thư Hàng huyễn tượng, nàng hơi sững sờ, nói, bá Tống đạo hữu, ngươi cao lớn. Từ hình chiếu hình ảnh đến xem, Tống Thư Hàng lần này thân cao đã gần 2 mét. Chỉ là đầu cùng thân thể tỷ lệ hơi có điểm không hài hòa. Không phải cao lớn, mà là ta thân thể xảy ra ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng dứt lời, nhấc lên đầu của mình, dùng sức vừa nhấc. Đầu giống như cầu bị nhấc lên, cổ cùng thân thể ở giữa. Có từng sợi thánh nhân chi huyết hình thành tơ máu tương liên. Thanh Loan tiên tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện thánh viên long lực thần công xảy ra vấn đề, dẫn đến thân thể không ngừng bành trướng. Đối với Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể phân ra sự, nàng ngược lại cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là uy tín lâu năm huyền thánh, kiến thức rộng rãi.
cỗ thân thể này không phải ta, chính ta thân thể, đối một vị đại lão sau phát nổ. Tống Thư Hàng đem đầu lắp đặt trở về, sở dĩ, ta muốn hỏi một chút Khô Thánh Sơn lúc nào mở ra. Ta cần Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên, đến khôi phục thân thể của ta. Thì ra là thế, Thanh Loan Tiên Tử nhẹ gật đầu. Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên, hoàn toàn chính xác có cường đại tự lành, đoạn chi trọng sinh kỳ hiệu. Chỉ lại muốn phối hợp một chút phụ trợ thần dược tự lành loại công pháp, để bá tống đạo hữu một lần nữa mọc ra thân thể, cũng không phải là việc khó. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng phía sau có một đóa hoa thẳng tắp sinh trưởng, một mực từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu mọc ra. Nụ hoa nở rộ, nhìn tựa như là Tống Thư Hàng đỉnh đầu mọc ra một đóa hoa nhỏ. Thanh Loan Tiên Tử nhìn không được cười nói, bá tống đạo hữu cái thân thể mới này rất khả ái. Để tiên tử chê cười. Tống Thư Hàng thở dài, bả vai vị trí có một cái trái cây thành thục. Hắn thuận tay liền đem trái cây đón lấy, dùng sức cắn một cái. Có thể ăn, Thanh Loan Tiên Tử hiếu kỳ nói. Cỗ này thân gỗ bản thân liền là một gốc linh thực thành tinh, kết xuất trái cây cũng coi là linh thực đi. Tống Thư Hàng trả lời. Nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Thanh Loan Tiên Tử khuôn mặt ửng đỏ, nói, ta đi vì bá tống đạo hữu xác định một chút Khô Thánh Sơn mở ra thời gian đi. Phiền phức Thanh Loan Tiên Tử, Tống Thư Hàng cười nói. Kỳ thật Thánh Sơn mở ra thời gian, chúng ta cũng chỉ có thể xác định một đại khái phạm vi. Sở dĩ, bá tống đạo hữu có thể cân nhắc sớm đến thú tu giới chờ đợi Thánh Sơn mở ra. Thanh Loan Tiên Tử nói bổ sung. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Bạch Tiền Bối cùng Tô Thị A Thập Lục, nói, Bạch Tiền Bối, Thập Lục, các ngươi thấy thế nào? Bạch Tiền Bối suy tư một lát, nói. Trước xác định ra Thánh Sơn mở ra ước chừng thời gian, sau đó chúng ta có thể sớm một chút thời gian tiến về. Ta bên này không có vấn đề. Tô Thị A Thập Lục ánh mắt, nhìn qua Tống Thư Hàng phần eo vị trí. Nơi đó, có một trái, không giống bình thường. Cái khác trái cây đều là bị rất nhanh thúc, chỉ có cái này trái cây, dài thật lâu còn chỉ có hạch đào lớn, thật kỳ quái. Như vậy, mời bá Tống Đạo Hữu chờ một lát, ta xác định tin tức. Thanh Loan Tiên Tử dứt lời, trước kết thúc thông tin. Tống Thư Hàng thu hồi kim loại mâm tròn, nói, chờ Thanh Loan Tiên Tử tin tức đi. Hừm, nếu như Thánh Sơn có thể sớm điểm mở ra liền tốt. Bạch Tiền Bối đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói, không sao, Bạch Tiền Bối, không cần lo lắng cho ta, mặc dù thân gỗ có các loại bệnh vặt, nhưng ta còn có thể nhẫn nại. Bạch Tiền Bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ là đang nghĩ, như Thánh Sơn mở ra thời gian tại hơn mấy tháng về sau, sẽ rất nhàm chán, sở dĩ hy vọng Thánh Sơn có thể sớm điểm mở ra. Thư Hàng tiểu hữu não bổ năng lực gần nhất mạnh lên không ít a. Nhưng lúc này, nếu như nói ra chân tướng, cảm giác song phương sẽ rất xấu hổ. Thế là, Bạch Tiền Bối thuận nước đẩy thuyền, nhanh chóng đem vẻ nghi hoặc chuyển hóa làm ôn nhu mỉm cười, vậy là tốt rồi. Bạch Tiền Bối cảm xúc chuyển hóa phi thường tự nhiên. Đặc biệt là cái kia ôn nhu mỉm cười, có được chữa trị nhân tâm hiệu quả. Bên cạnh, Quy Tiền Bối cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, lại sớm đã nhận ra chân tướng. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đang chuẩn bị mở miệng, chấp hành bản thân Tâm Ma chức trách, thừa cơ đâm một đâm Tống Thư Hàng yếu ớt tiểu tâm linh, để hắn hiểu được hiện thực tàn khốc cùng xương cảm giác, đánh nát hắn tự mình đa tình nội tâm. Nhưng mà cái này lúc, Bạch lộ ra ấm áp mỉm cười. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lập tức cảm giác mình tâm linh đều bị tịnh hóa. Hắn kiểm điểm nội tâm của mình, phát hiện mình chuẩn bị thừa cơ đâm Tống Thư Hàng yếu ớt nội tâm tác pháp, là cỡ nào dơ bẩn. Đinh đinh đinh, kim loại mâm tròn bên trên, truyền đến Thanh Loan Tiên Tử thông tin tín hiệu. Tống Thư Hàng một lần nữa đưa nó kích hoạt. Tin tức tốt, bá Tống đạo hữu. Thanh Loan Tiên Tử mỉm cười nói, ta vừa lấy được hồi phục. Thánh Sơn vào hôm nay đột nhiên tiến nhập sinh động kỳ. Rất có thể vào ngày kia, liền sẽ sớm mở ra. Tống Thư Hàng trước tiên nhìn về phía mỉm cười bên trong Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối mặt mũi thiên hạ đệ nhất, liền ngay cả tại phía xa thú tu giới Gô Thánh Sơn cũng phải viễn trình cho ta đại Bạch Tiền Bối một bộ mặt. Lần này Bạch Tiền Bối chân thân, một nửa chân thân, từ cửu phẩm thiên kiếp bên trong đi ra, thật sự là quá tốt. Sở dĩ. Bá Tống đạo hữu chuẩn bị lúc nào đến thú tu giới? Ta có thể sớm vì bá Tống đạo hữu chuẩn bị một cái chỗ ở. Thanh Loan Tiên Tử trông đợi nói. Bá Tống đạo hữu ở trong mắt nàng,
thế nhưng là đối cửu u tà năng bảo cụ. Mặc dù bây giờ, thú tu giới đã có bá tống đạo hữu cho dược tề phối phương và giảm bớt cửu u tà năng cảm nhiễm phương án, nhưng thú tu giới bệnh hoạn số lượng nhiều lắm, trong đó có bộ phận bệnh tình nghiêm trọng, chỉ dựa vào dược tề rất khó trừ tận gốc thể nội cửu u tà năng. Sở dĩ, bá tống đạo hữu nếu chịu sớm đến cửu u thế giới, quả thực là phúc âm. Nàng có thể sớm vì bá tống đạo hữu chuẩn bị một cái rộng lớn nơi ở, thuận tiện bệnh hoạn đến thăm. Ân, lễ vật phương diện cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ăn người miệng nguyễn, chỉ có lễ vật chuẩn bị đúng chỗ, bá tống đạo hữu đến lúc đó mới có thể mềm lòng, xuất thủ trị liệu. Tống Thư Hằng nói, ngày mai đi, ngày mai chúng ta liền chạy tới thú tu giới. Bây giờ sắc trời đã muộn, mà lại, hắn hôm nay tại Nho Gia liền đối mấy làn sóng đại lão, thể xác tinh thần mỏi mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Vậy cứ như thế quyết định, ta đi trước vì bá tống đạo hữu các ngươi chuẩn bị một cái chỗ ở. Thanh Loan tiên tử mặt mày hớn hở. Song phương lẫn nhau ước định đến thời gian về sau, Thanh Loan tiên tử vui vẻ cúp kim loại mâm tròn thông tin. Tống Thư Hằng thu hồi kim loại mâm tròn, cười nói, Bạch Tiền Bối, Thập Lục, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Lần này có Bạch Tiền Bối tương trợ, cùng một chỗ tiến vào Gô Thánh Sơn nơi truyền thừa, hắn Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa cuối cùng thiên, thỏa. Chờ cầm tới truyền thừa thiên về sau, phối hợp hắn Trình Lâm tự lành pháp, nhất định có thể mau chóng đem thân thể cho lại tu luyện từ đầu đi ra. Hắc hắc, chờ ta có thể làm được trọng sinh nhục thân về sau, liền rốt cuộc không cần lo lắng thân thể bị đại lão đỗi phát nổ. Thậm chí, không có việc gì ta đều có thể bản thân chơi. Thân thể trọng sinh, là các tu chân giả ắt không thể thiếu một loại năng lực nha. Ta không có vấn đề, Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu nói. Ta cũng không thành vấn đề, kỳ thật hiện tại xuất phát cũng có thể. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hằng gỡ xuống đầu của mình, vỗ nhẹ nhẹ đi trên tóc lá rụng, lại đem đầu lắp trở lại, trả lời. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước một đêm đi, thật sự là thân thể của ta, có chút nhịn không được. Đặc biệt là trạng thái tinh thần, cần nghỉ ngơi một chút. Được, vậy liền nghỉ ngơi một đêm đi. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, đúng rồi, ta cho các ngươi nhìn một kiện phát minh mới. Dứt lời, Bạch Tiền Bối móc ra một cái kim loại khối lập phương. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Đây là ta án lấy cái trước phân thân ký ức, nhàn rỗi nhàm chán lúc. Nghiên cứu giày vò đi ra đồ vật, danh tự còn chưa nghĩ ra. Bạch Tiền Bối dứt lời đưa tay ném đi. Cái này kim loại khối lập phương tựa như Transformer đồng dạng nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt, quảng trường liền biến thành một gian sắt thép biệt thự. Ngoại trừ phòng ốc hình thái bên ngoài, hắn còn có tiên thuyền hình thái, chiến giáp hình thái, linh lực pháo hình thái. Bạch Tiền Bối giới thiệu nói, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Tống Thư Hàng xoa cằm chiến giáp hình thái. Này lại không phải là rất thích hợp hắn sử dụng hình thái. Nếu như không có thân gỗ, đầu của hắn vừa vặn cần một cái Bạch Tiền Bối chế tác sắt thép thân thể A. Sắt thép biệt thự, lặng lặng mà lơ lửng ở trên mặt hồ. Tống Thư Hàng trên tinh thần thực thượng mỏi mệt, tại trong biệt thự tìm cái gian phòng, ngã xuống giường, khép mí mắt. A, đợi đã, quên lại hướng Thanh Loan tiên tử muốn cái tiến Thánh Sơn danh ngạch. Tống Thư Hàng tại trước khi ngủ, đột nhiên nhớ tới việc này. Hắn vất vả chống lên mệt mỏi mí mắt, mở ra điện thoại bản ghi nhớ, tại thượng thư đưa vào một chuỗi văn tự, sau khi tỉnh lại, hướng Thanh Loan tiên tử lại muốn cái Thánh Sơn danh ngạch, cho A Thập Lục. Đưa vào hoàn tất về sau, hắn đưa điện thoại di động hướng bên cạnh vừa để xuống, đều không tới đến khóa bình phong, liền ngủ thiếp đi. Sắt thép biệt thự bên ngoài. Tạo hóa tiên tử ngồi ở cửa biệt thự vị trí. Hai chân ngâm mình ở trong nước, ở vào ngẩn người trạng thái. Công đức xà mỹ nhân cưới công đức bì bì cá voi, ở trên mặt hồ vừa đi vừa về bắn vọt. Da đen vũ nhu tử nắm lấy một sợi dây thừng một mặt thắt ở bì bì cá voi cái đuôi bên trên, ở trên mặt hồ chơi lướt sóng thân là tâm ma hóa thân, nàng trực tiếp nắm lấy bì bì cá voi cái đuôi lúc, lại nhận tổn thương, sở dĩ chỉ có hệ một sợi dây thừng. Bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy ván lướt sóng, sở dĩ tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối tạm thời thay thế sông lưu tấm nhân vật. Quy tiền bối xoay người bồng bềnh ở trên mặt hồ, tứ chi thỉnh thoảng vẩy nước, nhàn nhã vô cùng. Thông nương, lại nhưng chứng trạc đàng hoàng ngồi ở bạch tiền bối bên người, hướng bạch tiền bối thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện. Hôm nay thông nương,
không biết bị cái gì kích thích. Bạch Long tỷ tỷ ngươi cũng đi chơi đi, A Thập Lục lên tiếng nói. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, mỉm cười, đằng không mà lên, hướng công đức xà mỹ nhân vị trí bay đi. A Thập Lục duỗi lưng một cái, sau đó hướng trong biệt thự đi đến, nhẹ nhàng không quấy rầy đại gia. Nàng đi tới Tống Thư Hàng gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng, Thư Hàng đã nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm nay tinh thần hắn thượng tiêu hao quá khổng lồ, liền cơ bản phòng ngự đều không thể làm đến, thậm chí không có phát giác được A Thập Lục đến. A Thập Lục từ trong túi càn khôn lấy ra một đầu tấm thảm, đóng trên người Tống Thư Hàng. Tại đắp chăn lúc, nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng màn hình điện thoại di động vẫn sáng. Thế là nàng đưa tay, lấy ra điện thoại, chuẩn bị đem màn ảnh đóng lại. Nhìn qua điện thoại thời điểm, nàng liền thấy được Tống Thư Hàng bản ghi nhớ nội dung. A Thập Lục ngon ngọt cười, nhẹ nhàng đem Tống Thư Hàng điện thoại khóa màn hình, phóng tới bên cạnh hắn. Ngủ ngon, Thư Hàng, nàng thấp giọng nói, lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tâm tình đột nhiên liền biến rất tốt. Tại Tô Thị A Thập Lục rời phòng về sau, Tống Thư Hàng trên thân, có một con hư ảo thân ảnh chui ra. Là cái kia chỉ không biết vì sao, tồn tại cảm giác cực thấp linh quỷ. Tiểu xảo linh quỷ chui ra Thư Hàng thân thể về sau, hai tay trong hư không một chảo, tựa hồ bắt lấy thứ gì. Sau đó, cái này tiểu xảo linh quỷ bắt đầu ngụm nhỏ gặp, ăn đến có thể thơm. Nàng ăn đến là nguyền rủa, béo cầu đại lão huyết tế trận pháp sau khi kết thúc, còn trên người Tống Thư Hàng lưu lại nguyền rủa cùng di chứng. Bây giờ cái này mỹ vị nguyền rủa bị linh quỷ ôm, một chút xíu gặm ăn. Gặm cả buổi về sau, linh quỷ ở một cái. Cửu U chúa tể nguyền rủa dù là chỉ là huyết tế sau nhân tiện nguyền rủa cũng thập phần lớn. Linh quỷ không cách nào một hơi ăn xong, gặm nửa ngày về sau, cũng chỉ tại nguyền rủa thượng gặm cái góc nhỏ. Đối linh quỷ tới nói, không có so đây càng chuyện hạnh phúc. Ăn no sau linh quỷ trở lại Tống Thư Hàng thể nội, đem bộ phận này nguyền rủa tiêu hóa, trở thành hắn sức mạnh của bản thân. Đồng thời, sẽ còn phản hồi một bộ phận linh lực cho chủ ký sinh Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ngủ nửa đêm về sau, trạng thái tinh thần khôi phục không ít. Ta còn giống như có chuyện gì không có làm. Trong lúc ngủ mơ, Tống Thư Hàng nhớ tới bản thân tựa hồ có kiện chuyện trọng yếu, còn không xử lý. Ngoại trừ cho A Thập Lục lại muốn cái danh ngạch bên ngoài, hẳn là còn có sự tình khác. À đúng, ta nghĩ đi Tà Liên thế giới, nhìn xem Bạch Tiền Bối trạng thái. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới việc này. Bạch Tiền Bối bị béo cầu đại lão hố một thanh, bị hắn dùng ngụy chế bất hủ chi cốt tạm thời phong ấn. Theo béo cầu đại lão thuyết pháp, hắn ít nhất phải phong ấn Bạch 5.000 năm lâu. Sở dĩ, nửa đường hắn còn cân nhắc qua muốn đào Tống Thư Hàng đi hắn bên kia công tác. Cũng không biết Bạch Tiền Bối hiện tại trạng thái như thế nào. Tống Thư Hàng ý thức tiến vào hạch tâm thế giới, lại thông qua hạch tâm thế giới cùng Tà Liên thế giới thông đạo, đặt chân Tà Liên thế giới bên trong. Ý thức của hắn khi tiến vào Tà Liên thế giới lúc, bị tự động thay thế thành một bộ cùng loại hồn phách trạng ý niệm thể. Đồng thời, đầu của hắn được triệu hoán đi qua, trở thành ý niệm thể đoạn thể. Tống Thư Hàng bẻ bẻ cổ, nói, sách, đầu tại sao cũng tới, ếch. Bộ dạng này ta thân gỗ không phải không đầu. Trong phòng ta, chẳng phải biến thành hung sát án hiện trường nha. Thanh niên thân thể không đầu nằm lì ở trên giường, đầu lại không biết tung tích. Hiện trường không có vết máu, không có hung khí. Người tuổi trẻ đầu, đến tột cùng là như thế nào biến mất? Hung thủ sát hại hắn là ai? Khục, Tống Thư Hàng đánh giá Tà Liên thế giới. Có đoạn thời gian không tới, hắn phát hiện Tà Liên thế giới cũng cải biến không ít. Tỷ như, vốn là một mảnh đất hoang Tà Liên thế giới, hiện tại khắp nơi trồng lấy cửu u phong cách thực vật. Bất quá đó có thể thấy được, Bạch Tiền Bối gieo trồng những thực vật này thời điểm, căn bản không có quy hoạch, phi thường hỗn loạn. Mặt khác, Tống Thư Hàng ý niệm thể mỗi đi ra mấy bước, liền thấy một số nhìn qua liền rất chân quý bảo vật, bị tùy ý ném ở Tà Liên thế giới các ngõ ngách. Đáng tiếc không thấy được linh thạch. Bạch Tiền Bối hẳn là cần một đầu Tà Liên tiểu trợ thủ đến hiệp trợ hắn quản lý, quy hoạch cái này Tà Liên tiểu thế giới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Giống phương nào đạo trích, cũng dám xâm nhập đến ta chủ lãnh địa, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Cái này lúc, đột nhiên có một tiếng hổ khiếu truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại,
liền nhìn thấy cái kia xấu độc đáo bạch hổ, ngay tại nơi xa dương nanh múa vuốt. Nha, đã lâu không gặp, Tống Thư Hàng hướng phía xấu hổ phất phất tay. Kháo, là bá Tống A, xấu hổ thấy rõ là Tống Thư Hàng về sau, quơ quơ móng vuốt, hắn trưởng dạng nhánh thân thể xoay thành u hình, hỏi, người hôm nay làm sao có không chạy tà liên thế giới bên trong đến. Ta còn tưởng rằng rốt cục có người dám xâm nhập ta chủ thế giới, ta cái này nhìn viện hổ, cũng rốt cục có mở ra thân thủ chỗ trống. Không nghĩ tới là ngươi, mù vui vẻ một trận. Tống Thư Hàng. Hắn cảm thấy trừ phi là chán sống rồi, nếu không hẳn là không người sẽ xâm nhập đến cửu u chúa tể bạch tiền bối người thế giới, đến gây sự. Bạch tiền bối hiện tại người đâu? Tống Thư Hàng hỏi, nghe nói hắn bị béo cầu đại lão hố, ta đến xem hắn tình trạng. Nói không chừng ta có chỗ có thể trợ giúp. Có lẽ hắn có thể như lần trước như thế, dùng khắc kim nhất kích. Thần kích trực tiếp đem cái viên kia béo cầu đại lão chế tác ngụy cốt cho hiến tế rơi, từ đó phá vỡ phòng ấn cái gì. Ta chủ ngay tại tà liên thế giới trung ương nhất, nơi đó có một cái phi thường xinh đẹp xào huyệt, là ta chủ chiến lợi phẩm. Hiện tại ta chủ liền ở tại nơi đó. Xấu hổ liếm liếm móng vuốt, chỉ cái phương hướng cho Tống Thư Hàng. Tạ ơn. Tống Thư Hàng hướng phía xấu hổ phất phất tay, ý niệm thể hướng tà liên thế giới trung ương phi hành. Khi hắn tới gần vị trí trung ương lúc, liếc mắt liền thấy được cái kia có béo cầu đại lão phong cách hang ổ. Bạch tiền bối chiến lợi phẩm A, quả nhiên là từ béo cầu đại lão cái kia hố tới. Lại nói lần này bạch tiền bối bị gài bẫy, có thể hay không cũng có cái này béo cầu đại lão hang ổ nguyên nhân. Tống Thư Hàng đi tới nơi này cái nguyên béo cầu hang ổ lối vào vị trí. Hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới chuông cửa. Thế là, hắn chỉ có thể giật ra cuống họng gầm rú nói, bạch tiền bối, ta tới rồi, mở cửa đưa ấm áp á. Bởi vì lo lắng bạch tiền bối nghe không được, hắn còn cố ý nhiều hô mấy lần. Một lát sau, hang ổ lối vào có một cái cửa kim loại mở ra. Bá Tống Hào, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ăn ta một kiếm. Chuột hamster tà ma thân hình từ cửa kim loại bên trong vọt ra. Hắn thả người nhảy lên, bên hông thần binh bảo kiếm tự chủ bay ra. Thiên ngoại phi ma. Gặp mặt liền làm. Tới tốt lắm a, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Màn này, hắn não bổ qua rất nhiều lần. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Chuột hamster hào thả người nhảy lên, kiếm như lưu tinh, một chiêu thiên ngoại phi ma hướng hắn chém tới. Mà hắn. Vừa vặn có cái tuyệt chiêu muốn thử một chút. Mặc dù bây giờ không phải đêm trăng tròn, cũng không phải tử cấm chi đỉnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tống Thư Hàng tâm tình. Hắn tóc dài loạn vũ, trong nháy mắt ngưng tụ ra 20 cái nắm đấm tới. Trong đó 6 cái nắm đấm thi triển kim cương cơ sở quyền pháp 1 tới 6 thức. Lại có 2 cái nắm đấm thi triển kim cương phục ma quyền 2 thức. Một nắm đấm thi triển kim cương thần phạt đại thủ ấn. Còn có 2 bàn tay, lấy trưởng làm đao thi triển phần thiên hỏa diễm đao cùng. Dưỡng đao thuật. Còn lại 9 cái nắm đấm, ngón trỏ, ngón giữa, dưới ngón vô danh ép, ngón cái cùng tiểu chỉ dựng thẳng lên, bày ra số lượng 6 hình thái, dùng sức lay động. 666, 666, 666. Đặc sắc nhân sinh, không cần người khác tới lớn tiếng khen hay ta vì ta bản thân lớn tiếng khen hay. Sau lưng Tống Thư Hàng. Hết thảy 66 con thánh viên hiện hình. Cầm đầu lớn thánh viên, nhìn qua Tống Thư Hàng cái kia 9 cái lay động trợ uy tóc bàn tay, lâm vào thật sâu trầm tư. Đầu năm nay, cạnh tranh thật đặc mã kịch liệt, mọi thứ cũng như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Không cùng lúc tiến lên, liền sẽ bị thời đại tàn khốc này vứt bỏ. Thế là, đại thánh viên một tay lật ra nho ra kinh văn, trong miệng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Đồng thời tay phải của nó dựng thẳng lên 6 tư thế, dùng sức lắc lư. Đằng sau 65 con tiểu thánh viên, thật nhanh đuổi theo lão đại tiết tấu. Bọn chúng dùng các loại khác biệt ngôn ngữ, bắt đầu ngâm sướng kinh văn nội dung. 66 con thánh viên, giơ 66 cánh tay, khẽ hát lấy 666, không ngừng lắc lư, lắc lư. Thiên ngoại phi ma và Tống Thư Hàng một bộ kim cương cơ sở quyền pháp thêm kim cương phục ma quyền thêm kim cương thần phạt đại thủ ấn thêm phần thiên hỏa diễm đao. Đáng thương chuột hamster hào bị đánh mộng. Thân hình của nó bị đánh bay ra ngoài, đâm vào nguyên béo cầu hang ổ vách tường kim loại bên trên, lại gãy trở về, một lần nữa rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt.
Tống Thư Hàng cuối cùng một cái tay bên trong sớm đã xúc thế đã lâu dưỡng đao thuật không lưu tình chút nào đánh vào chuột hamster tà ma trên người. A a a nha, chuột hamster tà ma hét lên một tiếng, rơi xuống đất. Tống Thư Hàng một tay đưa nó tiếp được, có phục hay không? 66 con thánh viên hư ảnh, lơ lửng giữa không trung, làm thành một vòng tròn, vây xem chuột hamster tà ma. Chờ ta tấn thăng lục phẩm, nhất định treo lên đánh ngươi. Chuột hamster tà ma cắn răng nói. Ủng hộ, Tống Thư Hàng mỉm cười, ma phát loạn vũ. Đi vào đi, ta chủ đang chờ ngươi. Chuột hamster tà ma nhắm mắt lại cái kia 66 con thánh viên vây xem, chuột hamster áp lực sơn đại. Kim loại hang ổ nội bộ. Bạch tiền bối, ta tới rồi. Tống Thư Hàng kêu lên. Bạch tiền bối thanh âm vang lên, Thư Hàng ngươi tới vừa vặn mau tới đoàn công đức chi quang hoặc thánh quang, giúp ta đem cái này cổ u ý chí mảnh vỡ ngăn chặn. Cửu u ý chí mảnh vỡ, béo cầu đại lão mảnh vỡ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lúc trước hắn hay dùng xem xét bí pháp xem xét qua béo cầu đại lão chế tác hố bạch ngụy cốt, sở dĩ biết béo cầu đại lão tại cái kia ngụy cốt bên trong, xen lẫn bộ phận chính nó thân thể. Xem ra, béo cầu đại lão là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có vây khốn bạch tiền bối, còn bị bạch tiền bối đã rút ra ngụy cốt bên trong cái kia bộ phận thân thể của nó. Muốn bị trấn áp. Vừa nghe đến muốn đối béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng toàn thân đều là kinh, ta lập tức liền đến, muốn làm sao phong ấn béo cầu đại lão mảnh vỡ. Không chỉ có toàn thân đều là kinh, mà lại hắn hiện tại, ra lột toàn thân là gan. Đi theo bạch tiền bối sau lưng đối béo cầu đại lão, hắn Tống Mỗ không sợ hãi chút nào. Ai cùng ngươi nói là cửu u chúa tể mảnh vỡ rồi? Là cổ u ý chí mảnh vỡ. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Cổ u ý chí mảnh vỡ. Tống Thư Hàng nghe xong không phải đối béo cầu đại lão, hào hứng đại giảm, vừa xông tới kình lập tức liền biến mất không thấy. Lại nói, cổ u ý chí, không phải cái kia sao? Là vị kia danh âm giát phá. Tống Thư Hàng nói, chính là cái kia cùng Hắc Long thế giới đối ứng cổ u thế giới, ý chí tập hợp thể. Tống Thư Hàng lúc ấy liền dựa vào lấy vị này danh âm giát phá nhân quả thương mảnh vỡ, hóa thành một chuôi nhân quả đao, sau đó một hơi triệu hoán bạch tiền bối ban văn long thiên đạo hai vị sợ các chủ cùng các nàng sau lưng nhân vật thần bí nho ra thánh nhân chi nhãn long lạc lực lượng của ý chí, đem hà chỉ ma đế một đao đối bảo. Đợi đã, bạch tiền bối ngươi không phải là bị béo cầu đại lão hố một thanh, bị phong ấn ở tà liên thế giới sao? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Bị phong ấn. Làm sao còn có thời gian đi làm cổ u chúa tể mảnh vỡ, còn đem hắn đưa đến tà liên thế giới tới. Hóa ra bạch tiền bối từ đầu tới đuôi đều vô sự. Hừm, năm nay lần thứ nhất bị béo cầu gài bẫy. Không chỉ có là phân thân, liền bản thể cũng vô pháp động đậy. Bạch tiền bối cười trả lời. Hắn cùng béo cầu đại lão tranh đấu nhiều năm như vậy, thắng bại đều rất bình thường. Trước kia cũng không phải không có bị hố qua. Đây chỉ là hai vị cửu u chúa tể ngày thường. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối chân thân hiện ra. Lúc này, hắn chân thân bị vây ở một cây cột thủy tinh bên trong. Cột thủy tinh bên trong không, bạch tiền bối thân thể tại cây cột bên trong chìm chìm nổi nổi béo cầu đại lão tỉ mỉ thiết trí bẫy dập, cũng không có dễ dàng như vậy giải khai. Bên cạnh, phụ trách áp chế cổ u ý chí mảnh vỡ chính là bạch tiền bối ý chí hóa thân, chính là cỗ kia thường xuyên chạy hiện thế dạo chơi hóa thân. Bất quá, ý chí hóa thân cũng có nửa người bị trấn áp tại cột thủy tinh bên dưới, chỉ có nửa người trên đang hành động. Tống Thư Hàng xoa cằm hắn phát hiện, hiện thế cùng cửu u hai vị bạch tiền bối, kiểu gì cũng sẽ lấy một loại quái dị phương thức, duy trì một loại nào đó vi diệu đồng bộ. Hiện thế bạch tiền bối đem bản thân cắt thành hai nửa, cửu u bạch tiền bối lại có nửa cái thân thể bị phong ấn. Mặt khác, nếu như ngươi tiếp tục ở trong lòng không ngừng đọc lấy bạch, ta không ngại để ngươi biến thành một đầu cấn tay tiểu côn trùng, chân chính tiểu côn trùng. Bạch tiền bối nói bổ sung. Không, bạch tiền bối, ta thăng cấp. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, béo cầu đại lão lần trước đều không gọi ta tiểu côn trùng, mà là biến thành càng cấn tay con chuột nhỏ. Từ khi không có ruột, hắn tâm càng thẳng, khẩu càng nhanh. Đầu óc đều không mồm mép động nhanh. Bạch tiền bối khóe miệng giật một cái. Biến thành một đầu con chuột nhỏ ngươi rất kiêu ngạo. Mà lại, lần sau ta nếu có cơ hội cùng béo cầu đại lão gặp nhau, ta nói không chừng còn có thể tiếp tục tiến hóa, biến càng cấn tay. Dù sao,
ta thế nhưng là bạch tiền bối người bảo bọc, không có nhất cấn tay, chỉ có càng cấn tay. Tống Thư Hàng cơ trí đập cái mông ngựa. Mặc dù tâm càng thẳng miệng nhanh hơn, nhưng hắn đầu óc trung quy vẫn còn, biết tại tìm đường chết về sau, đánh cái miếng vá. Bạch tiền bối khóe miệng lại là co lại, hắn đều không biết muốn làm sao đánh giá Tống Thư Hàng mới tốt. Đúng rồi, bạch tiền bối. Đã người bản thể cùng hóa thân đều bị phong ấn, vậy cái này cổ u ý chí mảnh vỡ, từ chỗ nào tới? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Bạch tiền bối bình tĩnh nói, bởi vì ta tại cổ u thế giới bố trí rất nhiều thủ đoạn a. Cổ u thế giới thế nhưng là hắn đánh xuống địa bàn mới. Mặc dù hắn khả năng không thời gian đi quản lý cổ u thế giới, tương lai cũng có thể sẽ đem cổ u thế giới trả lại cổ u ý chí. Nhưng trước mắt, hắn vẫn là rất ưa thích cái này địa bàn mới. Đừng lãng phí thời gian, đến giúp ta một tay, dùng thánh quang dán cổ u ý chí mảnh vỡ một thân. Ta hiện tại ở vào bị béo cầu phong ấn trạng thái, có lực đều dùng không ra. Bạch tiền bối hóa thân, có chút đưa tay. Tống Thư Hàng tiến lên mấy bước, ma phát loạn vũ, tế ra nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Tiếp lấy hắn ý niệm thôi động, đem quyền sáo bên trong đến từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão thánh quang chi lực. Toàn lực dẫn dắt ra đến, dán tại cổ u ý chí mảnh vỡ bên trên. Trắng noãn thánh quang lóe sáng mà lên, ấm áp nhân tâm. Chuột hamster tà ma quát to một tiếng, chi. Sau đó, hắn liên tục chiến thuật lăn lộn, động tác tiêu chuẩn như là sách giáo khoa. Lộn mấy vòng về sau, liền chạy rời thánh quang phạm vi. Quệ thánh quang hương vị, bạch tiền bối chân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, tiếp tục mở rộng thánh quang. Tốt nhất đem công đức chi lực cũng phóng xuất ra. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, gia tăng thánh quang chuyển vận cường độ. Về phần công đức chi quang, nhà hắn công đức xà mỹ nhân còn tại lướt sóng đây. Đến từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão âm lãnh thánh quang, hiệu quả tuyệt tán. Nguyên bản dục dịch cổ u ý chí mảnh vỡ, bị thánh quang khét một thân về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, không nhúc nhích. Bạch tiền bối thừa cơ liền quét 10 cái phong ấn, tăng thêm sớm đã chuẩn bị xong phong ấn trận bàn, nhất cử đem cổ u ý chí mảnh vỡ phong ấn thành hạt châu nhỏ hình. Giải quyết, quả nhiên thánh quang có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Bạch tiền bối hài lòng nói. Tống Thư Hàng nhìn qua co lại thành hạt châu nhỏ cổ u ý chí mảnh vỡ, hỏi, bạch tiền bối, người đem cổ u ý chí mảnh vỡ mang đến làm gì? Ta nghĩ lấy hắn làm cơ sở, chế tạo một bộ cổ u hóa thân. Thay thế ta tại cổ u thế giới chơi. Khục, thay thế ta quản lý cổ u thế giới. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Thân thể của hắn, tại cột thủy tinh bên trong tiếp tục chìm nổi, lần này lại đổi tư thế, đầu dưới chân trên. Tóc dài buông xuống dưới, lộ ra hắn hơi nhọn lỗ tai bạch tiền bối lỗ tai, so hiện thế bạch tiền bối muốn nhọn một số. Đồng dạng là tóc dài bay múa, bạch tiền bối đây là mị lực bắn ra bốn phía, Tống Thư Hàng đây chính là ma phát loạn vũ. Hoàn toàn là hai cái phong cách vẽ. Muốn làm sao chế tác? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với hóa thân, phân thân một mực cảm thấy rất hứng thú. Ta còn tại cân nhắc, muốn làm sao cho cái này cổ u hóa thân rót vào một bộ trình độ thiết lập. Bạch tiền bối xoa cằm nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, đề nghị, bạch tiền bối, ngươi có muốn hay không cân nhắc phục chế một cái hạch tâm tiểu trợ thủ chương trình, rót vào cái này cổ u hóa thân bên trong đi. Hạch tâm tiểu trợ thủ, bạch tiền bối nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, bạch tiền bối ngươi chưa phát giác bản thân cái này tà liên thế giới quá loạn sao? Ta đều không biết bạch tiền bối ngươi như thế lôi thôi, ha 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 ha. À, xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, vươn tay gãi gãi đầu. Sau đó, hắn phát hiện mình hiện tại trạng thái có chút cổ quái, đầu vẫn là đầu của mình. Nhưng thân thể lại là trong suốt linh hồn trạng ý niệm thể. Ngươi tỉnh rồi, bá Tống Hào. Một cái thanh âm ôn nhu tại Tống Thư Hàng bên người vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện một chương xinh đẹp mỹ nhân mặt, cùng một gốc thất thải đại thụ. Chương này xinh đẹp mỹ nhân mặt liền sinh trưởng ở trên đại thụ, đồng thời nàng nhánh cây đang nhẹ nhàng quạt. Há, là ngươi a, thụ thụ, Tống Thư Hàng nói cái này gốc thất thải thụ mỹ nhân. Là bạch tiền bối số 4 sủng vật, chính là cùng canh cổng xấu hổ cùng một chỗ, từ nguyên bản đông chi điện trong cấm địa chộp tới, thụ thụ là tên của nàng. Cho nên nói, hai cái bạch tiền bối tại một số phương diện, duy trì vi diệu đồng bộ.
Bạch tiền bối có thất thải thụ mỹ nhân, hiện thế bạch tiền bối có liễu thụ yêu khinh vũ. Nếu như hai vị bạch tiền bối sủng vật đều có thể đối ứng lên. Bạch tiền bối mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 hào, chuột hamster tà ma nhiễm chân hào cùng tinh tinh tướng quân, lại phân biệt đối ứng cái gì đâu. Đúng rồi, nơi này là bạch tiền bối tà liên thế giới A. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới bản thân chạy tới gặp bạch tiền bối sự, hắn còn giúp bạch tiền bối áp chế cổ u ý chí tập hợp thể mảnh vỡ tới. Lại về sau, hắn làm sao đột nhiên liền đã ngủ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, phát hiện bạch tiền bối đang cột thủy tinh bên trong chìm chìm nổi nổi lấy, duy trì đầu dưới chân trên tư thế, chính cười mỉm nhìn qua hắn. À đúng, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng chỉ cột thủy tinh nói, muốn không để ta thử một chút, có thể hay không phá vỡ béo cầu đại lão phong ấn. Ngươi, bạch tiền bối trở mình, hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao giải khai cái này phong ấn. Trên thực tế, lần trước đối béo cầu đại lão lúc, béo cầu đại lão cũng đối với ta sử dụng ngụy cốt bên trong phong ấn bẫy dập. Sau đó ta dùng khắc kim nhất kích, trực tiếp đem ngụy cốt đều hiến tế. Tống Thư Hàng giải thích nói. Bạch tiền bối ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, nói, được, vậy ngươi đến thử xem. Tống Thư Hàng đi vào cột thủy tinh bên cạnh, duỗi ra ý niệm thể bàn tay, trực tiếp hướng cột thủy tinh nhấn tới. Hoa lạp lạp lạp, một loại điện giật cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy não nhân vừa tăng, thật nhanh buông tay. Cái này thủy tinh trụ chính là béo cầu làm phong ấn thủ đoạn. Bạch tiền bối nói, nếu là phong ấn, trực tiếp đi tiếp xúc hắn. Nhất định sẽ chịu đến phong ấn phản phệ tổn thương. Bạch tiền bối ngài nói sớm a. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Bạch tiền bối thở dài, đây là tu chân cơ sở thường thức được không? Thân là thiên nhiên đệ nhất thánh, liền xem như cái hàng lởm, một số tu chân kiến thức căn bản bao nhiêu cũng đi giải một chút a. Kỳ thật ta không làm gì đều sẽ bớt thời gian tới học tập. Tống Thư Hàng nói chính là hắn bớt thời gian không nhiều. Đọc sách học tập chính là hắn yêu thích, nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể ngồi nhìn kỹ mấy ngày mấy đêm sách đều không nghỉ ngơi. Học tập làm cho người khoái hoạt. Dứt lời, Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay trái ra ấn về phía phong ấn. Lần này hắn sớm có phòng bị. Điện giật cảm giác lần nữa truyền đến, nhưng có chuẩn bị sau Tống Thư Hàng, cắn răng liền chống được. Rất tốt, tiếp xúc đến hắn, đón lấy đến liền thử một chút, thần kích, Tống Thư Hàng quát khẽ. Tay trái ấn lấy cột thủy tinh, tay phải ở giữa lại có một điểm sáng ngưng tụ. Hiến tế cột thủy tinh, bất quá, bên trong bạch tiền bối cũng không thể hiến tế rơi. Tới đi, khắc kim nhất kích. Ong ong ong. Ba. Sau một khắc, Tống Thư Hàng tay phải đầu ngón tay điểm sáng, vỡ vụn ra. Khắc kim nhất kích, thi triển thất bại. Bởi vì căn này cột thủy tinh, không phải có thể bị hiến tế bảo vật. Hắn không còn là ngụy cốt trạng thái. Mà là hoàn chỉnh phong ấn hình thức. Phong ấn ngụy cốt là bảo vật, nhưng sử dụng sau hình thành phong ấn thì không thuộc về bảo vật hàng ngũ. Thất bại rồi, bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng thu hồi tay trái, thở dài, thất bại, ta quá lý tưởng hóa. Không có việc gì, người sống chung quy là muốn có chút lý tưởng. Bạch tiền bối vui a nói. Hắn bị vây ở căn này cột thủy tinh bên trong, lại tuyệt không nôn nóng. Với hắn mà nói. Căn này cột thủy tinh cùng kén lớn có dị khúc đồng công chi diệu, trong này lúc ngủ, ngủ đặc biệt hương. Nói lên đi ngủ, hắn liền từng đợt hiện khốn, mí mắt phát chìm. Bạch tiền bối chính ngươi không thể phá mở béo cầu đại lão phong ấn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Phá vỡ phong ấn, ân, có thể a, ta đương nhiên có thể phá vỡ phong ấn. Bạch tiền bối liên tục gật đầu, nói, nhiều nhất 5.000 năm, ta liền đi ra ngoài. Đối bạch tiền bối tới nói, 5.000 năm, cũng liền ngủ một giấc sự tình. Thật sự muốn 5.000 năm, Tống Thư Hàng sững sờ. Béo cầu đại lão lại nhưng không khoác lác, hắn thật có thể phong ấn bạch tiền bối dài đến 5.000 năm. Hắn vẫn cho là béo cầu đại lão là đang khoác lác tới. Không có cách nào sớm đi ra không? Tống Thư Hàng hỏi. Dù sao chỉ là ngủ một giấc, bạch tiền bối khoát tay áo, mà lại... Ta đem cổ u ý chí mảnh vỡ cho bắt đến nơi đây đến, vì chính là tại ta hảo hảo ngủ thời điểm, có thể phát huy được tác dụng. Nếu không, ta thử lại lần nữa, Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn lấy tóc phì tay, lại một lần nữa ấn về phía cột thủy tinh. Hắn trực tiếp thi triển xem xét bí pháp,
hy vọng có thể đạt được một số manh mối. Xem xét bí pháp kích hoạt. Lần này xem xét bí pháp trả ra đại giới thấp, vượt qua Tống Thư Hằng tưởng tượng, chỉ là trên mặt xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Sau đó xem xét hiệu quả phù hiện ở đầu óc hắn. Một cái cường đại phong ấn, có được dài đến 6,6665 hiệu quả. Liền xem như lấy cường đại ngoại lực can thiệp, cũng cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể phá giải. Không còn có dư thừa tin tức. Hao tổn tâm trí. Hắn thu hồi tóc biến thành bàn tay. Bất quá tại thu về tóc thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Thuận tay cho đạo này cột thủy tinh quét một phát dưỡng đao thuật. Hiện tại dưỡng đao thuật đối Tống Thư Hàng tới nói, tựa như là vạn năng linh lực. Các tu sĩ gặp gỡ thần kỳ đồ vật, ưa thích soát một phát linh lực. Tống Thư Hàng hiện tại gặp gỡ một số không cách nào giải quyết đồ vật lúc, cũng sẽ muốn soát một phát dưỡng đao thuật. Ông! Dưỡng đao thuật rơi vào căn này cột thủy tinh bên trên. Kết quả, không phản ứng chút nào. Duy nhất biến hóa, có thể là Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng căn này cột thủy tinh ở giữa, biến thân mật một số. Chỉ ít, bàn tay của hắn đặt tại cột thủy tinh thượng lúc, loại kia điện giật đâm nhói cảm giác, giảm bớt rất nhiều. Tựa hồ là độ thiện cảm. Thế là, Tống Thư Hàng lại thử nghiệm nhiều quét mấy phát. Dưỡng đao thuật quang mang liên tục lập lòe. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng tay đè tại cột thủy tinh thượng lúc, đã không còn điện giật cảm giác. Ngươi vừa rồi một mực đang đối béo cầu phong ấn làm cái gì? Bạch Tiền Bối hỏi. Ta đang cầy độ thiện cảm, ta đang suy nghĩ nếu như ta cùng hắn ở giữa độ thiện cảm soát đến mắc chỉ số, hắn có thể hay không cho ta một bộ mặt, mở cửa sau cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời. Bạch Tiền Bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có hiệu quả sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Trước mắt xem ra, ta tiếp xúc đến cái này thủy tinh trụ thời điểm, đã không lại bị điện giật. Tựa như dạng này, Tống Thư Hàng nói, đem tóc của mình cánh tay rụt trở về, sau đó lại lần một lần nữa ấn lên, cho Bạch Tiền Bối làm biểu thị. Sau một khắc, tiêu chuẩn Tống Thị 4 tiếng kêu thảm pháp. Tống Thư Hàng bị điện té xuống đất. Xa xa chuột hamster hào lên tiếng nói, xem ra, không có hiệu quả chút nào. Tống Thư Hàng run rẩy từ dưới đất ngồi dậy. Không hổ là béo cầu đại lão phong ấn, đầu của hắn phát cánh tay co rụt lại trở về, lập tức liền trở mặt không quen biết. Như thế xem ra, đang cầy độ thiện cảm quá trình bên trong không thể nới tay, buông lỏng tay độ thiện cảm lại sẽ trở lại ban đầu đáng. Chỉ có một hơi, đem độ thiện cảm cho soát đến mắc chỉ số mới được. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Ngươi còn muốn nếm thử? Bạch Tiền Bối bình tĩnh hỏi. Tống Thư Hàng thật vất vả từ điện giật sau tê liệt trong trạng thái khôi phục, lắc đầu, nói, vẫn là lần sau đi, chờ ta điều chỉnh tốt trạng thái tái chiến. Hắn cũng không phải e ngại điện giật đau đớn, chỉ là muốn một hơi đem độ thiện cảm soát đến mắc chỉ số, khẳng định không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành sự. Rất có thể là mấy ngày mấy đêm, thậm chí có thể là thời gian dài hơn phấn đấu. Mà hắn trời vừa sáng liền phải lên đường tiến về thú tu giới. Sở dĩ soát hảo cảm đáng giá sự tình, chờ hắn điều chỉnh tốt trạng thái về sau, quay đầu tái chiến. Tốt nhất chờ hắn đem thân thể luyện hóa đi ra, đến lúc đó hắn 20 con tóc cánh tay cả hai tay, cùng một chỗ khởi công, mỗi giây 22 phát dưỡng đao thuật bên dưới, phòng ấn cột thủy tinh nhất định sẽ cùng hắn làm bạn tốt. Chờ ta từ thú tu giới sau khi trở về, thử một lần nữa. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối nguyên bản bởi vì bối rối dâng lên. Đã dần dần khép lại con ngươi, đang nghe thú tu giới cái từ này lúc, lại chậm rãi mở ra, hỏi, ngươi chuẩn bị tiến về thú tu giới rồi. Đúng vậy, trời vừa sáng về sau, ta liền chuẩn bị lên đường tiến về thú tu giới. Khô Thánh Sơn nơi truyền thừa, vào ngày kia liền sẽ mở ra. Tống Thư Hàng trả lời. Xem ra, số ngươi cũng may, Thánh Sơn mở ra thời gian đã vậy còn quá kịp thời. Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, nắm Bạch Tiền Bối phúc. Đừng vuốt nịnh bợ, việc này thượng ta nhưng không có giúp ngươi. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng duy trì mỉm cười bởi vì cái này thời điểm, tuyệt đối không thể để cho Bạch Tiền Bối từ trên mặt hắn đọc ra nội tâm của hắn suy nghĩ. Không ổn, ta vừa rồi giống như không cẩn thận tại nội tâm kêu gọi Bạch. Sắc, màu trắng màu trắng, màu trắng. Bạch Tiền Bối ngáp một cái, nói. Đã ngươi muốn đi trước thú tu giới Gô Thánh Sơn, vừa vặn ta có kiện sự tình, cần ngươi hỗ trợ. Bạch Tiền Bối thỉnh giảng,
Tống Thư Hàng cười trả lời. Cực kỳ lâu trước đó, có chỉ thú tu giới Phượng Hoàng, từ trong tay của ta cho mượn đi một khối bia đá. Về sau, tấm bia đá kia một mực lưu tại Gô Thánh Sơn bên trong, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều thu về. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Thú tu giới Phượng Hoàng chạy đến cửu u thế giới hướng Bạch Tiền Bối cho mượn bia đá. Tống Thư Hàng rất bội phục cái kia Phượng Hoàng, cũng dám xâm nhập cửu u thế giới tìm đến cửu u chúa tể cho mượn đồ vật, dũng khí có thể tốt. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đó là ta thành đạo chuyện lúc trước. Bạch Tiền Bối chậm rãi nói, tại ta thành đạo trước đó, cùng cái kia Phượng Hoàng làm giao dịch. Nàng từ trong tay của ta cho mượn đi tấm bia đá kia, mà ta từ nàng cái kia học được thánh viên long lực thần công. Dứt lời, Bạch Tiền Bối cô kia hóa thân chỉ tay một cái, một điểm quang hoa chui vào Tống Thư Hàng mi tâm. Sau một khắc, một đạo thao túng pháp khí pháp quyết phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Chính là dùng để điều khiển cái kia bia đá pháp khí sử dụng pháp quyết. Cái kia, chờ ta tiến vào Gô Thánh Sơn về sau, liền thay Bạch Tiền Bối tìm kiếm một chút tấm bia đá kia, đưa nó thu về. Tống Thư Hàng đáp. Bạch Tiền Bối lên tiếng về sau, bối rối dâng lên, thân thể tại cột thủy tinh bên trong chìm nổi. Tống Thư Hàng nghiêm trọng hoài nghi, béo cầu đại lão căn này cột thủy tinh phong ấn, phải chăng bổ sung lấy yên giấc, dễ chịu, mộng đẹp các loại công năng, tựa như là cái kia kén lớn đồng dạng, để Bạch Tiền Bối ở bên trong lúc, sẽ ngủ ngon ngọt, vui đến quên cả trời đất, không nỡ đi ra. Một bên chuột hamster tà ma móng vuốt nhỏ chống đỡ lấy cái cằm, suy tư nói, bá Tống Hào, lại nói, ngươi tìm tới dự bị thân thể sao? Đã bá Tống Hào muốn đi trước thú tu giới Gô Thánh Sơn thám hiểm, luôn không khả năng liền một cái đầu bay lên đi qua đi. Ha ha, ta được đến một cái không tệ thân gỗ, lâm thời hành động không có vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời. Chuột hamster Hào khinh thường nói, vậy thì thật là rất tiếc nuối, ta còn muốn nhìn xem bá Tống Hào ngươi bay lên đầu, đi thú tu giới hình ảnh. Ha ha, ngươi nhất định thất vọng rồi. Tống Thư Hàng đứng dậy, đối Bạch Tiền Bối nói, Bạch Tiền Bối, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta đi về trước. Bạch Tiền Bối lên tiếng về sau, liền không có cái khác đáp lại. Tống Thư Hàng lại hướng phía chuột hamster Hào, thất thải thụ mỹ nhân phất phất tay, sau đó đứng dậy hướng sắt thép xào huyệt ngoài nghề đi. Đi vài bước về sau, hắn đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu đối Bạch Tiền Bối kêu lên, Bạch Tiền Bối, ngươi tà liên thế giới thoáng có chút loạn, muốn hay không phục chế một cái hạch tâm tiểu trợ thủ tới, thay ngươi quản lý tà liên thế giới. Cột thủy tinh bên trong, Bạch Tiền Bối con ngươi khẽ nâng, làm sao phục chế? Tống Thư Hàng trả lời, chúng ta có thể từ Hắc Long thế giới long lạc ý chí cái kia, lại phục chế một phần tiểu trợ thủ tới, ta hạch tâm tiểu trợ thủ chính là long lạc tiểu trợ thủ phục chế thể. Chạy Hắc Long thế giới quá phiền toái, ngươi trực tiếp để ngươi hạch tâm tiểu trợ thủ đến một chuyến tà liên thế giới. Ta xem một chút có thể hay không trực tiếp chế tác cái cùng hắn không sai biệt lắm tiểu trợ thủ đi ra. Bạch Tiền Bối trả lời. Vậy ta về hạch tâm thế giới về sau, liền để hắn đến tà liên thế giới một chuyến. Tống Thư Hàng lại bổ sung, Bạch Tiền Bối, ngươi cũng không thể mở ra hắn. Ta cũng không phải ngươi vị kia hiện thế Bạch Tiền Bối, không hủy đi đồ vật chơi quen thuộc. Bạch Tiền Bối ngáp một cái, nói, mà lại, ta hủy đi đồ vật, đều có thể hoàn mỹ chữa trị trở về, cho tới bây giờ không đi ra sai lầm. Tống Thư Hàng. Đợi Tống Thư Hàng sau khi rời đi. Mặt trời nhỏ T233 hào hình chiếu, xuất hiện tại Bạch Tiền Bối cột thủy tinh bên cạnh. Phục sinh thất bại sao? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Hồi ta chủ, phục sinh đã hoàn thành, ta chủ chuẩn bị phục sinh đại trận, xác nhận đã kích hoạt sử dụng, xác nhận bá Tống Hào đã thành công phục sinh. Mặt trời nhỏ T233 hào trả lời. Chuột hamster Hào nói cách khác, bá Tống lần này phục sinh, cũng không có mọc ra mới nhục thể, lần nữa khôi phục cũng chỉ có đầu của hắn. Thiên phạt thứ này, quả nhiên không phải đùa giỡn, Bạch Tiền Bối nói. Nguyên bản hắn chuẩn bị để Tống Thư Hàng trực tiếp phục sinh, đem tại thiên phạt bên trong chôn vùi thân thể mọc trở về. Không nghĩ tới, Tống Thư Hàng sống lại một lần, vẫn là chỉ khôi phục đầu. Đang khi nói chuyện, sắt thép xào huyệt ngoài cửa, lại có khách mới quang lâm. Là hạch tâm tiểu trợ thủ theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh, đến đây phối hợp Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng ý thức từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra lúc, đã là mới một ngày bắt đầu. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng,
chiếu xuống trên giường. Thân gỗ chồi non giãn ra, đón lấy dương quang. Trời đã sáng à, Tống Thư Hàng đưa tay nắm lên điện thoại, mở ra xem xét. Ngày 22 tháng 11, buổi sáng 7:33. Đã vậy còn quá trễ, rời giường, Tống Thư Hàng nói. Thân gỗ từ trên giường bò lên, nâng lên đầu của hắn, đi vào phòng tắm Bạch Tiền Bối. Cái này sắt thép biệt thự, cơ hồ có hiện đại biệt thự hết thảy công năng. Thân gỗ cẩn thận vì đầu tắm rửa hoàn tất về sau, đem đầu lắp trở về. Tống Thư Hàng đứng dậy xuống lầu, dọc theo Bạch Tiền Bối cùng Tô Thị A thập lục khí tức bước đi. Sau đó, hắn phát hiện tại lầu một trong phòng khách, Bạch Tiền Bối đang tại một khối trên một khối bảng đen tô tô vẽ vẽ, giảng giải tu luyện tri thức. Phía dưới, Thông Nương, Tô Thị A thập lục, da đen Vũ Nhu Tử ngồi ngay ngắn, đang tại nghiêm túc học tập. Tống Thư Hàng một mặt không dám tin, dụi dụi con mắt. Hắn lại mở mắt xem xét, Thông Nương lại còn tại. Mà lại, nàng một bên học tập còn vừa tại nghiêm túc ghi bút ký. Tống Thư Hàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trời. Hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra rồi. Vẫn là Thông Nương bị người đoạt xá rồi. Lúc này, Bạch Tiền Bối vừa vặn giảng giải kết thúc. Tô Thị A thập lục xoay đầu lại, cười nói, Thư Hàng, người tỉnh rồi. Ngủ có khỏe không? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, trả lời, ngủ có ngon giấc không? Tinh thần mười phần, đơn giản tựa như là trọng sinh đồng dạng, thần thanh khí sảng. Cảm giác huyết tế di chứng đều quét sạch sành xanh. Hắn cảm giác mình đầu cũng đã không còn thiếu nước dấu hiệu, trạng thái cấp một bổng. Nói không chừng mai kia, liền có thể không tá trợ Bạch Tiền Bối cái viên kia Ngọc Châu, đầu của hắn cũng có thể sống nhảy nhảy loạn. Chúng ta hôm nay xuất phát, Bạch Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, không có vấn đề, hiện tại liền có thể xuất phát. Nói đến đây lúc, hắn nghĩ tới một vấn đề. Thú tu giới muốn làm sao đi? Có hướng dẫn không? Bạch Tiền Bối, người biết thú tu giới làm sao đi không? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi không được, liền phải để Thanh Loan tiên tử mở không gian truyền tống trận tới đón bọn hắn. Biết đại khái, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Thông Nương thu hồi bản bút ký, nói, vậy chúng ta trực tiếp thông qua Bạch Tiền Bối không gian lực lượng đi qua. Không. Chúng ta ngồi xe đi, Bạch Tiền Bối cười nói, hôm nay ta nghĩ lái xe, không đi cổng không gian. Dứt lời, cả cái sắt thép biệt thự bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, sắt thép biệt thự biến thành một thanh cự hình phi kiếm. Tống Thư Hàng còn chứng kiến cự kiếm trên phi kiếm môn cùng cửa sổ. Cự hình phi kiếm biến hóa hoàn thành, công đức xà mỹ nhân, da đen Vũ Nhu Tử, xích tiêu kiếm tiền bối tạo hóa tiên tử, siêu 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 từ trong cửa sổ chạy tiến đến. Ngay sau đó, cự hình phi kiếm môn, cửa sổ toàn bộ quan bế. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở nói, cửa xe đã khóa cứng, ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Tống Thư Hàng. Chẳng biết tại sao, hắn có điểm tâm hoảng. Cái này lúc, sở các chủ một đầu ngốc mao từ đỉnh đầu của hắn xông ra, lên tiếng hướng Bạch Tiền Bối tuần hỏi, Bạch đạo hữu, ngươi chuẩn bị hướng phương hướng nào đi? Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút sau nói. Vô luận phương hướng nào đều có thể. Ta nhớ được vô luận phương hướng nào, đều hẳn là có một có thể liên thông thú tu giới thông đạo. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hướng Giang Nam địa khu phương hướng tiến lên đi. Sở các chủ đề nghị. Tống Thư Hàng hỏi, sở tiền bối muốn đi Giang Nam địa khu có việc. Nơi đó có một cái tiểu đạo hữu tại độ kiếp, người đã quên sao? Sở các chủ trả lời, người ta tại độ kiếp trước, còn tới chỗ ở của ngươi cho ngươi bái qua bến tàu. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, há, nghĩ tới. Là vị kia gọi Đinh Cam tiểu đạo hữu, ta nhớ được trên người hắn có tâm ma ẩn núp. Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng, lên tiếng nói, không lớn không nhỏ. Tạo hóa tiên tử nói bổ sung, không phải tiểu đạo hữu, là ca ca. Da đen Vũ Nhu Tử há to miệng không thay từ. Tống Thư Hàng, tốt, vậy chúng ta trước hết hướng Giang Nam địa khu vị trí tiến lên. Bạch Tiền Bối đồng ý nói. Giang Nam địa khu, một vị tuổi trẻ tu sĩ, đang tại cẩn thận kiểm tra bản thân độ kiếp đại trận. Hắn là Phù Du Tinh Quang Tông đệ tử, đạo hiệu Đinh Cam. Đang chuẩn bị tại Giang Nam địa khu khối bảo địa này, độ 2 tấn 3 thiên kiếp. Sư tỷ, sư phụ, độ kiếp trận pháp không có vấn đề. Đinh Cam truyền âm nói. Đinh Cam hai vị sư tỷ trả lời, rất tốt,
vậy chúng ta đến lúc đó vì ngươi ở bên ngoài hộ pháp. Lại kiểm tra một lần phía ngoài huyễn thuật trận pháp, để phòng không sẵn sàng. Một người trầm ổn thanh âm tại Đinh Cam bên tai vang lên, là sư phụ của hắn Đinh Thanh Vân. Huyễn thuật trận pháp tức là tu sĩ khi độ kiếp bình chướng, đồng thời cũng là cuối cùng một loại dự bị trận pháp. Vâng, sư phụ, Đinh Cam trả lời. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy túi bên trong một cái hương bao. Cái này hương bao bên trong, có một đầu bá tống huyền thánh tóc dài, đầu này tóc dài có thể giúp hắn vượt qua khả năng xuất hiện tâm ma kiếp. Là lần trước đi bái phỏng bá tống tiền bối lúc thu hoạch. Bá tống tiền bối, kỳ thật ngoài ý muốn bình dị gần gũi, không hề giống nhân tiền hiển thánh giảng pháp lúc đáng sợ như vậy. Nhất định có thể làm, Ninh Cam nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này hương bao, lòng tin 10 phần. Có bá tống tiền bối che chở, thiên kiếp, nhất định có thể thuận lợi thông qua. Tất cả trận pháp, pháp khí, linh thạch chuẩn bị, đan dược toàn bộ kiểm tra một lần về sau, Đinh Cam bắt đầu dẫn hạ 2 tấn 3 thiên kiếp. Sư phụ của hắn cùng 2 vị sư tỷ, vì hắn lược trận. Giang Nam địa khu trên bầu trời, kiếp vân ngưng tụ, điện cô tải trong lôi vân rung động đùng đùng. Lại xét đánh rồi, Giang Nam địa khu mọi người ngẩng đầu vọng thiên. Gần nhất, Giang Nam địa khu dị thường khí hậu xuất hiện rất là tấp nập. Thường thường trước một giây vẫn là tinh không vạn lý, sau một giây đột nhiên mây đen bao phủ, tiếng sấm đại tác. Giang Nam địa khu khí tượng cục rất muốn khóc. Đồng thời, tại Giang Nam địa khu một chỗ nhà hàng bao xương bên trong. Tống Thư Hàng phụ mẫu, đang cùng mấy vị bằng hữu gặp nhau ăn một bữa cơm. Hai vợ chồng đã tại Giang Nam địa khu phụ cận chơi một vòng, hôm nay trở về chuẩn bị cùng mấy cái bằng hữu tụ họp một chút. Sau đó lại đi cho Tống Thư Hàng một cái hồi mã thương kinh hỉ. Các loại gặp xong Tống Thư Hàng về sau, bọn hắn liền chuẩn bị lên đường, tiến về kế tiếp thành phố du ngoạn. Đến Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ ở độ tuổi này tầng, tụ hội nói chuyện phiếm thời điểm, ngoại trừ tâm sự cổ phiếu, hứng thú yêu thích, mỹ dung dưỡng sinh bên ngoài, càng nhiều chủ đề đều vây quanh riêng phần mình hài tử triển khai. Trò chuyện một chút, chủ đề chẳng biết tại sao cho tới Tống Thư Hàng trên người. Lão Tống gia hài tử, gần nhất khó lường a. Tống Ba Ba một vị lão hữu cười nói, trước đó không lâu, lão Tống gia Thư Hàng, tham gia diễn một bộ lửa đến không được phim. Cái kia bộ phim ta xem nhiều lần. Mạt Pháp Chi Chiến bên trong cái kia Cao Thăng Sư Huynh đi, quả thực là đem cái kia nhân vật diễn sống. Cao Thăng Sư Huynh phải chết tới. Ta nhớ được lão Tống gia cái đứa bé kia, thành tích cũng rất không tệ, năm ngoái thi đậu Giang Nam Đại học a. Tống Ba Ba một mặt khiêm tốn nói, Thư Hàng cái đứa bé kia, là đỉnh tranh khí. Bất quá, tiểu tử này không chịu nổi khen, khen nhiều, hắn kiêu ngạo sẽ lên trời. Ha ha ha, oanh, một tiếng sấm rền nổ vang, cắt ngang Tống Ba Ba khiêm tốn. Tống Ba Ba bị cái này tiếng sấm giật nảy mình. Hắn có thể cảm giác nhạy cảm ra, cái này tiếng sấm cùng bình thường sét đánh thanh âm khác biệt. Nhưng muốn nói đến cùng có chỗ nào khác biệt. Hắn còn nói không ra. Tóm lại, cái này tiếng sấm có gì đó quái lạ. Không chỉ có là hắn, Tống Mụ Mụ cũng có đồng cảm. Hai vợ chồng ăn ý liếc nhau một cái, lẫn nhau đều đã nhận ra trong mắt đối phương vẻ kinh dị, hai người lại đồng thời mỉm cười, lặng lẽ dịch ra đối mặt ánh mắt. Gần nhất Giang Nam địa khu cuối cùng sẽ dạng này, không hiểu thấu có tiếng sấm tiếng. Bất quá không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tống Ba Ba bằng hữu giải thích nói, mấy tháng gần đây, cái này tiếng sấm tới tương đối tấp nập, tất cả mọi người quen thuộc. Quả nhiên, cùng Tống Ba Ba người bạn thân này giảng đồng dạng, tiếng sấm tiếng vang vài tiếng về sau, liền dừng lại xuống tới. Mấy vị rất lâu không tụ hảo hữu, lại bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Trò chuyện một chút, chủ đề lại quay lại đến con cái trên người. Đây chính là tuế nguyệt đại giới, đến nhất định tuổi tác về sau. Con cái thường thường thành trong sinh hoạt trọng yếu một bộ phận, nói chuyện phiếm thời điểm chủ đề cuối cùng sẽ một lần trở lại trên người bọn họ. Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ mấy cái hảo hữu, hai tử muốn so Tống Thư Hàng lớn hơn mấy tuổi, vừa vặn đã đến nói chuyện cưới gả giai đoạn. Thế là, chủ đề cứ như vậy chuyển đến hài tử hôn nhân trên người. Lão Tống, nhà ngươi Thư Hàng có bạn gái sao? Trên bàn rượu, có người đột nhiên hỏi, năm đó ngươi thế nhưng là tao thao tác. Tại đại học liền cua được nàng dâu. Thư Hàng tiểu tử kia, ở phương diện này không thể so với người kém bao nhiêu a. Ha ha ha, hẳn là,
Tạm được, Tống ba ba bản thân cũng không dám khẳng định. Lại nói, Thư Hàng mang về nhà nữ hài tử cùng đến trong nhà làm khách nữ hài tử, đều tốt mấy cái. Nhưng là cái nào mới là Thư Hàng bạn gái? Vẫn được là có ý gì? Sẽ không còn không bạn gái à? Có người cười nói, nếu như không có, nếu không chúng ta trở thành thân gia. Chúng ta thân càng thêm thân. Nhà ngươi đại nữ nhi đã sớm lập gia đình, tiểu nữ nhi mới lên sơ trung a. Tống ba ba dở khóc dở cười, phạm pháp được không? Một đám người càng trò chuyện càng vui mừng, chủ đề nhảy nhanh chóng. Trong lúc đó, có người đi vào bao xương bên cửa sổ, mở cửa sổ ra thấu gió lùa. A, tại mở cửa sổ thời điểm, hắn hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, thoạt nhìn như là mưa rào có sấm chớp muốn tới tiết tấu. Trong mây đen có lôi quang lấp lóe, nhưng quỷ dị chính là, không có một chút tiếng sấm. Nhưng nháy mắt lúc, trên bầu trời mây đen, lôi điện lại biến mất không thấy. Bên ngoài là thế giới tươi sáng. Chuyện gì xảy ra, ta không uống bao nhiêu à? Hắn dụi dụi con mắt, lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, hồ quang điện lấp lóe, bão tố tiến đến khúc nhạc dạo. Nháy mắt, thế giới tươi sáng, mặt trời chiếu khắp nơi. Hai cái tràng cảnh, tựa hồ tại không ngừng hoán đổi. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đối bầu trời mở ra video thu công năng. Nhưng là, xuất hiện tại điện thoại trong video, chỉ là phổ thông trời xanh mây trắng hình ảnh. Ta uống bao nhiêu, vị này Tống ba ba bằng hữu xoay đầu lại, dò hỏi. Mới ba bình a, Tống ba ba trả lời. Cái kia kỳ quái, ba bình ta liền uống nhiều rồi. Các ngươi đều tới xem một chút, vị bằng hữu này lên tiếng nói. Có gì đáng xem đồ vật, bao xương bằng hữu, từng cái đứng dậy, chen tại cái kia cửa sổ nhỏ bên cạnh. Không thấy được bất kỳ vật gì a, không phải liền là phổ thông trời xanh mây trắng sao? Trời xanh cùng mây trắng, đợi đã. Ta bên này nhìn thấy chính là mây đen dày đặc, muốn đánh lôi dáng vẻ. Ta bên này cũng là trời xanh mây trắng, không dị thường a. Đợi đã, ta nháy mắt, liền thấy hai cái xuất hiện ở hoán đổi. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ cũng xông tới, hướng lên bầu trời nhìn lại. Kỳ quái, tựa như là góc độ vấn đề, có mấy cái góc độ nhìn lại lúc, lại là mây đen dày đặc dáng vẻ. Có mấy cái góc độ nhìn qua lại là trời xanh mây trắng. Còn có mấy cái góc độ nhìn qua lại là hai cái xuất hiện ở hoán đổi. Tống mụ mụ thử mấy cái góc độ về sau, lên tiếng nói. Hải thị thận lâu. Cỡ lớn hình chiếu. Bất luận nhìn thế nào, tràng diện này đều không bình thường a. Tống ba ba cũng móc ra máy chụp ảnh, nhắm ngay bầu trời thu. Nhưng có thể thu xuống, chỉ có trời xanh mây trắng hình ảnh. Tống ba ba nhíu mày. Đến gần rồi. Cái kia đám mây đen tại hướng vị trí của chúng ta tới gần. Muốn tránh một chút sao? Luôn cảm giác có chút không ổn. Đợi đã, mây đen dưới đáy có phải hay không có người? Ta hoa mắt sao? Tống ba ba buông xuống máy chụp ảnh, trực tiếp dùng mắt thường quan sát bầu trời. Quả nhiên, ở mảnh này kỳ quái mây đen bên dưới, có một bóng người đang tại không trung lao nhanh chân hắn bên trên có một đôi kỳ quái giày, không ngừng phun khí lưu. Chính là này đôi giày. Để đạo thân ảnh này có thể làm được phi hành trên không trung. Mà cái kia đám mây đen, khóa chặt cái này mặc quái giày nam tử, như ảnh tùy hình. Công nghệ cao. Phun khí giày. Mây đen dựa vào là càng gần. Cái này tiểu tử trưởng rất đẹp trai. Trên bầu trời, trong mây đen có lôi điện đánh xuống, nhưng không có tiếng sấm, yên tĩnh không âm thanh, giống như là lôi điện mở ra yên lặng hình thức. Tiểu tử phong tao nhất tránh, lôi điện sượt qua người. Tiểu tử tiếp tục trên không trung liều mạng lao nhanh. Một màn này nhìn, tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng diện. Quỷ dị chính là, bất kể là điện thoại, camera hoặc là cái khác thu hình lại thiết bị, tất cả đều không cách nào bắt được cái này tiểu tử thân ảnh. Có thể đập tới chỉ có tinh không vạn lý hình ảnh. Tiểu tử liên tiếp tránh đi 8 đạo sét đánh, lại ngã xuống đạo thứ 9 lôi điện phía dưới. Đạo thứ 9 lôi điện chính diện bổ chúng. Tiểu tử thân ảnh từ không trung ngã xuống. Đúng lúc này, phía dưới lại có một bóng người, phóng lên tận trời. Hắn đưa tay cách không vẩy một cái, liền đem cái kia bị sét đánh trúng thiếu niên đánh bay ra ngoài, rời xa phố xá sầm uất. Tống ba ba, Tống mụ mụ mở to hai mắt nhìn. Lão Tống, con của ngươi, lên trời. A, ta thấy được,
Tống ba ba một mặt mộng bức. Cái kia phóng lên tận trời thân ảnh, là Tống Thư Hàng. Mà lại, rõ ràng cách xa xôi, liền mặt đều nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời thân ảnh lúc, bao xương bên trong tất cả mọi người, cũng không biết vì sao, chính là có thể xác định thân ảnh này là Tống Thư Hàng. Đại gia cũng không có nhiều khen Thư Hàng a, tiểu tử này làm sao lại lên trời. Trong hư không, Tống Thư Hàng nhảy lên một cái đồng thời, lên tiếng nói, Sở tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, chỉ cần tại độ kiếp huyễn tượng trận pháp trên cơ sở, lại thêm một số mới huyễn thuật cùng thôi miên dẫn đạo, liền có thể đạt tới hiệu quả. Rất đơn giản, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sở các chủ thanh âm từ ngốc trên lông phát ra. Ngốc mau nhẹ nhàng vung vẩy. Một chút xíu nhỏ vụn quang mang, từ ngốc trên lông tản ra. Tất cả chú ý đến bầu trời dị tượng đám người, đều thấy được những thứ này nhỏ vụn quang mang. Sau một khắc, trong mắt bọn họ mây đen dày đặc tràng diệt, chẳng biết tại sao, nhiều hơn từng đài camera sâu uy á sương mù phun ra các loại đồ vật. Há, nguyên lai là điện ảnh a. Một cái ý niệm như vậy, hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Trường sinh giả cấp bậc sở các chủ tự mình ra về sau, thôi miên, huyễn thuật hiệu quả mạnh mẽ phi thường. Mặc dù sở các chủ kèm theo huyễn thuật cùng thôi miên hiệu quả, phi thường thô giáp, thậm chí có rất nhiều không hợp lý địa phương, không chịu nổi cân nhắc. Nhưng là, tại sở các chủ trường sinh giả cấp thực lực cường đại ảnh hưởng dưới, tất cả may mắn thấy cảnh này thụ thuật giả, đều sẽ chủ động xem nhẹ những thứ này không hợp lý chỗ. Thậm chí mọi người đại não sẽ còn chủ động não bổ, đem những thứ này không hợp lý địa phương cho bù đắp. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt. Căn bản không cần thiết kế tỉ mỉ cái gì huyễn thuật bố cục, thuần kháo thực lực nghiền ép lên đi là được. Mà lại lấy trường sinh giả cấp cường đại lực ảnh hưởng, dù là chỉ là tiện tay thi triển huyễn thuật, đối với người bình thường mà nói, chí ít cũng có thể duy trì gần trăm năm lâu, thậm chí dài hơn. Trăm năm, đối với nhân loại tới nói, chính là cả một đời. Nói không chừng sẽ có thọ nguyên kéo dài người may mắn, tại niên kỷ già nua về sau, sẽ nhớ lại hôm nay nhìn thấy một màn. Sau đó, ở trên người hắn trường sinh giả ảnh hưởng hiệu quả tiêu tán về sau, sẽ nhớ tới một màn này bên trong đủ loại không hợp lý chỗ. Trong hư không, phiền phức sở tiền bối, Tống Thư Hàng cười nói, hắn niệm lực lần nữa thôi động, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đinh cam trên người đạo hữu, đem hắn một đường mang đến Giang Nam địa khu ngoại ô. Sở các chủ ngốc mau dạo qua một vòng, trả lời, chỉ là tùy ý vung cái tiểu huyễn thuật, việc rất nhỏ. Lại nói, Sở tiền bối, chúng ta đây coi như là nhúng tay thiên kiếp sao, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Sở các chủ mỉm cười, ôn nhu nói, người đây coi là không tính quấy nhiễu thiên kiếp ta không rõ ràng, bất quá ta khẳng định không có nhúng tay thiên kiếp. Từ đầu tới đuôi, nàng chỉ là thi triển mấy cái yểm hộ dùng huyễn thuật thêm thôi miên, không có can thiệp thiên kiếp. Nhưng Tống Thư Hàng liền không nói được rồi. Hắn hiện thân lúc. Vừa vặn đinh cam cái vị kia sư phụ xuất thủ đánh tan thiên kiếp. Sau đó, Tống Thư Hàng xuất thủ dùng niệm lực đánh bay đinh cam, đem hắn từ phố xá sầm uất chuyển rời đến vùng ngoại thành. Bình thường tới nói, thiên kiếp bị đánh tan đến thiên kiếp một lần nữa ngưng tụ giai đoạn, Tống Thư Hàng đánh bay đinh cam cũng không tính nhúng tay thiên kiếp. Nhưng bây giờ thiên kiếp, biến chuyển từng ngày, có trời mới biết phán đoán của nó quy tắc có thể hay không biến hóa. Trọng yếu nhất chính là, Tống Thư Hàng cùng thiên kiếp hữu duyên. Nói không chừng thiên kiếp nhìn thấy hắn liền vui vẻ, thế là cưỡng ép đem hắn cuốn vào trong đó. Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, hy vọng hết thảy thuận lợi. Vùng ngoại thành trên bầu trời, một thanh cự hình phi kiếm lơ lửng. Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục Chính ghé vào bên cửa sổ bên trên, đối hắn phất tay. Tống Thư Hàng lập tức trong lòng đại định. Tạ ơn bá Tống tiền bối xuất thủ tương trợ. Cái này lúc, Đinh Cam sư tôn hiện thân, đối Tống Thư Hàng xa xa thi lễ một cái. Trước đừng buông lỏng, thiên kiếp mặc dù bị đánh tan, nhưng thiên kiếp còn chưa kết thúc. Hôm nay thiên kiếp dị biến, coi như bị đánh tan, cũng sẽ rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Lúc này, Đinh Cam lúc này bị đánh nhất lôi, cả người ở vào trái đen trạng thái. Càng hỏng bét chính là hắn trên người tâm ma, dục dịch, tùy thời đều muốn diễn biến hóa tâm ma kiếp. Tống Thư Hàng bọn người, sở dĩ sẽ trực tiếp hiện thân tại Đinh Cam độ kiếp khu vực, cũng là bởi vì trên người hắn tâm ma dị động.
Lần trước Đinh Cam cùng sư tỷ của hắn tới cửa bái phỏng Tống Thư Hàng về sau, Sở Các Chủ lấy một cây Tống Thư Hàng tóc lưu cho hắn, đồng thời nàng tại Tống Thư Hàng tóc bên trên lưu lại thần binh kỳ giám ấn ký, cũng thông qua tóc, tùy thời cảm ứng Đinh Cam trạng thái. Tại cảm ứng được Đinh Cam trên người tâm ma dị động về sau, Sở Các Chủ liền hướng Tống Thư Hàng cùng tóc trắng ra nhắc nhở. Tại được Bạch đồng ý về sau, Sở Các Chủ liền trực tiếp thông qua Tống Thư Hàng trên tóc thần binh kỳ giám ấn ký, đem cự hình phi kiếm phi hành khí, vượt không gian kéo đến Giang Nam địa khu. Đinh Cam tại phục dụng đan dược về sau, thật vất vả chậm lại. Hắn ngồi dậy, cười khổ nhìn về phía bên cạnh cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại độ kiếp đại trận. Trước đó, thiên kiếp giáng lâm thời điểm, tâm ma của hắn bị khiên động. Mặc dù hắn có chỗ phòng bị, nhưng ở chống cự thiên kiếp thời điểm, tâm ma thừa dịp hư nổi lên, quấy nhiễu hắn tình trạng. Chịu đến tâm ma quấy nhiễu Đinh Cam, lại nhưng từ bỏ hoàn hảo độ kiếp đại trận, một đường lao nhanh ra ngoài, hướng Giang Nam địa khu phố xá sầm uất chạy tới. Nếu không phải Tống Thư Hàng cùng sư phụ hắn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ đã tạo thành đại loạn, thậm chí hắn khả năng đã thân tử đạo tiêu. Người hộ đạo tầm quan trọng, bởi vậy có thể thấy được. Tán tu bình thường, chính là ăn thiệt thòi tại không có cường đại người hộ đạo tiền bối, độ kiếp tỷ lệ tử vong giá cao không hạ. Bá Tống tiền bối, Ninh Cam nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói, tâm ma của ta, so với ta tưởng tượng càng cường đại. Ta, yên tâm đi, người có thể làm được, Tống Thư Hàng khích lệ nói, đồng thời truyền âm nhập mật, nhìn thấy bên kia Bạch Thánh Quân sao. Thiên kiếp của ngươi lập tức liền muốn một lần nữa ngưng tụ. Tại thiên kiếp lần nữa giáng lâm trước đó, ngươi hướng về Bạch Thánh Quân cầu nguyện, tin tưởng ta, lần này thiên kiếp của ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Cầu nguyện lúc, thái độ của ngươi càng thành khẩn, hiệu quả lại càng tốt. Ninh Cam hơi sững sờ. Nghĩ nghĩ về sau, hắn đối Bạch Thánh Quân vị trí trịnh trọng cúi đầu. Cầu Bạch Thánh chúc ta nhất cử vượt qua kiếp nạn này. Cầu Bạch Thánh cháo ta. Hai tấn ba thiên kiếp, lần nữa ngưng tụ. Bởi vì bên trên một đợt, Đinh Cam cơ hồ không sử dụng độ kiếp đại trận, sở dĩ độ kiếp này đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bổ sung linh thạch. Đinh Cam đứng độ kiếp đại trận bên trong, vô cùng gấp gáp. Loạn trong giặc ngoài. Ngoài có thiên kiếp giáng lâm, bên trong có tâm ma quấy phá. Còn có bá Tống tiền bối hai mắt, tại chăm chú nhìn hắn. Oanh! Đỉnh đầu lôi kiếp lần nữa ngưng tụ, thăm dò tính lôi kiếp giáng lâm. Cách đó không xa, Tống Thư Hàng nhìn qua đạo này hai tấn ba lôi kiếp, nước bọt đều chảy xuống. Chú ý hình tượng, người bây giờ thế nhưng là bá Tống huyền thánh đại tiền bối, đừng ở nhân tiền mất mặt a. Sở Các Chủ lên tiếng nhắc nhở. Nhìn qua thiên kiếp chảy nước miếng, nhìn tựa như là bị thiên kiếp bổ choáng váng đồng dạng. Đáng tiếc, Đinh Cam độ kiếp thời điểm không có sử dụng ta cung cấp độ kiếp đại trận. Nếu không bắn ngược lại hai tấn ba lôi kiếp, đều có thể phong ấn bảo tồn lại. Kho lôi kiếp hương vị, cái kia cảm giác, nồng nặc kia mùi thơm. Tống Thư Hàng liếm liếm môi. Đói bụng. Hắn nhìn về phía hai tấn ba lôi kiếp ánh mắt, càng thêm đói khát. Không chỉ có là Tống Thư Hàng, ghé vào cự hình phi kiếm cửa sổ Bạch tiền bối, cũng là hai mắt sáng lên hắn thông qua phân thân phản hồi, viễn trình đồng bộ qua kho thiên kiếp hương vị. Nhưng chân thân còn không có thật sự thưởng thức qua kho thiên kiếp. Ăn ngon, muốn ăn. Ba đôi như đói như khát ánh mắt, chằm chằm vào kiếp phân. Một đôi là Bạch tiền bối, hai cặp là Tống Thư Hàng hắn hiện tại là có được bốn đạo ánh mắt nam nhân. Ầm ầm, thăm dò tính lôi kiếp hạ xuống hoàn tất. Kiếp phân lại bắt đầu lại từ đầu ấp ủ lên đợt tiếp theo lôi kiếp. Nhưng đột nhiên, kiếp phân trong xuất hiện từng mảnh tuyết hóa trạng điểm sáng tựa như là máy tính tốn bình phong cảm giác. Hai tấn ba lôi kiếp, tại biến dị. Mỗi lần thiên kiếp phủ xuống thời giờ, sẽ căn cứ tu sĩ thực lực, kinh lịch, công đức, nghiệp lực, thuộc tính các loại số liệu, đánh xuống khác biệt lôi kiếp. Nhằm vào Đinh Cam lôi kiếp, tựa hồ tại bắt đầu một lần nữa tính toán. Sau một lúc lâu, thiên kiếp lại đến. Ầm ầm. Nhưng lần này, không có lôi kiếp đánh xuống, mà là từng đợt âm bạo vang lên. Lôi kiếp biến thành âm kiếp. Tống Thư Hàng nước bọt lập tức liền không có. Âm kiếp làm sao ăn a? Hắn muốn ăn chính là 2 tấn 3 kho lôi kiếp, lại không muốn âm kiếp trong lòng lập tức một trận thất lạc, nhưng vẫn phải tại Sở Các Chủ nhắc nhở bên dưới, duy trì thiên nhiên đệ nhất thánh hình tượng, cố gắng duy trì mỉm cười.
Trên bầu trời, âm bạo liên miên nổ vang. Ngoại trừ thuộc tính ngũ hành thiên kiếp bên ngoài, thiên kiếp chủng loại cũng rất nhiều, âm kiếp là trong đó tương đối đặc thù một loại. Âm kiếp vô hình, khó lòng phòng bị bất quá luận thuần lực công kích, âm kiếp lực sát thương thấp hơn nhiều cùng giai lôi kiếp. Âm bạo đình chỉ lúc, Đinh Cam tiểu hữu trên người liền nổi lên đóa đóa huyết hoa, hai lỗ tai, trong hai mắt không ngừng có máu tươi chảy ra. Hai tấn ba tu sĩ chỗ bố trí đưa độ kiếp trận pháp, đều là để phòng bị lôi kiếp làm chủ, căn bản không ai phòng bị âm kiếp. Một kích này âm kiếp, đối Đinh Cam tới nói có chút hèn hạ. Tựa như nói là tốt, hôm nay muốn kiểm tra thử toán học bài tập, kết quả đột nhiên muốn kiểm tra cho tới bây giờ không học qua tiếng Nga đồng dạng. Phi thường đau gan. Đinh Cam hiện tại chính là loại cảm giác này, cảm giác tựa như cưới khuyển yêu nàng dâu đồng dạng. Hai tấn ba âm kiếp, phương thức công kích tương đối đơn nhất, lấy chấn nhiếp cùng loại sư tử hống phương thức công kích làm chủ, thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một số huyễn âm công sát phương thức. Cũng may mắn chỉ là hai tấn ba thiên kiếp, nếu như là trùng kích ngũ phẩm, hoặc là trùng kích lục phẩm âm kiếp, lấy hôm nay thiên kiếp nước tiểu tính, nói không chừng sẽ chuyển ra tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc, không tạo hóa tiên tử ra chỉ thuần nguyên thanh biểu diễn. Liên tiếp chịu ba đợt âm kiếp về sau, Đinh Cam bắt đầu thích ứng âm kiếp phương thức công kích. Hắn thử nghiệm dùng đúng kháng âm ba công phương thức cùng phòng ngự thủ đoạn, tăng thêm độ kiếp trận pháp đối thân thể ra chỉ cường hóa, hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ âm kiếp, đem thiên kiếp đối thân thể tổn thương xuống đến thấp nhất. Chỉ muốn nửa đường không phạm sai lầm, hắn hẳn là có thể chống đến 2 tấn 3 thiên kiếp kết thúc mới đúng. Kiếp vân trong, lôi quang lập lòe. Nhưng chính là không có lôi kiếp giáng lâm. Một đợt lại một đợt âm kiếp không ngừng giáng lâm, chấn oanh Đinh Cam. Độ kiếp Đinh Cam đã bị nhuộm thành huyết nhân, toàn thân bị chấn như nhũn ra. Nhưng bởi vì âm kiếp lực sát thương chưa đủ nguyên nhân, Đinh Cam chỉnh thể trạng thái khá tốt, thảm chỉ là bề ngoài. Cuối cùng một đợt, Sở Các Chủ ngốc mau lên tiếng nói. Nàng một mực chú ý thiên kiếp kiếp vân trạng thái. Sau đó một kích, là 2 tấn 3 thiên kiếp cuối cùng một đợt. Vượt qua liền có thể bước vào tam phẩm cảnh giới, không độ được liền có thể thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, cái này một đợt, giáng lâm chính là lôi kiếp. Độ kiếp trận pháp bên trong Đinh Cam hai mắt sáng lên. Cảm tạ Bạch Thánh Quân. Lần này 2 tấn 3 thiên kiếp, ổn. Hắn độ kiếp trận pháp nguyên bản là lấy đối kháng lôi kiếp mà bố trí, nhưng hắn 2 tấn 3 thiên kiếp toàn bộ hành trình là âm kiếp, độ kiếp trận pháp bên trong đối kháng lôi kiếp bố trí đều không phát huy được tác dụng, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn hảo không chút tổn hại đối kháng lôi kiếp độ kiếp trận pháp. Tăng thêm hiện tại trạng thái coi như có thể hắn tự thân, cuối cùng này một kiếp, nằm qua. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối hai mắt, đồng dạng sáng lên. Chờ rất lâu, cái này lôi kiếp sốt cục vẫn là tới. Đáng tiếc, chỉ có một đạo lôi kiếp, về số lượng lại ít. Oanh! Mạnh ở cuối cùng một kiếp, cường hoành nện trên độ kiếp trận pháp. Trận quyết tị lôi trận, lôi vương trận, thiên long trận, hàng lôi trận. Máu me khắp người Đinh Cam. Dùng sức giống to. Một hơi, hắn đem độ kiếp trận pháp bên trong chỗ đối nhằm vào thiên lôi trận pháp, toàn bộ mở ra. Trước trước sau sau, khoảng chừng gần 20 cái đại trận. Loại cảm giác này, sảng khoái. Tựa như là đánh bài lúc trong tay cất giấu một cái vương tạc, thật vất vả chống đến cuối cùng, rốt cục đưa nó nổ ra tới cảm giác. Thể xác tinh thần thư sướng. Thiên lôi chi uy, cuồn cuộn uy nghiêm. Hắn nặng nề đánh vào cái kia một chuỗi trận pháp bên trên sau. Bị bắn ra ngoài. 20 cái đối kháng thiên lôi trận pháp, tổ hợp lại với nhau, sinh ra kỳ diệu tác dụng. Thiên lôi bị bắn ra ra về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, hướng phía Tống Thư Hàng nộ xạ mà tới. Ha ha ha, ta liền biết lại là dạng này. Tống Thư Hàng cười nói. Tại thiên lôi hạ xuống trong nháy mắt, trong lòng của hắn thì có như thế một cái trực giác thiên kiếp đại lão cùng hắn hữu duyên. Cuối cùng nhất định sẽ hướng phía hắn nhảy đến. Không có căn cứ, đây là tu sĩ trực giác. Sở dĩ, hắn đã sớm kín đáo chuẩn bị. Quả nhiên hắn trực giác không sai. Sau cùng lôi kiếp hướng hắn bắn ra tới, thân gỗ đưa tay hướng về phía trước, phối hợp với Tống Thư Hàng, khổng lồ niệm lực liên tục không ngừng truyền ra ngoài. Lôi kiếp bị cứng rắn trói buộc ở giữa không trung. Tống Thư Hàng hai tay bắt đầu xoa động. Khổng lồ lôi điện giống như là bị hai cái bàn tay vô hình đặt tại không trung, không ngừng xoa động. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, điện cô rung động đùng đùng.
uy nghiêm thiên lôi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bị xoa thành một đạo viên trụ trạng lôi trụ. Ninh Cam không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước miếng, đạo này thiên lôi, thế nhưng là đủ để đem không có độ kiếp trận pháp ra chỉ hắn, trực tiếp chém thành trọng thương thậm chí đánh chết tồn tại. Nhưng chính là đáng sợ như vậy thiên lôi, tại bá Tống Huyền Thánh trong tay, lại đảm nhiệm xoa tròn vỏ dẹp, không có lực phản kháng chút nào. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đem thiên lôi xoa thành hình trụ về sau, lên tiếng kêu lên. Bạch tiền bối vượt qua không gian, lóe lên tại thiên kiếp trụ bên cạnh, hắn đưa tay thuần thục nhấn một cái, một đạo phong ấn phủ văn quấn quanh ở thiên lôi trụ bên trên, trong nháy mắt đưa nó bao khỏa, phong ấn. Giải quyết, Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, đem phong ấn thiên kiếp trụ chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Ninh Cam cùng hắn hai vị sư tỷ, sư phụ, tất cả đều chấn kinh nhìn qua trong hư không bá Tống Huyền Thánh, Bạch Thánh Quân. Hai vị này Thánh Quân, vậy mà đều nắm giữ lấy không gian lực lượng. Bất kể là Bạch Thánh Quân thuấn gian di động vẫn là bá Tống Huyền Thánh búng tay ở giữa chuyển di thiên lôi trụ, đều không có sử dụng càn khôn pháp khí. Lần này Huyền Thánh, từng cái cũng như này đáng sợ. Tống Thư Hàng thu hồi thiên lôi trụ về sau, đối Bạch Tiền Bối cười nói, Bạch Tiền Bối, đêm nay chúng ta thêm đồ ăn. Được, Bạch Tiền Bối cười nói. Nụ cười của hắn, lóe lên liền biến mất. Chủ yếu là hiện tại chỉ có nửa cái chân thân bên ngoài, cá nhân hắn mị lực kiềm chế không lấy trước như vậy hoàn mỹ, sẽ có lỗ thủng. Nếu như cười thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến phụ cận tất cả sinh vật. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, hắn ngắm nhìn bản thân thân gỗ, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn phía Đinh Cam, chúc mừng Đinh Cam tiểu đạo hữu. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, trước tiên tung ra, muốn mở miệng niệm lời kịch. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, liền bị Sở Các Chủ ngốc mao quấn lấy, ấn về Tống Thư Hàng thân thể đi. Công đức xà mỹ nhân nửa cái đầu nhỏ thẻ sau lưng Tống Thư Hàng, trong đôi mắt tràn đầy ủy khuất. Tạ ơn bá Tống tiền bối xuất thủ tương trợ, Ninh Cam ôm quyền hành lễ nói. Không cần khách khí, Tống Thư Hàng khoát tay nói, lần này tâm ma của ngươi không có tan vì tâm ma kiếp, sau khi trở về, ngươi coi kiên định đạo tâm của mình, đem tâm ma hóa. Dựa vào, đánh ta mặt. Chỉ thấy độ kiếp trong trận Ninh Cam, thân thể thống khổ cuộn thành một đoàn. Tại sau lưng của hắn, có một đoàn vặn vẹo yêu tâm ma, bị thiên kiếp chi lực cụ hiện hóa thành tâm ma kiếp. Tống Thư Hàng lời nói cũng còn chưa nói xong, liền bị chính diện đánh mặt, lão tâm tắc. Rõ ràng thiên kiếp đều kết thúc, không nghĩ tới Đinh Cam trên người ẩn núp tâm ma, vậy mà tại một khắc cuối cùng, chuyển hóa làm tâm ma kiếp, bổ mạnh mẽ kiếp độ khó. Tại tấn ba cấp bậc lúc, liền hưởng thụ tâm ma kiếp đãi ngộ, cũng không biết muốn nói là Đinh Cam tiểu đạo hữu may mắn hay là bất hạnh. Sở dĩ có đôi khi, nói chuyện không thể quá nhanh, nhanh dễ dàng bị người đánh mặt. Sở Các Chủ ngữ trọng tâm trường nói, lần sau nói chuyện trước, tốt nhất ở trong đầu qua một lần. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, ta cũng muốn a. Nhưng có đôi khi ta khống chế không nổi bản thân. Sở Các Chủ, đang khi nói chuyện, phía dưới Đinh Cam tiểu đạo hữu trên người tâm ma, sản sinh biến hóa. Rất nhiều con mực xúc tu, loạn thành một bầy, trong đó có mấy cây xúc tu đều đánh thành nút chết. Những thứ này xúc tu tồn tại tính chất trong phút chốc, phát sinh một chút cải biến. Hắn từ tâm ma tiến hóa làm tâm ma kiếp. Kém một chữ, nhưng từ chỉ có âm ảnh lãnh chúa có thể ăn nguyên vật liệu tâm ma, tiến hóa làm thiên kiếp phần món ăn nguyên liệu nấu ăn. Ninh Cam thân thể bị những thứ này con mực xúc tu bao phủ. Chỉ từ hình ảnh đến xem, phi thường 18. Tống Thư Hàng nhớ kỹ lần trước, Sở Các Chủ cũng đã nói, Ninh Cam tâm ma là yêu. Yêu loại vật này, là tất cả sinh vật có trí khôn cùng sở hữu nan đề. Dù cho các tu chân môn phái lớn nhằm vào đệ tử trẻ tuổi đều có tâm lý phụ đạo khóa, cường hóa các đệ tử đối yêu lý giải, nhưng mỗi lần các đệ tử sinh ra tâm ma lúc, hơn phân nửa cũng còn cùng yêu có quan hệ. Yêu loại vật này, dù cho ngươi lý giải nó tính chất, lại không cách nào 100% khống chế hắn. Cho dù là những cái kia tu luyện ngăn cách tình yêu, cắt chém tình cảm công pháp tu sĩ, để tâm biến thành băng cứng. Nhưng loại này kiểu dáng tu sĩ, một khi lâm vào tình yêu, so tất cả mọi người sẽ cuồng nhiệt, sinh ra hậu quả cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Lại nói, Đinh Cam dính đến yêu tâm ma, đến cùng là từ nguyên nhân gì tạo thành. Tống Thư Hàng kỳ thật còn rất hiếu kỳ. Lần trước, Đinh Cam bản thân cũng đã nói,
Hắn tại nam nữ tình cảm phương diện không có vấn đề, hắn có một cái tình đầu ý hợp đạo lữ, tình cảm phi thường ổn định. Tại thân tình hữu nghị phương diện, hắn liền càng thêm không có lỗ thủng. Sở dĩ, cái này vặn vẹo yêu, đến cùng là thế nào sinh ra? Tống Thư Hàng nhìn về phía Đinh Cam hai vị sư tỷ cùng sư phụ của hắn. Lần trước hắn đã nhắc nhở qua Đinh Cam, để hắn chú ý tâm ma sự tình. Cái kia trong đoạn thời gian này, hắn chí ít sẽ hồi ức bản thân nội tâm sinh ra tâm ma nguyên nhân, cũng tăng thêm khắc chế a. Nơi xa, Đinh Cam hai vị sư tỷ lắc đầu. Lần trước bái phỏng bá tống tiền bối về sau, Đinh Cam trở về hoàn toàn chính xác khổ sở suy nghĩ thật lâu. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra bản thân sinh ra tâm ma nguyên nhân. Bất kể là tình yêu, thân tình, hữu nghị, hắn đều tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Bạch tiền bối, ngươi thấy thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía bạch tiền bối. Bạch tiền bối chậm rãi lắc đầu, ta đối yêu cũng không phải hiểu như vậy. À, bạch tiền bối ngươi lại nhưng đối yêu không hiểu rõ. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, rõ ràng lúc ấy đều có người hướng ngươi bày ra. Khụ khụ khụ. Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có việc gì, bạch tiền bối. Có thể là viêm cổ họng phạm vào, yết hầu có chút ngứa. Vừa rồi, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới bạch hạc tiền bối. Tống Thư Hàng chậm rãi nói hắn vừa rồi đột nhiên nhớ tới sở các chủ nhắc nhở, thế là nói chuyện qua một lần đầu óc. Sau đó, dừng ngay, bảo vệ mạng nhỏ, thuận tiện đem nồi vứt cho bạch hạc tiền bối. Bạch hạc đối ta cũng không phải là yêu, hắn nhưng thật ra là đơn thuần muốn báo ân. Bạch tiền bối giải thích nói, nếu như hắn thật sự yêu ta, vậy nó giới tính, liền sẽ sớm định hình. À, không phải nói bạch hạc tiền bối cần cùng đạo lữ xác định quan hệ, mới có thể định hình giới tính sao? Tô Thị A Thập Lục Hiếu Kỳ hỏi. Một khi chân chính yêu, nó giới tính liền định hình. Đối với nó tới nói, xác định đạo lữ quan hệ, ngược lại là thứ yếu điều kiện. Bạch tiền bối chậm rãi nói, nếu như chỉ là có nhất định tình cảm cơ sở, mới cần xác định đạo lữ quan hệ loại này nghi thức, đến định hình bạch hạc bộ tộc này giới tính. Bạch hạc tiền bối cái này một chi chủng tộc, có thể lưu truyền đến hiện đại còn không diệt tuyệt, thật sự là không dễ dàng. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Cái kia bạch tiền bối, người có chân chính yêu qua sao? Cái này lúc, Thông Nương đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng rất ngạc nhiên, đến cùng là thế nào người, mới có thể để cho bạch tiền bối loại người này, thật lòng yêu. Có thể bị bạch tiền bối yêu người hoặc sinh vật, rốt cuộc muốn có bao nhiêu ưu tú. Thông Nương, hỏi tất cả mọi người muốn biết, nhưng lại vô ý thức không dám đi hỏi vấn đề. Xích Tiêu Kiếm Tâm Ma mắt liếc Thông Nương, nội tâm cảm thán nói, không hổ là có tiềm lực trở thành thiên đạo hạt giống tuyển thủ A. Chân chính yêu người, bạch tiền bối xoa cằm, nhớ lại. Trong lúc nhất thời, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, Sở Các Chủ, Quy Tiền Bối thậm chí là công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, tất cả đều vểnh tai, mong mỏi bạch tiền bối trả lời. Liền phía dưới, Đinh Cam trên người tâm ma kiếp, cũng sẽ không tiếp tục động đậy, bình tĩnh lại. Còn có xa xa Đinh Cam sư tỷ, sư phụ, cũng đều vểnh tai. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Tất cả mọi người, đều nín thở, đang đợi bạch trả lời. Giống như, cố gắng vô ích suy tư, hẳn là không có. Đáp án này, hợp tình hợp lý, nhưng lại để hết thảy mọi người nội tâm phun lên một loại tiếc nuối cảm giác. Ở đây tất cả mọi người, đều đang mong đợi có thể từ bạch tiền bối trong miệng đạt được chân chính yêu người tin tức. Nhưng một phương diện khác, trong lòng của tất cả mọi người, tựa hồ lại tại kháng cự đáp án này. Phi thường mâu thuẫn. Tất cả mọi người thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hẳn là để làm chi. Đinh Cam trên người tâm ma xúc tu, cũng lần nữa bắt đầu uốn éo. Cái kia bạch tiền bối, nếu như ngươi sẽ yêu một người, sẽ có điều kiện gì? Thông Nương hai mắt sáng lên, lần nữa đặt câu hỏi. Thông Nương hôm nay trạng thái dũng mãnh phi thường, giống như thần trợ, liên tục đặt câu hỏi đều tại ý tưởng bên trên. Không cân nhắc qua, bạch tiền bối lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nói, chí ít không thể phản cảm, nếu có thể chung đụng tới. Cho tới bây giờ, cùng ta ở chung tương đối tới đạo hữu, chính là Cửu Châu Nhất Hào quần đoàn người. Nếu quả thật phải có yêu cầu lời nói, chí ít tại cùng ta ở chung phương diện, muốn đạt tới Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu tiêu chuẩn. Bạch tiền bối câu trả lời này, luôn cảm giác thiếu chút cái gì có điểm giống dầu cù là thức hồi phục.
luôn cảm giác, Bạch tiền bối không có giảng đến chân chính điểm bên trên. Liên quan tới yêu vấn đề, dừng ở đây. Phương diện này, tiền bối ta cũng vô pháp trả lời các ngươi quá nhiều. Bạch tiền bối mỉm cười đưa tay, sờ lên thông nương ngọn hành, liền cá nhân ta mà nói, tối thiểu nhất yêu loại vật này, hẳn là làm cho người cảm giác đến chuyện hạnh phúc. Phía dưới, Ninh Cam hai tay chống tại mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Đúng, tiền bối, yêu là chuyện hạnh phúc. Hắn dùng hết toàn lực gầm thét, cho mọi người ở đây phát cẩu lương, ta cảm giác mình rất hạnh phúc. Ninh Cam muốn để tất cả mọi người biết, bản thân rất hạnh phúc. Mặc dù lần này, đạo lữ của hắn cũng không đến cùng hắn độ kiếp. Nhưng hắn vẫn là muốn lớn tiếng gào thét, sau đó phần này yêu đem thông qua sư phụ cùng sư tỷ miêu tả, chuyển đạt đến đạo lữ trong tai. Hắn muốn thừa cơ để cho nàng biết, bản thân thật sâu yêu nàng. Phần này yêu rất hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không cùng tâm ma có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối nàng yêu tuyệt đối không có vấn đề, rất thuần túy, tuyệt đối không vặn vẹo. Ta rất hạnh phúc, Ninh Cam lớn tiếng kêu lên, các ngươi cũng hạnh phúc sao? Không, ta họ Tống. Tống Thư Hàng nhìn không được trả lời, câu trả lời này đã thành bản năng, thốt ra. Ninh Cam cái kia gào thét khí thế, lập tức liền bị chặt đứt. Ta họ Tô, Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ. Ta họ Thông, Thông Nương chỉ mình. Ta, được rồi, Quy Tiền Bối nói đến một nửa lúc, thất lạc nói hắn tựa hồ không thể nói ra tên thật của chính mình. Ninh Cam cứng tại nguyên địa, sửng sốt nửa ngày. Một lát sau, hắn bình tĩnh không để ý đến vừa rồi bá Tống Tiền Bối mấy người trêu chọc. Bạch Thánh Tiền Bối, tạ ơn ngài trả lời. Ta cảm giác ta tình yêu rất hạnh phúc, hiện tại ta, tràn đầy lực lượng. Bất kể là như thế nào vặn vẹo yêu thuộc tính tâm ma, đều không thể hám động ta. Ninh Cam lần nữa lớn tiếng gầm thét lên. Gào thét, có thể tăng cường khí thế của mình, lớn mạnh chính mình lòng tin. Gào thét thanh âm càng vang dội, khí phách liền càng đủ. Ký túc tại trên người ta tâm ma, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, xuất hiện trên người ta. Nhưng ngươi nhất định thất bại. Ngươi không cách nào dao động hiện tại ta nửa phần. Ninh Cam đối phụ sau lưng chính mình tâm ma kiếp gầm rú nói, từ trên người ta, lăn ra ngoài. Sau lưng của hắn, cái kia thắt nút con mực xúc tu, không ngừng giằng co. Nhưng nó càng dãy giụa, tất cả xúc tu liền bắt đầu thắt nút. Nhất kết hai kết, tập kết ngàn ngàn kết. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng xoa cằm, là cái này. Sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh của ái tình a. Quy Tiền Bối đồng dạng dùng chân trước vuốt cằm của mình, ta đối tâm lý học càng thêm hiểu một điểm. Quy đạo hữu, ta cảm giác tình yêu có thể là Đinh Cam tiểu đạo hữu vừa rồi sức mạnh bùng lên một bộ phận. Nhưng càng quan trọng hơn là, các ngươi chưa phát giác, Đinh Cam tiểu đạo hữu là có thể quản nghiêm triệu chứng sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối vui a nói. Hắn hoài nghi thê quản nghiêm rất có thể chính là Đinh Cam tâm ma hình thành một trong những nguyên nhân. Thú vị là, thê quản nghiêm cũng rất có thể là hắn khu trục tâm ma lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nó, tác không được chuẩn. Chỉ cung cấp tham khảo. Tại Đinh Cam không ngừng tiếng gầm gừ bên trong, phụ thân ở trên người hắn tâm ma, lại nhưng thật sự một chút xíu bị khu trục đi ra. Nhưng là, tâm ma kiếp không dễ dàng như vậy bị triệt để hóa giải. Tâm ma chết đổ thừa không đi ra, Đinh Cam cưỡng ép khu trục hắn đi ra. Song phương tiến nhập đánh giằng co. Nhìn lấy làm cho người bắt cấp. Chỉ là đang đối kháng với tâm ma kiếp loại chuyện này bên trên, ngoại nhân rất khó giúp một tay. Tâm ma kiếp cũng là thiên kiếp một bộ phận, ngoại nhân không tiện nhúng tay. Tạo hóa tiên tử, Tống Thư Hàng thử nghiệm triệu hoán tiên tử. Tiếng hát của nàng, có được đối kháng tâm ma lực lượng. Tạo hóa tiên tử toát ra nửa cái đầu, xem xét Đinh Cam một chút, Tống A ngốc. Sau đó, tiên tử không có chút nào hứng thú trở về, Tống, ba chát hắc. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử không chịu hỗ trợ. Bạch tiền bối, hắn kêu lên. Bạch tiền bối nghi hoặc xoay đầu lại, Tâm ma kiếp, có thể ăn, mà lại, chúng ta chưa ăn qua, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Bạch tiền bối nhãn tình sáng lên. Thiên kiếp phần món ăn bên trong, tâm ma kiếp sashimi cắt miếng đẳng cấp, còn tại kho thiên kiếp phía trên. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Bạch tiền bối hai mắt càng thêm sáng tỏ. Cặp mắt của hắn bên trong, phảng phất ẩn giấu đi nhật nguyệt, tự mang quang huy. Lúc này, trên bầu trời, kiếp vân tản ra.
Dương quang xuyên thấu qua dần dần tiêu tán kiếp vân, chiếu rọi tại Đinh Cam Tâm ma kiếp trên người, vừa vặn hình thành một vệt sáng. Cái này trùng sáng, phảng phất như là thiên đường chi quang, đang nghênh tiếp mê mang linh hồn trở về. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, Đinh Cam Tâm ma kiếp, bắt đầu thoát ly thân thể của hắn, chậm rãi thăng thiên. Thăng thiên, hoặc là nói, giống như là đang bị thu về, Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục, lại nói, tâm ma kiếp đang bị khu trục về sau, sẽ không tiêu tán. Tâm ma loại vật này, nhất là hay thay đổi. Vô luận tâm ma kiếp phát sinh biến hóa như thế nào, đều không đủ là lạ. Bắc Hà đạo hữu năm đó không phải còn cùng tâm ma nói chuyện thật nhiều năm yêu đương sao? Bạch Tiền Bối nói. Sở dĩ, tâm ma bị hóa giải, bị từ tu sĩ thể nội đuổi ra ngoài về sau, còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí muốn bị thu về cũng rất bình thường. Cho dù có càng kỳ hoa thao tác, cũng không cần kinh ngạc. Bất quá, có thể khẳng định là, Đinh Cam tiểu hữu thiên kiếp đã kết thúc a. Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ xác nhận nói, đã kết thúc, hắn đã ở vào từ nhị phẩm tấn thăng đến tam phẩm, bốn kỳ mạch bên trong thứ nhất mạch bắt đầu đả thông. Nói cách khác, Tống Thư Hàng lấy ra một đầu hộ thủ đeo lên. Tổ vu chúc phúc, kích hoạt sau có được tại 500 mét phạm vi bên trong tiến hành không gian khiêu dược công năng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cái kia ngàn ngàn kết con mực xúc tu trên không. Tâm ma kiếp phảng phất không có phát giác được Tống Thư Hàng, tiếp tục nó phi thăng hành trình. Tống Thư Hàng đưa tay bắt lấy con mực xúc tu tâm ma kiếp, ta nhận. Không ngừng vặn vẹo con mực xúc tu tâm ma kiếp phát ra tiếng kêu chói tai. Nhưng chúng nó không cách nào xâm lấn Tống Thư Hàng nhục thân, bởi vì da đen vũ nhu tử hai tay nhô ra, nắm thật chặt tâm ma kiếp thân thể. Tống Thư Hàng thân hình lại là lóe lên, rơi vào Bạch Tiền Bối bên người, đem Đinh Cam Tâm ma kiếp đưa cho Bạch Tiền Bối, giao cho hắn phong ấn. Bạch Tiền Bối đưa tay điểm tại tâm ma kiếp phía trên, liên tiếp thi triển hơn 10 loại thủ pháp, đối tâm ma kiếp tiến hành phong ấn. Đinh Cam thiên kiếp, triệt để có một kết thúc. Giữa không trung, Tống Thư Hàng yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, dùng mật mã giải bình phong. Tiếp đó, hắn mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần giới diện. Đổi cái đạo hiệu đi, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nói, hắn đem bản thân hôm nay đạo hiệu cải thành bá đao Tống Nhất hắn thống kê qua, mỗi lần dùng cái này đạo hiệu thời điểm, hắn vận khí sẽ khá tốt. Sau đó, thừa dịp Bạch Tiền Bối tại phong ấn tâm ma kiếp lúc, hắn nhanh chóng đang tán gẫu khung bên trong đưa vào nội dung. Bá đao Tống Nhất, quần bên trong các tiền bối, lặng lẽ tuyên bố một tin tức. Bạch Tiền Bối nói, nếu như hắn muốn tuyển chọn một nửa khác, ít nhất phải lấy Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên làm tiêu chuẩn. Nói cách khác, Bạch Tiền Bối chọn lựa một nửa khác, rất có thể lại ở quần bên trong chọn lựa. Ngón tay cái biểu lộ, sở dĩ, quần bên trong các vị tiên tử nhóm, vốn tin tức 10 giây sau rút về. Tô Thị A Thập Lục. Ta là thiên giác nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, người đối Bạch Tiền Bối làm cái gì? Vì sao lại cùng Bạch Tiền Bối trò chuyện lên loại này nói chuyện cưới gả chủ đề? Diệt Phượng công tử, Thư Hàng, người lại rút điên rồi. Tống Thư Hàng mỉm cười. 10 giây tả hữu sau. Tại Bạch Tiền Bối phong ấn xong tâm ma kiếp, quay đầu trong nháy mắt, hắn thật nhanh nhấn xuống rút về tin tức công năng. Thân gỗ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái nhắc nhở tin tức khung bắn ra, mạng lưới không cách nào kết nối. Tống Thư Hàng tâm, lập tức liền nguội. Đang nhìn đến mạng lưới không cách nào kết nối nhắc nhở khung trong nháy mắt, Tống Thư Hàng liền biết đại sự không ổn. Thẻ điện thoại tín hiệu có 2 ô vuông, nhưng mạng lưới lại không tín hiệu. Dưới trạng thái bình thường, lúc này hắn hẳn là muốn tim đập rộn lên, hô hấp gấp gáp bất quá bây giờ hắn chỉ còn cái đầu, thân gỗ không cách nào phối hợp hắn tăng tốc nhịp tim. Trước kia có người đã từng nói đùa nói, đầu năm nay. Đối với phần lớn người đến nói, võng tuyến chính là mọi người mạch sống, một khi đã mất đi mạng lưới, mọi người liền sẽ biến không thể nào thích ứng. Tống Thư Hàng cảm giác mình, khẳng định là ngoại lệ cái kia bộ phận. Mạng lưới là sinh mệnh tuyến. Không tồn tại, không có mạng lưới, hắn còn có thể đi xem sách, tại thuê sách cửa hàng cọ sách so lên mạng khoái hoạt nhiều. Nhưng giờ khắc này, hắn bản thân thể nghiệm đến mạng lưới chính là sinh mạng tuyến thuyết pháp. Ngón tay của hắn thật nhanh tại điện thoại trên màn hình chỉ vào lấy. Nhưng điện thoại mạng lưới một mực không có khôi phục, gặp quỷ, đây chính là ma cải qua điện thoại, ở trong không gian đều sẽ có mạng đó a.
Lúc này, Bạch Tiền Bối đã phong ấn hoàn tất, xoay đầu lại. Thư Hàng, phong ấn tốt, Bạch hướng phía Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay, đến, đưa tay. Lập tức tới ngay, Tống Thư Hàng trở lại. Đồng thời hắn linh cơ khẽ động, ngón tay vạch một cái, mở ra tin nhắn công năng, lật ra Hoàng Sơn tên của tiền bối hắn chuẩn bị cho Hoàng Sơn tiền bối phát cái tin nhắn ngắn, xin tiền bối thông qua quần chủ rút về tin tức công năng, đem hắn tin nhắn rút về một chút. Ta thật sự là quá như mẹ hắn cơ hội chí. Tống Thư Hàng ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím sao động, trong nháy mắt viết xong một đầu tin nhắn, thành công gửi đi cho Hoàng Sơn tiền bối. Gửi đi thành công. Mặc dù không mạng lưới, nhưng thẻ điện thoại tín hiệu còn có. Sau đó, chỉ muốn trước ổn định Bạch tiền bối, để hắn chẳng phải nhanh đi nhìn điện thoại là được rồi. Tống Thư Hàng trong lòng đại định, thu hồi điện thoại, một đường chạy chậm đến hướng Bạch tiền bối hành động, cũng duỗi ra tay phải của mình. Ngay tại hắn chạy lúc, Bạch tiền bối chuông điện thoại di động vang lên. Bạch tiền bối một tay nhấc lấy phong ấn tâm ma kiếp, tay kia lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điện thoại. Uy, Bạch Hạc A, chuyện gì? Tống Thư Hàng chạy chậm bước chân, cứng đờ. Tô Thị A Thập Lục dùng tay nhỏ che cặp mắt của mình. Bạch tiền bối, nghe nói người muốn tại Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong tìm bạn trăm năm. Ta trước báo danh có được hay không? Bạch Hạc chân quân thanh âm hưng phấn vang lên. Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tìm bạn trăm năm. Đồng thời, xuất phát từ một loại trực giác, Bạch tiền bối ngước mắt nhìn về phía Thư Hàng tiểu hữu. Thư Hàng tiểu đạo hữu, tựa hồ tại biểu diễn vũ trụ bước, rõ ràng nhìn lấy là phía trước tiến. Nhưng trên thực tế đang không ngừng lui lại. Ha ha, Bạch tiền bối nheo mắt lại, lộ ra một cái mỹ mỹ tiếu dung. Là Thư Hàng tại quần bên trong phát cái gì không? Bạch tiền bối mỉm cười nói. Bạch Hạc chân quân trên một điểm này, vẫn rất có nghĩa khí, không, không phải Thư Hàng tiểu hữu. Là ta từ sát phách tin tức con đường lấy được tin tức. Hừm. Tốt, ta đã biết. Một hồi trò chuyện, Bạch tiền bối nói. Sau đó, Bạch tiền bối cúp xong điện thoại, đối xa xa Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Xa xa Tống Thư Hàng tiểu hữu lộ ra xấu hổ tiếu dung. Tới, ta cũng sẽ không ăn ngươi, phòng ấn tâm ma kiếp cầm trước. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng kiên trì, đi vào Bạch tiền bối bên người, run rẩy đưa tay phải ra rất giống là niệm sai tam tự kinh. Lập tức sẽ chịu thất sinh phù phủ chủ thước đáng thương thổ dân. Bạch tiền bối cười mỉm đem phong ấn tâm ma kiếp, đưa tới trong tay hắn. Tống Thư Hàng thận trọng tiếp nhận tâm ma kiếp. Phong ấn không có vấn đề, tâm ma kiếp cũng không có đột nhiên phá phong mà ra, nhảy đến trên người hắn tới. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem tâm ma kiếp thu nhập đến hạch tâm thế giới, cùng lôi kiếp làm bạn. Sau đó, hắn lại lặng lẽ mắt liếc Bạch tiền bối. Đi, Bạch tiền bối dẫn theo Lưu Tinh kiếm, xoáy khí quay người, trở về cự hình phi kiếm pháp khí bên trong. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Cứ như vậy, không có xoắn ốc thăng thiên, không có tốc độ siêu âm vũ trụ hành trình, không có vòi rồng xoay tròn, không có cái khác đáng sợ trừng phạt. Bạch tiền bối đây là tha thứ ta rồi. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ là lập tức liền có thể thưởng thức được kho thiên kiếp cùng tâm ma kiếp sashimi bản thân, sở dĩ Bạch tiền bối hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Cái này nhân tâm tình nhất tốt, rất nhiều việc nhỏ liền có thể bị xem nhẹ đi qua. Nắm giữ chủ nghệ là trọng yếu cỡ nào sự tình, Tống Thư Hàng hôm nay cuối cùng là hiểu. Tới, Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng tiếu dung sán lạn, hắn hướng phía A Thập Lục vẫy vẫy tay, Thập Lục, Quy tiền bối, chúng ta đi á. Ta đánh cược Thư Hàng tiểu hữu sống không quá đêm nay. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Quy tiền bối nghĩa chính ngôn từ phản bác, đừng nói như thế điểm xấu, ta cược hắn. Chí ít có thể sống đến xế chiều hôm nay. Tô Thị A Thập Lục buông xuống che đậy con mắt tay nhỏ, một mặt suy tư hình. Bạch Long tỉ tỉ tại bên tai nàng nói, Bạch Thánh phản ứng rất cổ quái, nói không chừng, Bạch Thánh thật sự muốn tìm bạn trăm năm. A Thập Lục lắc đầu. Sau đó. Nàng ngự lên bảo đao, đuổi theo Tống Thư Hàng. Toàn viên trở về cự hình phi kiếm pháp khí về sau, phi kiếm pháp khí lần nữa khởi động, hướng phía thú tu giới thông đạo vị trí bay đi. Về phần độ kiếp lưu lại sạp hàng, liền để cho Đinh Cam sư đồ nhóm tự mình xử lý. Giang Nam địa khu một chỗ bao xương bên trong. Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ cùng hảo hữu nhóm,
lần nữa ngồi xuống bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Liên quan tới vừa rồi ngoài cửa sổ dị tượng hình ảnh, tại sở các chủ pháp thuật tác dụng dưới, tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ qua chuyện này. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ lưu lại ấn tượng chính là Tống Thư Hàng lại thượng thiên. Cùng, về sau xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người hai cái lớn nhỏ mỹ nhân. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ liếc nhau, hai vợ chồng trong hai mắt tràn đầy ăn ý. Phi kiếm pháp khí còn tại nhanh chóng tiến lên. Bạch tiền bối đem phi hành hệ thống hoán đổi thành lái tự động, không dùng người công thao túng, đều có thể an toàn đến thú tu giới. Dạng này, hắn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bạch tiền bối hai tay trùng điệp, chống đỡ lấy cái cằm. Hắn hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ, như tinh thần lấp lóe. Nhưng nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện, hắn đã thất thần. Phi kiếm pháp khí khoang thuyền bên trong. Quy tiền bối đang tại cho thông nương bù lại tu luyện tri thức. A Thập Lục ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, cùng hắn cùng một chỗ dự thính. Tại Tống Thư Hàng bên người, vĩnh viễn không thiếu kiếp tiên giảng bài cùng trường sinh giả giảng pháp. Quy tiền bối nghiêm túc giảng bài thời điểm, giảng bài nội dung phi thường tinh diệu, năm đó Bắc Phương Đại Đế là thế nào dạy bảo nó, hắn liền làm sao dạy bảo thông nương. Tống Thư Hàng nghe như si như say. Bỗng nhiên, một trận gió cát ở trước mặt hắn thổi qua. Nóng bỏng trong gió, mang theo sa mạc hương vị. Tống Thư Hàng sững sờ. Sau một khắc, hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại một mảnh trong sa mạc. Nơi này, là bạch tiền bối cái kia chân thực huyễn tượng, nhiệt tình sa mạc. Bạch tiền bối lại thất thần rồi. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Sa mạc tới, vậy kế tiếp, chính là bạch mã thanh sam thiếu niên lang đăng chẳng a. Đinh linh linh, êm tai ngựa tiếng chuông vang lên. Diệu a, Tống Thư Hàng nói hắn vốn còn muốn tìm cơ hội, lại tiến một lần bạch tiền bối nhiệt tình sa mạc. Không nghĩ tới nguyện vọng nhanh như vậy liền thực hiện. Tống Thư Hàng trước đó không lâu còn đang suy nghĩ lấy, trở về hiện thế nhìn thấy bạch tiền bối về sau, xin mời tiền bối lại mở một lần chân thực huyễn tượng. Không nghĩ tới nguyện vọng này nhanh như vậy liền thực hiện. Trước kia, hắn vẫn là tu chân tiểu thái điểu lúc, rơi vào bạch tiền bối chân thực huyễn tượng, bị bạch mã thanh sam thiếu niên lang đổi lấy tư thế ngược một lần lại một lần, lão thảm rồi. Mà bây giờ, có được chân, lục phẩm chân quân thực lực hắn, nhất định có thể treo lên đánh sa mạc thế giới bên trong thanh sam thiếu niên lang. Bởi vì theo đậu đậu phỏng đoán, trong sa mạc bạch mã thanh sam thiếu niên lang, chỉ có được, tam phẩm cảnh giới thực lực. Lúc trước, đậu đậu, Tống Thư Hàng, Đường thiếu chủ bị cùng một chỗ cuốn vào chân thực huyễn tượng bên trong lúc, đậu đậu cũng gặp được bạch mã thanh sam thiếu niên lang. Lúc ấy tứ phẩm cảnh giới đậu đậu, chỉ cần hiện ra chân thân nằm dạp trên mặt đất bất động, thanh sam thiếu niên lang liền không đánh nổi hắn. Mà bây giờ, thật, lục phẩm mình và, tam phẩm cảnh giới thiếu niên lang, hắc hắc hắc. Tới đi, thiếu niên, Tống Thư Hàng phát ra cởi mở tiếng cười, xoay đầu lại. Hướng phía ngựa tiếng chuông vang lên chỗ nhìn lại thiếu niên, hôm nay, ta Tống mỗ liền dạy ngươi luyện quyền A. Ninh linh linh, ngựa tiếng chuông càng ngày càng gần. Rất nhanh, cái kia một người một ngựa thân ảnh, tiếp cận Tống Thư Hàng. Bạch mã, thanh sam, thiếu niên lang. Thiếu niên lang bộ dáng tuấn tiếu, môi hồng răng trắng, da như ngọc thạch, nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ. Không sai, chính là hắn. Hắn còn cùng 6 tháng trước đồng dạng, không có một chút biến hóa. Tống Thư Hàng thấy được thanh sam thiếu niên lang cũng đồng thời thấy được hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Tiếp đó, hẳn là một câu kia lúc trước trở thành ta cơn ác mộng tiểu bạch, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi thai tử đi. Tống Thư Hàng trong đầu ôn tập lấy chân thực huyễn tượng nội dung cốt truyện. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, bạch mã thanh sam thiếu niên lang tại một chỗ đồi cát nhỏ vị trí, ngừng lại. Hắn dắt ngựa, xa xa nhìn qua Tống Thư Hàng, không có tiến một bước động tác. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao còn không qua đây? Bạch mã thanh sam thiếu niên lang đưa tay, trước đem con ngựa ngừng qua một bên. Sau đó, hắn đứng ở đó cái đồi cát nhỏ vị trí, bắt đầu đánh quyền. Đầu tiên là cơ sở quyền pháp, năm đó Tống Thư Hàng quyền pháp kiến thức căn bản, chính là bị hắn ngạnh sinh sinh đánh đi ra. Cơ sở quyền pháp đánh xong về sau, thanh sam thiếu niên lang quyền pháp biến đổi, đổi thành cao cấp hơn quyền pháp. Theo hắn diễn võ, cát vàng bay lên, quyền kình bắn ra bốn phía.
khí thế bằng bạc. Tống Thư Hàng nghi ngờ gãi gãi đầu. Cái này kịch bản không đúng. Chẳng lẽ là ta lại phát động cái gì ẩn tàng nội dung cốt truyện? Lần trước ẩn tàng nội dung cốt truyện, phát động thanh sam thiếu niên lang đối tiểu bạch tỏ tình. Lần này đâu? Tống Thư Hàng ẩn ẩn có chút mong đợi. Sau một lúc lâu, đồi cát nhỏ bên trên bạch mã thanh sam thiếu niên lang, đánh xong ba bộ quyền pháp. Hắn thu quyền, bật hơi, sau đó hắn nắm bản thân tiểu bạch ngựa, tại một trận êm tai tiếng chuông bên trong, đi. Đi, cứ đi như thế. Độc lưu lại Tống Thư Hàng một người, trong sa mạc bị phơi toàn thân khô nóng, một mặt mộng bức. Cứ như vậy phơi lấy hắn tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu. Không giống trước kia đồng dạng tới chửi hắn. Đừng đi nha, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía thanh sam thiếu niên lang đuổi tới. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, đuổi kịp thanh sam thiếu niên lang cũng không khó khăn. Nhưng là, hắn còn không truy hai bước, thanh sam thiếu niên lang cùng bạch mã thân ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Không quan hệ, bạch mã thanh sam thiếu niên lang một hồi khẳng định sẽ còn trở ra. Tống Thư Hàng ngừng lại, trong sa mạc tìm cái địa phương ngồi xuống. Nếu như một hồi có thể gặp lại bạch mã thanh sam thiếu niên lang, hắn không nói hai lời, đi lên liền làm. Đến lúc đó, song quyền của hắn 20 con tóc nắm đấm cùng một chỗ thi triển quyền pháp uy lực, nhất định phải làm cho thanh sam thiếu niên lang tìm hiểu một chút. Ước chừng 5-6 phút sau, một trận êm tai tiếng chuông vang lên lần nữa. Đến rồi, Tống Thư Hàng từ nguyên địa nhảy lên. Hướng phía ngựa tiếng chuông truyền đến chỗ nhìn lại. Cái kia một ngựa một người thân ảnh, lần nữa ánh vào trong mắt của hắn. Hắc hắc hắc, Tống Thư Hàng siết chặt song quyền, tóc dài tán trưởng, hóa thành 20 con nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng. Reng reng reng, bạch mã thanh sam thiếu niên lang, xuất hiện lần nữa tại cồn cát bên trên. Cùng trước đó đồng dạng, hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc, dừng lại. Sau đó, hai người liếc nhau một cái. Thiếu niên lang đem ngựa ngừng đến cồn cát một bên, bắt đầu ở nguyên địa luyện lên quyền pháp. Nhưng lần này, Tống Thư Hàng không cho hắn cơ hội chạy trốn. Kim cương cơ sở quyền pháp, nhất. Một quyền này, khúc bên trong cầu thẳng, quyền như trọng pháo, thẳng tiến không lùi, lực lớn thế chìm. Thanh sam thiếu niên lang nhìn thấy nhảy lên mà đến Tống Thư Hàng, mỉm cười. Tiểu bạch, người không tức giận à nha? Nói, hắn lấn người tiến lên, cổ tay vừa nhấc. Nhẹ nhàng linh hoạt cản hướng Tống Thư Hàng chỗ cổ tay. 3. Tống Thư Hàng nắm đấm, bị nhẹ nhàng linh hoạt đón đỡ ra. Đồng thời, thiếu niên lang một cái tay khác nhấc trưởng, ấn hướng lồng ngực của hắn. Tống Thư Hàng niệm lực thúc giục, cưỡng ép đem thân thể của mình nhấc lên, né qua một trưởng này. Đồng thời, hắn 20 con tóc nắm đấm toàn bộ khóa chặt thiếu niên lang, cơ sở kim cương quyền pháp, kim cương phục ma quyền, kim cương thần phạt đại thủ ấn. Còn có tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên tự mang quyền pháp cự kình phun ra. 20 con nắm đấm cùng nhau hướng phía thanh sam thiếu niên lang đập tới. Hi hi ha ha, tiểu bạch thật là lợi hại, nhưng ta sẽ không thua ngươi. Thanh sam thiếu niên lang lộ ra nụ cười vui vẻ, xem ta, bí pháp. Thiên thủ thần thông. Thiếu niên lang song trưởng huy vũ liên tục, vạch ra kỳ dị quỹ tích, bàn tay mỗi một đạo quỹ tích đều phù hợp mệnh số. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thấy được trưởng pháp đại hải đầy mắt đều là thiếu niên lang song trưởng. Là hèn hạ đầy bình phong kỹ năng công kích. Cái kia đầy trời song trưởng, không chỉ có hóa giải Tống Thư Hàng tất cả công kích, còn dư thế không giảm, hướng phía Tống Thư Hàng hung hăng đánh tới. Đó căn bản không phải cái gì, tam phẩm cảnh giới. Tam phẩm cảnh giới mới không có như thế sâu. Không thể lại khinh địch. Nhất định phải đem thanh sam thiếu niên lang xem như là cùng cảnh giới đối thủ mới được. Tống Thư Hàng thân gỗ chấn động. Kim cương cơ sở quyền pháp, nhị. Song quyền của hắn, hắn 20 con tóc nắm đấm, toàn bộ thi triển cái này thức thứ hai. Quyền như lưu tinh, trong nháy mắt mỗi cái nắm đấm đều oanh ra trên trăm quyền, từng quyền tốc độ siêu âm. Âm 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 âm. Tống Thư Hàng cùng bạch mã thanh sam thiếu niên lang ở giữa, lấy nhanh đánh nhanh, lấy quyền đối trưởng. Không ngừng va chạm. Hai người quyền trưởng ở giữa mỗi một lần tiếp xúc, đều sẽ bộc phát kinh khủng khí lãng, vang lên tiếng sấm nổ tiếng va đập. Sát na ở giữa, hơn ngàn lần sau khi va chạm, trong sa mạc hình thành gió bão. Thanh sam thiếu niên lang lại nhưng cùng Tống Thư Hàng chiến tương xứng. Hắc,
Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên. Quyền trưởng tương xứng nhưng hắn còn có đồng thuật. Cường giả giám định thuật. Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên, đây là chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể miễn dịch kỹ năng, liền nhìn Thanh Sam thiếu niên lang có thể hay không miễn dịch. Cường giả giám định thuật, một khi phóng thích, tránh cũng không thể tránh. Tê ruột ruột đang lúc Tống Thư Hàng mắt trái sáng tỏ thời điểm, một cái móng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lưng hắn. Nhất móng liền đem hắn nện té xuống đất. Tống Thư Hàng. Há, là đã đến giờ. Ta phải trở về. Thanh Sam thiếu niên lang cũng ngừng lại. Hắn thả người nhảy lên, kỵ đến lập tức, hướng phương xa bước đi. Tiểu Bạch, tóc dài ngươi thật là tốt nhìn. Tống Thư Hàng một đầu ma phát bay múa, tâm tình của hắn tự cùng tóc dài đồng dạng lộn xộn. Đồng thời, trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán đến phát động mới ẩn tàng nội dung cốt truyện điều kiện một trong, cái kia chính là tóc dài. Tóc dài lại thêm một số hắn không đoán được những nhân tố khác, sở dĩ phát động lần này mới ẩn tàng nội dung cốt truyện. Như là đã đoán được nguyên nhân, cái kia phá giải đi liền tương đối dễ dàng. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong ô tặc bạo quân song đao xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn nắm trường đao, đối với mình tóc dài gọt đi. Sợi tóc bay múa, tóc dài hóa thành tóc ngắn. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Không có tóc dài, liền sẽ không lại phát động vừa rồi ẩn tàng tân kịch tình. Cái kia một hồi về sau, bạch mã Thanh Sam thiếu niên lang lại xuất hiện lúc, liền sẽ là lúc trước cái kia phổ thông thiếu niên lang. Hắc hắc hắc, Tống Thư Hàng nâng lên song đao, bắt đầu chờ đợi Thanh Sam thiếu niên lang xuất hiện lần nữa. Đồng thời, trong đầu hắn bắt đầu sửa sang lấy lần này mới ẩn tàng nội dung cốt truyện muốn biểu đạt nội dung. Lần này mới ẩn tàng nội dung cốt truyện, thời gian tuyến khẳng định tại lần trước cái kia tiểu bạch, đợi ngươi tóc dài tới eo về sau. Mà lại, lần này ẩn tàng trong kịch tình, bạch mã Thanh Sam thiếu niên lang không cẩn thận chọc giận tiểu bạch, sở dĩ hắn hiện thân thời điểm đều không có trực tiếp cùng tiểu bạch tiếp xúc, mà là rất xa tại cồn cát vị trí diễn võ. Tại tiểu bạch khí không tiêu trước đó, hắn luyện qua võ sau liền rời đi. Mặt khác có một chút đáng giá chú ý tiểu bạch tại lưu tóc dài. Mặc kệ về sau tiểu bạch tóc dài, đến eo không, nhưng là tiểu bạch tại nghiêm túc lưu tóc dài. Chậc chậc chậc, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lại nắm giữ bạch tiền bối một cái hắc lịch sử. Đinh linh linh, trong lúc đang suy tư, ngựa tiếng chuông vang lên lần nữa. Lần này, bạch mã Thanh Sam thiếu niên lang tới so lần trước phải nhanh. Không sai, thời gian này khoảng cách, mới là bình thường Thanh Sam thiếu niên lang lặp lại xuất hiện chênh lệch thời gian. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lấy trước kia cái đem hắn sâu trùy, ngược đến rơi lệ Thanh Sam thiếu niên lang, mỗi lần chính là nhanh như vậy, liền lại xuất hiện. Đến rồi, Tống Thư Hàng quay đầu, hướng ngựa tiếng chuông vang lên chỗ nhìn lại. Một người một ngựa thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, lại không phải thiếu niên lang. Thiếu niên lang, trưởng thành. Vẫn như cũ là tuấn mỹ bộ dáng, hình dạng của hắn, cùng bây giờ bạch tiền bối, có ba phần tương tự. Tống Thư Hàng ngẩn người, ta lại phát động nội dung cốt truyện ẩn tàng mới rồi. Tiểu Bạch, người cắt tóc á, lớn lên hãy thiếu niên lang lên tiếng nói, thanh âm không còn ngây ngô, nhiều loại trầm ổn hương vị. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Trước đó tóc dài, phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện. Không nghĩ tới cắt tóc dài, lại phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện ba. Hắn chỉ muốn cái kia ban sơ bạch mã Thanh Sam thiếu niên lang a. Được rồi, mặc kệ. Mặc kệ là già hay là trẻ, dù sao đều là cái kia Thanh Sam thiếu niên lang không sai. Trùy hắn. Tống Thư Hàng thả người lướt lên, chân đạp hắc liên, quân tử vạn lý hành thân pháp bị hắn thi triển đến cực hạn. Đồng thời, hắn tay trái hất lên, ô tặc bạo quân tả đao bị tế ra. Đao độn nguyệt quang. Bảo đao hóa thành một bôi nguyệt quang, như ẩn như hiện, chém về phía Thanh Sam thiếu niên. Đồng thời, tay phải hắn cổ tay nhất chuyển. Lửa cháy hừng hực tại trên thân đao thiêu đốt mà lên, chảm thiên đao ý ngưng tụ phần thiên hỏa diễm đao. Ha ha ha, tiểu bạch ngươi vẫn là như cũ. Thanh Sam thiếu niên lang thoải mái cười to. Sau đó hắn đưa tay tế ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang lướt lên, dùng một loại xảo diệu thủ pháp đỡ được đao độn nguyệt quang. Đi, đồng thời, bên hông hắn lại có một nhuyễn kiếm bay ra, hóa thành ánh kiếm bảy màu, chém về phía Tống Thư Hàng. Lấy kiếm pháp ứng đối Tống Thư Hàng ngự đao thuật.
lại dùng ngự kiếm thuật đối phó Tống Thư Hàng phần thiên hỏa diễm đao. Hai người lần nữa chiến thành một đoàn. Một người một kiếm, cùng trong hư không bảo đao đại chiến. Một người một đao, cùng trong hư không phi kiếm dây dưa. Vì có thể duy trì cân bằng, Tống Thư Hàng không thể không hiện trường bắt đầu thử nghiệm sử dụng ngự đao tàn đao. Chính là Hằng Hỏa tiền bối chuẩn bị cho hắn ngự đao đao pháp. Bên cạnh học, vừa dùng. Tống Thư Hàng tại đao đạo bên trên thiên phú, hoàn toàn chính xác phi thường xuất sắc. Trước đó thì có tiền bối đánh giá qua Tống Thư Hàng. Nếu như đem đao pháp thiên phú số liệu hóa, phổ thông đao đạo thiên tài thêm điểm là như vậy, kiếm thuật thiên phú 1, đao pháp thiên phú 9, hoặc là có chút càng cực đoan một điểm, kiếm thuật thiên phú 0, đao pháp thiên phú 10. Mà Tống Thư Hàng thêm điểm ước chừng là dạng này, kiếm thuật thiên phú trừ 10, đao pháp thiên phú 20. Bên cạnh học, vừa dùng, hắn lại còn có thể cùng bên trên thanh sam thiếu niên lang thiết tấu cũng có thể là thanh sam thiếu niên lang, một mực đang phối hợp với hắn. Cuộc tỉ thí này, không biết kéo dài bao lâu thời gian. Tống Thư Hàng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chiến đấu này bên trong, trầm mê ở tu luyện tàn đao. Bất chi bất giác, chọn bộ tàn đao hắn từ đầu tới đuôi thi triển một lần. Không sai biệt lắm, tiểu bạch, thanh sam thiếu niên lang lên tiếng nói. Dứt lời, hắn bước ra trở ra. Tê ruột ruột thanh âm quen thuộc tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Một cái phong tao móng ngựa đạp ở trên người hắn, đem hắn dẫm nằm sấp địa. Tống Thư Hàng mặt chôn ở hạt cát bên trong. Ha 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 ha, thanh sam thiếu niên lang ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên người, đưa tay chọc chọc hắn. Tống Thư Hàng muốn ngẩng đầu, nhưng lúc này, thanh sam tay của thiếu niên đặt tại đầu hắn bên trên, đem hắn mặt một lần nữa theo trở lại hạt cát bên trong. Người lại nhưng có thể ác liệt thành bộ dạng này. Nhân tính xấu xí tại thời khắc này, triển lộ không bỏ sót. Người nói người vì cái gì cũng biết chết đâu. Tiểu bạch, thanh sam thiếu niên lang đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng. Cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện 3, lại phải có cái gì thần triển khai. Thế là, hắn an tĩnh đem mặt mình chôn ở trong sa mạc, phối hợp với nội dung cốt truyện triển khai. Liền xem như người tu luyện, bị giết, cũng sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Thanh sam thiếu niên lang tiếp tục nói. Không, người tu luyện bị giết, còn sẽ có phục sinh đát tựa như ta. Tống Thư Hàng tại nội tâm trả lời, bất quá hắn không nói chuyện, miễn cho quấy rầy nội dung cốt truyện phát triển. Há, đã đến giờ. Thanh sam thiếu niên lang đột nhiên lại nói. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, nhảy đến bạch mã trên người. Bạch mã nhanh chân, thật nhanh bắt đầu chạy, tan biến tại trong sa mạc. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nội dung cốt truyện đâu, phía dưới nội dung cốt truyện đâu. Ta chờ nửa ngày, ngươi ngược lại là đem phía dưới nội dung cốt truyện cho ta kể xong a. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Phía dưới nội dung cốt truyện, ta còn không biên xong. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tiểu Bạch chính ôm chân ngồi ở trong sa mạc, trên tay bắt lấy nhánh cây, tại hạt cát bên trên huy động lấy. Tiểu Bạch, Tống Thư Hàng chằm chằm vào cái này còn nhỏ bộ dáng bạch tiền bối. Là bạch tiền bối, Tiểu Bạch ném bỏ nhánh cây, hài lòng phủi tay, phía dưới nội dung cốt truyện, chờ ta biên xong về sau, lại thả ngươi tiến đến. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Cái kia bạch tiền bối, trước đó ẩn tàng nội dung cốt truyện cùng vừa rồi ba. Hừm, đều là ta hiện biên. Bạch chậm rãi nhẹ gật đầu, dựa theo tâm lý của ngươi, sau đó từng bước một hiện biên. Ta đi qua dài nhất lộ, chính là bạch tiền bối ngài sáo lộ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, Tiểu Bạch tiếp tục ngồi xổm ở trong sa mạc, dùng nhánh cây tại hạt cát bên trên huy động lấy. Tất cả nội dung cốt truyện, đều là bạch tiền bối ngươi hiện biên. Tống Thư Hàng đột nhiên lại hỏi. Bởi vì hắn càng nghĩ, luôn cảm giác có bộ phận nội dung cốt truyện, vô cùng vi diệu. Đã đến giờ, Tiểu Bạch nói. Lại là câu này lời kịch. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, thời gian gì? Chúng ta đến chạm, Tiểu Bạch trả lời. Dứt lời, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhiệt tình sa mạc tản ra, thân hình của hắn đã một lần nữa về tới phi kiếm pháp khí bên trong. Chân thực huyễn tượng, bị giải trừ. Hắn trước tiên hướng phía ghế lái bạch tiền bối nhìn lại. Chỉ thấy bạch tiền bối chẳng biết lúc nào, đã ghé vào trên ghế lái ngủ thiếp đi, phi kiếm pháp khí tại tự động chạy lấy. Tống Thư Hàng lại nhìn phía bạch tiền bối tóc dài.
tóc dài, còn không đến eo, nhưng so lần trước dài một chút, tóc dài lúc này ở vào phần lưng trở xuống, phần eo trở lên khu vực. Nhìn, nhanh đến eo a. Tống Thư Hàng xoa cằm. A, Thư Hàng ngươi tóc cắt ngắn rồi. Bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục nói. Khụ khụ, bởi vì các loại không thể kháng cự nhân tố. Ta đem tóc dài cho cắt. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về A Thập Lục, quỳ tiền bối cùng Thông Nương, dò hỏi, lại nói, Thập Lục, Thông Nương, các ngươi vừa rồi có tiến vào chân thực huyễn tượng sao? Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng gật đầu, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngón tay dài nhọn quyển vòng quanh bản thân tóc ngắn. Thẹn thùng A Thập Lục, đẹp không sao tả xiết. Nếu không có hiện tại là thân gỗ, Tống Thư Hàng nhịp tim tiết tấu nhất định phải phát sinh biến hóa. Nhưng vấn đề là, nàng tại sao phải thẹn thùng A? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Lúc này, vừa bên trên Thông Nương hì hì cười nói, ta tiến vào Tống Thư Hàng gian phòng của ngươi, sau đó nhìn thấy từng cái ngươi, không ngừng từ gian phòng giường thượng trung ngồi dậy, miệng niệm từng câu lời mở đầu không đáp sau ngữ lời kịch. Cái gì ta ngay tại bên cạnh ngươi a, cái gì nhanh phanh lại, phía trước là vách núi, sau đó còn hướng ta cầu hôn tới. Bất quá mỗi lần ngươi một cầu thành hôn, ngươi liền không hiểu thấu chết rồi, biến thành một cỗ thi thể. Từ chân thực huyễn tượng bắt đầu đến kết thúc, trong phòng trọn vẹn chất nửa gian phòng thi thể của ngươi. Ngay từ đầu rất kinh dị, về sau lại cảm thấy tốt thú vị. Tống Thư Hàng trừng to mắt. Thông Nương tiến chân thực huyễn tượng cùng hắn tiến rõ ràng không phải một cái. Nàng tiến, hẳn là Bạch Tiền Bối cái thứ hai chân thực huyễn tượng, còn chưa hoàn thành phiên bản. Thập Lục, người tiến cũng là cái này phiên bản. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục, hỏi. Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng đáp. Sở dĩ A Thập Lục, chân thực huyễn tượng bên trong, Tống Thư Hàng cũng hướng người cầu hôn sao? Thông Nương hì hì cười nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Bên người, Quỷ Tiền Bối đột nhiên cua cua nó chân trước. Ỏn à ỏn ẻn xen vào một câu, tử dạng, không biết tên của người ta, cứ nhiên gọi nhân ra tiểu quy quy. Mà lại, ta là hải quy, không phải lục mao quy, không có khả năng tóc dài. À, cái gì, tiểu quy quy, Tống Thư Hàng cũng không biết bản thân muốn lộ ra như thế nào biểu lộ, để diễn tả mình nội tâm. Xem ra, Bạch Tiền Bối cái thứ hai chân thực huyễn tượng, đã phát sinh cải biến. Mà lại, nếu như là câu kia cầu hôn lời kịch. Cũng chỉ có câu kia đi. Tiểu Bạch, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được không? Nhưng hiển nhiên, tại Bạch Tiền Bối cái thứ hai chân thực huyễn tượng bên trong, câu này lời kịch bị sửa lại. Sẽ liên lạc lại đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ A Thập Lục, Tống Thư Hàng không sai biệt lắm đã có thể tưởng tượng ra một màn kia. Lời kịch chỉ sợ đã biến thành Thập Lục, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được không? Loại hình, Thông Nương, liền đem danh tự thay thế thành Thông Nương. Quy Tiền Bối gặp gỡ, trực tiếp đem danh tự thay thế thành Tiểu Quy Quy. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng lá gan đau quá. Bởi vì theo cái này nội dung cốt truyện, vạn nhất có cái nam nhân bị cuốn vào Bạch Tiền Bối chân thực huyễn tượng lúc, chân thực huyễn tượng bên trong hắn, chẳng lẽ cũng sẽ hướng nam nhân kia tỏ tình. Tỷ như Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thành viên, bị cuốn vào Bạch Tiền Bối chân thực huyễn tượng trung hậu. Hoàng Sơn, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được chứ? Bộ dạng này, vọng 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 vọng, thiên, Tống Thư Hàng hai tay dùng sức đập khuôn mặt của mình. Không thể tiếp tục suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa, hắn ban đêm sẽ cơn ác mộng. Kể từ đó, Bạch Tiền Bối cái này cái thứ hai chân thực huyễn tượng biến phi thường đáng sợ. Lần sau, tuyệt đối phải chú ý, không thể tùy tiện để Bạch Tiền Bối thi triển chân thực huyễn tượng. Vì mình tương lai suy nghĩ, Thư Hàng người gặp gỡ chân thực huyễn tượng. Không phải một màn này sao? Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng thở thật dài, gật đầu nói, ta tiến vào là Bạch Tiền Bối chân thực huyễn tượng lão phiên bản, sa mạc thế giới. Sau đó, bị móng ngựa liền đạp hai lần. A, cứ nhiên không phải cùng một cái huyễn tượng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ gặp phải bản thân hướng mình tỏ tình hình ảnh. Bạch Long tỷ tỷ một mặt tiếc nuối nói. Nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hàng đem tóc dài cắt. Là bởi vì cũng gặp được bản thể cầu ái, trong cơn tức giận đem đến eo tóc dài cho cắt. Không nghĩ tới cứ nhiên không phải. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Bạch Long tỷ tỷ ban sơ thế nhưng là ôn nhu chi tâm tỷ tỷ, mọi cử động tràn đầy thục nữ khí thức cùng đại tỷ tỷ ôn nhu. Tống Thư Hàng bắt đầu hoài niệm lúc trước Bạch Long tỷ tỷ. Khi đó, chỉ muốn nghe đến Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu,
đều sẽ khiến người ta cảm thấy chữa trị a. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ kéo dài, bày ra che miệng cười khẽ động tác, nói, ta trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như một cái Tống Thư Hàng đột nhiên toát ra, hướng Tống Thư Hàng bản thể tỏ tình, hình ảnh nhất định sẽ rất thú vị. Nói thí dụ như, chân thực huyễn tượng bên trong, một cái Tống Thư Hàng ngồi dậy, đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta được không? Sau đó, Tống Thư Hàng khi đó đúng lúc là tóc dài trạng thái, tóc dài bay múa, đáp, tốt. Hình ảnh nhất định rất thú vị. Tô Thị A Thập Lục vội vàng kêu lên, Bạch Long tỉ tỉ. Màn này quá tệ a, Tống Thư Hàng nói, nhưng đột nhiên, hắn có chút dừng lại. Bạch Long tỉ tỉ đối hắn nháy nháy mắt, hì hì ha ha. Ha ha, ha ha, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu lúc này, ngoại trừ cười, hắn cái gì cũng không dễ nói. Đồng thời, trong đầu hắn, không tự chủ được nghĩ đến tháng 12 Tô Thị Niên Hội. Quy tiền bối chân trước chấp chấp cái cằm, thân là tâm lý học đại sư, hắn đã từ Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trên mặt đoán được rất nhiều chuyện. Thông nương hai cái tay nhỏ trụ tại mai rùa bên trên, đồng dạng như có điều suy nghĩ. Núi, núi, núi. Lúc này, da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên toát ra, lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng nghi hoặc quay đầu đi. Núi núi núi, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng hét lớn, hắn nhanh chóng vào tới Bạch tiền bối bên người, đưa tay chụp về phía Bạch tiền bối. Ông! Bạch tiền bối trên người, có hộ thể quang mang chợt lóe lên. Tống Thư Hàng bị đẩy lùi ra ngoài. Thực lực cường đại tu sĩ chính là lợi hại như vậy, coi như chỉ là ngủ một giấc, trong cơ thể hắn lực lượng, tự chủ sẽ hộ thể. Phản đam uy lực không nhỏ. Tống Thư Hàng bị đẩy lùi ra ngoài, đánh mấy cái lăn. Đầu cùng thân thể đều phân ra. Da đen Vũ Nhu Tử kêu lên, muốn đụng phải, muốn đụng phải. Mau gọi tỉnh Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đầu phát ra dồn dập tiếng kêu. Trễ, Quy tiền bối đầu cùng tứ chi siêu một chút rút vào xác bên trong, thuận tay hắn còn đem thông nương đưa vào vỏ, kêu lên, tất cả mọi người làm tốt trùng kích chuẩn bị. Đầu của ta, đầu của ta. Tống Thư Hàng kêu lên, hắn vừa rồi vô ý thức thôi động tóc, muốn đem tóc hóa thành nắm đấm. Nhưng vừa khởi động tóc lúc, hắn mới phát hiện tóc của mình biến thành tóc ngắn, chỉ ngưng tụ ra 20 con tiểu quyền quyền. Nhìn, tựa như là tại đầu húi cua bên trên thả 20 cái nắm đấm tiểu đồ chơi. Dạng này tóc bàn tay, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cũng chỉ không được bất luận người nào lồng ngực, chỉ là bài trí. Tô Thị A Thập Lục bước nhanh đi vào Tống Thư Hàng bên người, xoay người chuẩn bị ôm lấy đầu của hắn. Oanh! Phi kiếm pháp khí! Đã đụng phải phía trước sơn phong. Đinh tai nhức óc tiếng và đập về sau, cự hình phi kiếm pháp khí, trực tiếp đem sơn phong ngọn núi đụng gãy, phi kiếm pháp khí thẳng tắp cắm vào ngọn núi bên trong. Bởi vì phi kiếm pháp khí tốc độ phi hành thật nhanh, va chạm sau trùng kích đồng dạng vô cùng to lớn. Tống Thư Hàng đầu lần nữa ném đi ra ngoài, A Thập Lục không thể nhặt lên đầu của hắn. Đầu hung hăng hướng phía sắt vách tường đánh tới ngay tại mặt của hắn sắp đụng vào sắt vách tường lúc. Một đóa màu đen hoa sen nở rộ ra, kẹp ở sắt vách tường cùng hắn khuôn mặt ở giữa, làm ra giảm sóc tác dụng. 3. Tống Thư Hàng mặt trực tiếp đụng nát hắc liên, cùng sắt vách tường tiếp xúc thân mật. A a a a, Tống Thư Hàng một đợt kêu thảm, nếu không phải hắn kịp thời dùng niệm lực hắc liên giảm sóc, hắn lúc này khẳng định đã mặt sưng phù. Tốt tại ta vẫn là có chút thủ đoạn, Tống Thư Hàng trong lòng đắc ý nói. Trong lúc đang suy tư, một đầu to lớn mai rùa hung hăng hướng phía mặt của hắn đập tới. Tống Thư Hàng hoảng sợ trừng to mắt. Quy tiền bối. 3. Quy tiền bối mai rùa nện ở Tống Thư Hàng đầu bên trên. Loại kia tuyệt vọng lực trùng kích, khiến cho Tống Thư Hàng thống khổ nhắm mắt lại. A, trùng kích cảm giác không ta tưởng tượng lớn a. Quy tiền bối nghi ngờ nói. Đó là đương nhiên, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, bởi vì có ta Tống mỗi người vì tiền bối đương giảm sóc. Quy tiền bối thò đầu ra, ngắm nhìn kém chút bị kẹp bẹp Tống Thư Hàng, cười khan một tiếng nói, khổ cực. Phục vụ cho mọi người. Tống Thư Hàng thở dài, quy tiền bối ngài có thể xuống sao? Ngài mai rùa cấn lấy mặt ta đau nhức, ngay cả ta dùng nho ra kim cương thân cương thủ thánh viên long lực thần công cường hóa ra mặt, đều cấn hoảng. Ha ha ha, quy tiền bối duỗi ra tứ chi, linh xảo nhảy xuống. Tống Thư Hàng đầu bay lên. Trở xuống đến bản thân thân gỗ bên trên, nói, nhánh cây đều gãy mất không ít a.
ta thay ngươi cắt gọn một chút. Tô Thị A Thập Lục tiến lên, lấy ra tiểu đao, thay Tống Thư Hàng đem bẻ gãy nhánh cây sửa chữa. Quy củ cũ, nhánh cây đều giữ gìn kỹ, về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Bạch tiền bối, bạch tiền bối. Da đen Vũ Nhu Tử, còn tại kêu to lấy bạch tiền bối. Bạch tiền bối mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, khóe miệng ẩn ẩn còn có nước bọt dấu vết. Da đen Vũ Nhu Tử lập tức quay đầu đi. Vừa tỉnh ngủ bạch tiền bối, không có thù liếm hắn tự thân mị lực, lại thêm vừa tỉnh ngủ mê mang bộ dáng, mị lực phi thường đáng sợ không thể nhìn thẳng. Há, đến, bạch tiền bối duỗi lưng một cái, đứng lên. Sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng mấy người. Hừm, Thư Hàng ngươi trên mặt mai rùa hình xăm rất xinh đẹp. Bạch tiền bối có chút dừng lại về sau, gật đầu tán dương. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tạ ơn bạch tiền bối khích lệ. Đây là bản số lượng có hạn hải quy xác đường vân đây. Đi, xuống phi kiếm. Chúng ta đã đến thú tu giới. Bạch tiền bối dứt lời, mở ra phi kiếm pháp khí cửa khoang, chân đạp hư không, hướng mũi kiếm vị trí bước đi. Đi đi đi, chúng ta mau cùng lên. Tống Thư Hàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói thật nhanh. Da đen Vũ Nhu Tử nhanh chóng trở lại Tống Thư Hàng trên người, sau đó mấy người cùng một chỗ. Đi theo bạch tiền bối hướng phi kiếm pháp khí cắm vào ngọn núi vị trí bước đi. Quả nhiên cùng Tống Thư Hàng dự liệu đồng dạng. Bạch tiền bối lúc này, ngồi xổm ở một cái lỗ nhỏ, dìu lên tay áo, chính hướng bên trong móc lấy. Quả nhiên là bạch tiền bối may mắn thuộc tính phát động. Tống Thư Hàng giải thích nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, mỗi khi bạch tiền bối cái này thuộc tính phát động lúc, người chung quanh có thể sẽ thảm một điểm, nhưng chỉ cần chống nổi tai nạn, phú quý liền đến. Thảm sao, ta ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu thảm, quy tiền bối nói, liền ngay cả phi kiếm đụng núi trùng kích, đều có Tống Thư Hàng đầu vì hắn đệm lưng. Hừm, ta thảm, Tống Thư Hàng thở dài. Bất quá, nói tóm lại, lần này tai nạn trình độ không lớn. Bảo vật đẳng cấp, hẳn là cũng sẽ không quá cao. Có, bạch tiền bối đưa tay móc ra một cái dương nhỏ. Dương nhỏ bên trên, có hai tấm giấy niêm phong. Một chương bên trên viết, kim sỉ ngân nha, một lời ở giữa định thiên hạ nghìn vạn lần quẻ. Khác chương bên trên viết, quái quái toán tẫn, ta chính là vạn quẻ tất chúng đại tiên sư. Cái này thổi ép lời kịch tốt nhìn quen mắt, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Luôn cảm giác ở nơi nào nhìn qua. Bạch tiền bối đồng dạng gật đầu, hắn đưa tay tại giấy niêm phong bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, hai tấm giấy niêm phong rơi xuống, lộ ra trong dương một đống. Mặt nạ, quy tiền bối nhãn tình sáng lên, hắn liền ưa thích loại bảo vật này. Là mặt nạ, bạch tiền bối chậm rãi nói. Dứt lời, hắn đưa tay từ trong cái dương nhỏ cầm ra một tờ giấy. Trên đó dùng vẽ xấu đồng dạng văn tự, viết một câu. Cái này văn tự, Tống Thư Hàng xem không hiểu. Bạch tiền bối lên tiếng đọc nói, nhân sinh muôn màu, một mặt một nhân sinh một hưởng thụ. 20 tấm khác biệt khuôn mặt, tặng người hữu duyên ngân quái thiên tôn. Tô Thị A Thập Lục nhìn về phía những cái kia mặt nạ dạng đồ vật, ngân quái thiên tôn. Đồng quái tiền bối sư phụ, kim loại quẻ nhất hệ truyền nhân, Tống Thư Hàng hỏi. Đồng quái tiên sư đệ tử là thiết quái toán tiên, vậy vị này ngân quái thiên tôn, hẳn là sư phụ của hắn. Lại hướng lên khẳng định là kim quái. Kim quái phía trên lại là cái gì? Tống Thư Hàng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Đây cũng là dịch dung dùng mặt nạ, bạch tiền bối quay đầu nghĩ nghĩ, cho Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Da Đen Vũ Nhu Tử, Thông Nương, quy tiền bối các phát một chương mặt nạ. Còn lại, trước tiên ở ta bên này để đó, có cần lại hướng ta muốn, nếu như cũng không dùng tới, về hiện thế về sau, đem thứ này đưa cho đồng quái đạo hữu đi. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng nắm vuốt cái này dịch dung mặt nạ, dán đi lên liền có thể cải biến bề ngoài sao. Hẳn là đi, bạch tiền bối gật đầu nói, đến lúc đó, tiến thú tu giới Gô Thánh Sơn lúc, có lẽ có thể dùng tới. Tống Thư Hàng mấy người, liền tranh thủ dịch dung mặt nạ thu vào. Bạch tiền bối đã nói có lẽ có thể dùng tới, cái kia đến lúc đó nhất định có thể dùng tới. Thông Nương hiếu kỳ nhìn qua bốn phía, hỏi, nơi này chính là thú tu giới sao? Không sai, mùi vị kia là thú tu giới không khí. Tống Thư Hàng trả lời thú tu giới không khí cùng địa cầu có chỗ khác nhau, cẩn thận ngửi mà nói, sẽ có chút trứng gà hương vị.
thậm chí đến một chút nhiệt độ chỗ tương đối cao lúc, mùi vị kia lại biến thành trứng tráng hương vị. Mỗi khi đói bụng thời điểm, tại thú tu giới cho dù là hô hấp đều sẽ cảm giác là loại tra tấn. Tống Thư Hàng lại móc ra cái kia kim loại mâm tròn, nói, ta đến liên hệ Thanh Loan tiên tử, xác định ra chúng ta tọa độ. Vừa vặn, cũng kém không nhiều đến cùng nàng ước hẹn gặp mặt thời gian. Được, Bạch Tiền Bối trả lời. Dứt lời, Bạch Tiền Bối đi vào cự hình phi kiếm pháp khí bên cạnh. Bởi vì tại cực tốc bên dưới cùng sơn phong kịch liệt va chạm, cự hình phi kiếm pháp khí mũi kiếm bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Bạch Tiền Bối, phi kiếm pháp khí muốn tu sao? Không sao, Bạch Tiền Bối cười nói, hắn chỉ tay một cái, phi kiếm kia pháp khí thu nhỏ, hóa thành kim loại khối lập phương lớn nhỏ. Bạch Tiền Bối vì nó một lần nữa bổ sung linh thạch, lại đưa nó lần nữa tế lên. Rầm rầm. Tại kinh lịch một đợt siêu khoa huyễn cảm giác hình thái quá trình biến hóa về sau, kim loại tiểu phi kiếm một lần nữa hóa thành cự hình phi kiếm. Lóe sáng cự hình phi kiếm pháp khí, lóe sáng như mới, liền mũi kiếm va chạm sinh ra dấu vết, đều khôi phục như lúc ban đầu. Chức năng này đơn giản quá tiện lợi. Có được chức năng này về sau, mỗi lần mở phi kiếm lúc, liền rốt cuộc không cần lo lắng sức sát. Bên cạnh, Tống Thư Hàng kim loại mâm tròn thành công liên hệ với Thanh Loan tiên tử. Bá Tống đạo hữu, người đã đến thú tu giới sao? Thanh Loan tiên tử thanh âm bên trong mang theo rất rõ ràng vẻ chờ mong. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đúng vậy, Thanh Loan tiên tử, chúng ta đã đến thú tu giới. Đón lấy đến chúng ta đến đâu tụ hợp? Ta đem tọa độ gửi đi cho Bá Tống đạo hữu, ta đã vì Bá Tống đạo hữu cùng bằng hữu của ngươi chuẩn bị chỗ ở, liền đợi đến các ngươi đã tới. Thanh Loan tiên tử cười nói. Dứt lời, nàng thông qua kim loại mâm tròn cho Tống Thư Hàng phát cái vị trí tọa độ, song phương thông qua kim loại mâm tròn, liền có thể tiến hành vị trí hướng dẫn, phi thường tiện lợi. Bạch Tiền Bối đưa đầu tới nhìn một cái, gật đầu nói, vị trí không phải rất xa, lên phi kiếm, chúng ta bay qua. Cự hình phi kiếm pháp khí, một lần nữa khởi động, tiến về Thanh Loan tiên tử gửi đi tọa độ. Lần này, Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình một mực chằm chằm vào Bạch Tiền Bối. Sợ hắn lái xe quá trình bên trong, lại đột nhiên thất thần, sau đó mở ra chân thực huyễn tượng năng lực. Phi kiếm lấy đều đều tốc độ ổn định phi hành, lần này Bạch Tiền Bối không có đi thần có thể là bị Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình chằm chằm vào nguyên nhân. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng, Thông Nương lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu liên võng nhìn lấy phim. À, Thông Nương tại thú tu giới cũng có tín hiệu sao? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Thông Nương hơi sững sờ, sau đó nàng vỗ vỗ bản thân hành nhọn nói, đúng à, nơi này là thú tu giới, vì cái gì ta có thể lên lưới? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ngốc hành tốt manh. Phi kiếm pháp khí bên trong có ta chế tác đặc thù di động Wi-Fi. Chỉ muốn để hắn duy trì cùng hiện thế địa cầu không gian thông đạo, hắn liền có thể liên tiếp lên địa cầu mạng lưới. Bạch Tiền Bối cũng không quay đầu lại nói, nguyên lý liền cùng lúc trước, người cổ kẹt tại hạch tâm thế giới hoạt tuyển bên trong, đầu lại tung bay ở ngoại giới đồng dạng. Ta cái này di động Wi-Fi một nửa kẹt tại hiện thế địa cầu, một nửa lưu tại phi kiếm pháp khí bên trong. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đó là cái biện pháp tốt. Bất quá không nắm giữ không gian lực lượng phổ thông tu sĩ căn bản không học được. Kỳ thật ngoại trừ loại phương pháp này bên ngoài, tại mấy cái cùng địa cầu thông đạo tương đối ổn định chư thiên vạn giới bên trong, tu chân giới cũng có bán vượt giới di động Wi-Fi, bất quá loại kia là thông qua cố định không gian trận pháp tiến hành tín hiệu truyền lại, tín hiệu không phải quá tốt, giá cả cũng lệch quý. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói. Có kết nối mật mã à, Bạch Tiền Bối? Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình. Nếm thử kết nối vào phi kiếm pháp khí bên trong di động Wi-Fi. Không mật mã, dù sao chỉ có tại phi kiếm này pháp khí bên trong mới có thể kết nối mạng. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng quét một cái, thuận lợi kết nối vào mạng lưới. Hắn theo thói quen mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần, vừa hay nhìn thấy có người hắn. Là Cuồng Đao Tứ Lãng. Tam Lãng Tiền Bối tìm ta có việc. Tống Thư Hàng đưa tay đang tán gẫu giới diện lên vẽ. Tìm được Cuồng Đao Tam Lãng tin tức của hắn. Đó là ước chừng 2 phút đồng hồ trước tin tức. Đúng dịp, nếu không phải ta vừa vặn vào Internet, liền không cách nào nhìn thấy Tam Lãng tiền bối loại tin tức này. Trong lòng của hắn ám đạo. Nói chuyện phiếm giới diện bên trong.
Cuồng đao tứ lãng, bá đao tống nhất, thư hàng tiểu hữu, nhớ kỹ trong tay ngươi có cái phong thu chuyển hàng nhanh phương thức liên lạc đi, cho ta cái dãy số, đến lúc đó ta cũng cho ngươi gửi một nhóm. Tam lãng tiền bối muốn gửi cái gì? Tống thư hàng lại đi lên lật, lật đến tam lãng tiền bối một cái khác cái tin. Nói đúng ra, là mấy cái tin. Cuồng đao tứ lãng, thảm thảm thảm, hôm nay bi kịch. Thổ huyết biểu lộ. Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất hồi phục tam lãng, xảy ra chuyện gì? Cuồng đao tứ lãng, hôm nay rốt cuộc cùng vân tước tử tiên tử lần nữa có liên lạc, nàng muốn tại thú tu giới làm ít chuyện. Thế là, hai ta đã hẹn tại thú tu giới gặp mặt. Nhu thuận đậu đậu, gõ ngươi. Giữa ban ngày liền ngược cầu, chúng ta cầu cầu chọc tới ngươi à nha. Diệt Phượng công tử, đậu đậu đừng ngắt lời, cái này rõ ràng là cho ăn cầu lương, ngươi có cái gì không vừa lòng. Ăn thật ngon xuống dưới liền tốt, thật là thơm. Lệ Chi tiên tử. Tuyết lang động chủ, kém chút quên đi, Diệt Phượng trước kia một mực đoạt đậu đậu đồ vật ăn. Tỷ như Hoàng Sơn tiền bối đặc chế xương cốt, sở dĩ phát cầu đường, Diệt Phượng cũng có thể ăn hương. Nhu thuận đậu đậu. Bắc Hà tán nhân, đừng nhảy chủ đề, ta nghĩ biết phía sau xảy ra chuyện gì. Cuồng đao tứ lãng, sau đó thì sao? Cuồng đao tứ lãng, thở dài biểu lộ. Bởi vì ta đến sớm, vân thức tử tiên tử một mực cũng không đến. Thế là, ta tại thú tu giới một chỗ trên vách đá, bắt đầu ngày thường tu luyện. Tu luyện một hồi về sau, ta có chút nhàm chán, thế là ta ở trên vách núi an trí cái đơn cán, sau đó tự phong linh lực, bắt đầu tốn thức chơi đơn cán. Lão kích thích mãnh liệt đề cử đại gia như thế thử một chút, mỗi khi hai tay nắm đơn cán, thân thể vung ra vách núi, tại vực sâu vạn trượng đi về trước một vòng lúc, loại kia kích thích. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bắc Hà tán nhân, vì cái gì tại bên bờ vực tu luyện một chuyến, ngươi cũng có thể thuận tiện làm một đợt. Đông Phương Lục tiên tử, sau đó, ngươi không cẩn thận tay trượt đi, từ đơn cán bên trên đến rơi xuống, quăng bay đi đến bên dưới vách núi rồi. Mới không có tay trượt, ta cũng không phải lần thứ nhất chơi như vậy. Cuồng đao tam lãng phản bác, lúc ấy, ta chính chơi rất hay, trạng thái trước nay chưa có tốt. Thậm chí còn chơi ra trước kia đùa nghịch đơn cán đều không thể làm được siêu độ khó động tác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh cự hình phi kiếm không biết từ nơi nào bay tới, một kiếm cắm vào sơn phong, đem sơn phong đều cắm phát nổ. Chơi chính hai ta, trực tiếp từ trên vách đá quăng bay ra đến, rơi xuống sơn cốc, trọng thương. Nhìn đến đây, Tống Thư Hàng. Tốt, thật là đúng dịp. Tam lãng tiền bối nói từ không trung giáng xuống. Đem sơn phong đều cắm bạo cự hình phi kiếm, thấy thế nào đều là nhóm người mình hiện tại ngồi thanh phi kiếm này tạo hình máy bay a. Vì lãng cùng kích thích, tam lãng tiền bối đang chơi vách núi tốn thức đơn cán lúc, đem bản thân một thân linh lực đều phong ấn. Sơn phong bị đụng nổ thời điểm, hắn rơi xuống vách núi, thương không nhẹ. Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại di động tay, đều cứng ngắc lại. Khó trách ta cảm giác lần này, bạch tiền bối may mắn thuộc tính lúc phát tác. Đoàn người chịu đến tai nạn cũng không cường đại, nguyên lai cái kia nan bị tam lãng tiền bối chia sẻ đi không ít sao. Trong lòng của hắn ám đạo, lại nói, đón lấy đến hắn muốn làm sao cùng tam lãng tiền bối giải thích cái này ra tai nạn. Xảy ra chuyện gì, Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi. Chúng ta trước đó, phi kiếm đụng sơn phong thời điểm, khả năng. Đem tam lãng tiền bối đụng, Tống Thư Hàng suy đoán nói. Bạch tiền bối nghi hoặc xoay đầu lại, a. Tô Thị A Thập Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vừa rồi vào Internet thời điểm, thấy được tam lãng tiền bối tại quần bên trong phát biểu. Lại nói, bạch tiền bối lúc ấy không cảm ứng được tam lãng tiền bối khí tức sao. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Bạch tiền bối trả lời, ta khi tỉnh lại, phi kiếm đã đem sơn phong đụng xong. Chờ ta triệt để sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đáp lời bảo vật khí tức, không cảm ứng được tam lãng đạo hữu. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục cũng đã lật xem xong tin tức, lên tiếng nói, có phải hay không là bởi vì tam lãng tiền bối, đem bản thân một thân linh lực triệt để phong ấn nguyên nhân. Ngoại trừ đem linh lực phong ấn bên ngoài, nói không chừng trên người hắn còn mang theo che đậy khí tức pháp khí. Nơi này là thú tu giới, một ít nhân loại tu sĩ tới nơi này lúc, sẽ thích mang tương tự pháp khí. Bạch Long tỷ tỷ nói. Thông Nương nói, vậy chúng ta muốn hay không quay đầu? Đi xem một chút vị này tam lãng tiền bối thương như thế nào. Ta điều cái đầu đi, bạch tiền bối nói. Ta hỏi một chút tam lãng tiền bối thương có nặng hay không. Tống Thư Hàng nói.
nói, hắn tiếp tục bên dưới kéo nói chuyện phiếm giới diện. Lại nói, tam lãng tiền bối trước đó tại hắn, hỏi hắn có hay không phong thu chuyển hàng nhanh chuyển phát nhanh dãy số, còn nói có cái gì muốn gửi cho quần bên trong đạo hữu. Hắn đều từ trên vách đá rớt xuống, vì cái gì còn có tâm tình cho đại gia gửi đồ vật. Chẳng lẽ nói, là bạch tiền bối cái kia cầu phú quý trong nguy hiểm năng lực phát động, tam lãng tiền bối từ trên vách đá rớt xuống về sau, có đại thu hoạch. Khung chat bên dưới kéo về sau, Tống Thư Hàng thấy được tam lãng tiền bối kế tục phát biểu. Cuồng đao tứ lãng, cũng không biết hôm nay là đắc tội vị nào đại lão, êm đẹp liền bị cự hình phi kiếm đụng. Phi kiếm kia vô cùng lớn, càng hung mãnh, đại lão ra tay cũng rất tuyệt tình a. Toàn thân linh lực phong ấn ta ngã vào đáy cốc, thương không nhẹ. Bắc Hà tán nhân, còn sống chính là mạng lớn, trước ngươi đắc tội qua người nào không? Đông Phương Lục tiên tử, trên người ngươi mang đan dược chữa trị vết thương không? Lệ Chi tiên tử, Vân Tước tử tiền bối tới rồi sao? Còn tốt, đã uống thuốc xong. Bắc Hà tán nhân, ta gần nhất không có đắc tội người, thậm chí ta mấy ngày nay một mực đang tích lũy nhân phẩm, vì lần này cùng Vân Tước tử tiên tử gặp mặt có thể thuận lợi, ta hôm nay sáng sớm liền rửa 100 tấm bạch tiền bối ảnh chụp. Trang tại hộp quà bên trong phát cho 100 vị người xa lạ, tăng cường nhân phẩm của mình. Cuồng đao tam lãng nói. Tống Thư Hàng nhìn đến đây, yên lặng ngẩng đầu vọng thiên. Tam lãng tiền bối, ngài đối tích lũy nhân phẩm phương thức, có phải hay không có chỗ hiểu lầm? Cuồng đao tứ lãng, Vân Tước tử đã chạy tới, đang cấp ta chữa thương. Ngoài ra ta phát hiện, ta rơi xuống vách núi thời điểm, vừa vặn đặt ở một mảnh ngàn năm thú chi bên trên. Cũng chính là bởi vì có những thứ này ngàn năm thú chi đương giảm sóc, ta mới có thể sống sót. Những thứ này thú chi số lượng cực lớn, đầy đất đều là, ta ngắt lấy một nhóm, chờ ta về hiện thế về sau, cho đoàn người đều gửi một điểm. Xem như cho đoàn người mang thổ đặc sản. Lại nói tiếp, chính là cuồng đao tam lãng Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm ghi chép. Lại sau này là cuồng đao tam lãng hái thú chi tự chụp. Nhìn qua, hắn còn nhảy nhót tưng bừng. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, tại quần bên trong hồi phục tam lãng tiền bối, cuồng đao tứ lãng, thương thế của ngươi ra sao, chúng ta bây giờ quay đầu đi xem ngươi. Cuồng đao tứ lãng, người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ, quay đầu nhìn ta. Bá đao tống nhất, hừm, kỳ thật chúng ta hôm nay cũng tại thú tu giới, ta muốn đi trước thú tu giới tham gia Gô Thánh Sơn thí luyện, hôm nay là bạch tiền bối lái xe tới thú tu giới. Chúng ta xe là bạch tiền bối tân chế tác kết hợp khoa học kỹ thuật cùng tu chân kỹ thuật cự hình phi kiếm, bên ngoài là phi kiếm bộ dáng, trên thực tế nội bộ không gian cùng máy bay không sai biệt lắm, nội bộ còn tự mang di động wifi công năng. Cuồng đao tứ lãng, ta làm sao càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Bắc Hà tán nhân, ngọn nến biểu lộ. Diệt Phượng công tử, ngọn nến biểu lộ. Lệ Chi tiên tử, ngọn nến biểu lộ. Đằng sau, một loạt cửu châu nhất hào quần thành viên. Đuổi theo tiết tấu, bảo trì đội hình. Tống Thư Hàng, che mặt khóc biểu lộ lái xe trên đường, bạch tiền bối ngủ thiếp đi. Tiến vào thú tu giới về sau, không cẩn thận đụng phải trên một đỉnh núi, phi kiếm pháp khí trực tiếp đem đỉnh núi cắm phát nổ. Thật là đúng dịp. Tô Thị A thập lục, nhu thuận ăn dưa biểu lộ. Cuồng đao tam lãng kém chút khóc thành nước mắt người, ta liền nói, hôm nay làm sao tà môn như vậy. Từ trên vách đá đến rơi xuống về sau. Lại còn có thể gặp được lên đạt được đại lượng bảo vật nội dung cốt truyện. Tam lãng đạo hữu đừng khóc, đứng lên gào thét. Diệt Phượng công tử vui a nói. Tống Thư Hàng, cuồng đao tứ lãng. Chúng ta đã quay đầu, lập tức tới ngay nhìn ngươi. Không, đừng, cuồng đao tam lãng vội vàng nói, đừng đến, lúc này đừng để bạch tiền bối tới. Ta không sao, ta hiện tại rất tốt, Vân Tước tử tiền bối cũng ở bên cạnh ta, không cần phải để ý đến ta. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt dục vọng cầu sinh cùng tu sĩ trực giác nói cho tam lãng, lúc này đừng cho bạch tiền bối tới gần hắn tương đối tốt. Tiếp đó, cuồng đao tam lãng lại bổ sung, trên thực tế, ta cùng Vân Tước tử một hồi cũng sẽ tiến về Gô Thánh Sơn phụ cận. Chúng ta mai kia liền có thể gặp lại, sở dĩ không cần phải để ý đến ta. Tống Thư Hàng, thật sự không có vấn đề sao? Không có vấn đề, ta hiện tại trạng thái cấp một bổng. Cuồng đao tam lãng nói. Thuận tiện ngươi đem phong thu chuyển hàng nhanh điện thoại lưu ta một cái, đến lúc đó ta cho các ngươi gửi một phần thú chi đi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, đem tam lãng tiền bối ý tứ, chuyển đạt cho bạch tiền bối.
Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, liền một lần nữa quay đầu. Bất quá, trước khi đi, hắn từ A Thập Lục trong tay mang tới một cây Tống Thư Hàng thân gỗ lên cành, trẻ thành một thanh duy nhất một lần phi kiếm, cũng ở phía trên phụ bốn tờ dịch dung hai mặt, viễn trình hướng phía sơn cốc vị trí phát xạ đi qua. Người gặp có phần, Bạch Tiền Bối tại phân bảo vật lúc, vô cùng công bằng. Sau đó không lâu, Cuồng Đao Tam Lãng cho Tống Thư Hàng phát đầu nói chuyện riêng, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phát cho ta bốn tờ mặt nạ là ý gì, tâm ta tốt hoảng. Bạch Tiền Bối không phải là muốn tước mặt ta ra à? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, trả lời, Tam Lãng Tiền Bối, đây chẳng qua là dịch dung mặt nạ. Vậy ta an tâm, Cuồng Đao Tam Lãng trả lời, đúng rồi, Thư Hàng. Ngươi tiến Ngô Thánh Sơn là vì Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa à? Vân Tước Tử để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi là hướng về phía thí luyện đi, khi tiến vào thí luyện thời điểm, tốt nhất mang long đi vào. Mang long? Đây là để cho ta mang một con rồng tiến vào Ngô Thánh Sơn nơi truyền thừa sao? Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư. Thánh Viên Long Lực Thần Công chỉ từ danh tự đến xem, hẳn là Thánh Viên cùng Long Lực kết hợp. Bất quá, từ hắn tu luyện môn này tôi thể thần công đến bây giờ, chỉ tu luyện ra từng cái Thánh Viên, chưa bao giờ thấy qua long cái bóng. Từ Vân Tước Tử Tiền Bối nhắc nhở đến xem, hẳn là môn công pháp này truyền thừa Tổng Cương Thiên cùng long có quan hệ. Chỉ có kết hợp long lực về sau, Thánh Viên Long Lực Thần Công mới xem như hoàn chỉnh. Suy tư ở giữa, hắn thuận tay lại cho Tam Lãng Tiền Bối phát cái tin, ngoại trừ long bên ngoài, ta còn muốn không muốn mang con Thánh Viên đi vào. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Thư Hàng, người đây là móc lấy cong mắng ta khỉ lớn. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi sa đọa, không nói với ngươi, vượt giới lên mạng phí tổn tặc quý, ngắt mạng, ngắt mạng. Cuồng Đao Tam Lãng trả lời. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta không, ta oan uổng, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là đơn thuần đang nghĩ, đã muốn dẫn long đi vào, vậy nếu không phải phối hợp lấy lại mang con Thánh Viên đi vào a? Đáng tiếc. Hảo hữu liệt biểu bên trên, Cuồng Đao Tam Lãng ảnh chân dung đã ảm đạm xuống, hắn hạ tuyến. Ngắt mạng. Căn bản không cho người ta cơ hội giải thích. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thở thật dài. Tam Lãng cùng ngươi nói cái gì? Bạch Tiền Bối vừa lái xe, vừa nói. Tống Thư Hàng trả lời, Tam Lãng Tiền Bối hướng ta chuyển đạt Vân Tước Tử Tiền Bối nhắc nhở, hắn để cho ta tiến vào Ngô Thánh Sơn đi tiếp thu thí luyện lúc, tốt nhất mang long đi vào. Mang long. A, Thánh Viên Long Lực Thần Công, sở dĩ muốn dẫn long sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Tống Thư Hàng nói, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ. Muốn nói long. A Thập Lục kích hoạt lên thể nội chân long huyết mạch, mà Bạch Long tỷ tỷ càng là viễn cổ thiên đình kim long thủy tổ, tại long bên trong đều là chí tôn cấp bậc tồn tại. Nếu như Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa, cần phải có long phối hợp, cái kia đem A Thập Lục mang vào. Như vậy đủ rồi. Mà lại lúc đầu hắn cũng liền chuẩn bị hướng Thanh Loan Tiên Tử hỏi một chút, có thể hay không lại muốn cái tiến Thánh Sơn danh ngạch, để A Thập Lục cùng hắn đi vào chung. Ngô Thánh Sơn nơi truyền thừa, nói không chừng sẽ che đậy hạch tâm thế giới, lý do an toàn, ta hướng Thanh Loan Tiên Tử hỏi thăm bên dưới, nhìn nàng một cái nơi đó có thể hay không lại làm cái danh ngạch. Tống Thư Hàng nói, loại này nơi truyền thừa, đều thuộc về cấm địa liệt biểu. Giam cầm không gian lực lượng khẳng định là cơ bản thao tác. Sở dĩ, thông qua hạch tâm thế giới lén qua dẫn người, cũng không bảo hiểm. Dứt lời, Tống Thư Hàng lần nữa thông qua kim loại đĩa CD liên hệ Thanh Loan Tiên Tử. Kết nối tín hiệu về sau, Tống Thư Hàng thẳng vào chủ đề dò hỏi, Thanh Loan Tiên Tử, ta nghĩ hỏi một chút, người nơi đó còn có không có dư thừa tiến vào Ngô Thánh Sơn danh ngạch. Bá Tống đạo hữu nơi này còn có người phải vào Thánh Sơn. Thanh Loan Tiên Tử dò hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng thế. Thanh Loan Tiên Tử cười khổ nói, rất xin lỗi, bá Tống đạo hữu. Thời gian quá cấp bách, ngày mai Thánh Sơn liền lập tức sẽ mở ra, liền xem như ta, cũng không có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy tới mới danh ngạch. Nếu như Thánh Sơn mở ra còn có 10 ngày nửa tháng, nàng còn có thể chậm rãi thao tác, lại làm một cái mới danh ngạch đi ra. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Hàng khoa tay thủ thế. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, trả lời, được rồi, tạ ơn Thanh Loan Tiên Tử, vậy ta lại tự mình nghĩ cái biện pháp đi. Kết thúc cùng Thanh Loan Tiên Tử thông tin về sau, hắn nhìn về phía Bạch Tiền Bối.
dùng ta duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản đi. Đến lúc đó, A Thập Lục ở tại ngươi hạch tâm thế giới, mang một thanh duy nhất một lần phi kiếm, sau đó bằng vào ta vì tọa độ. Chờ chúng ta tiến vào nơi truyền thừa về sau, liền có thể phá giới mà tới. Thú tu giới Gô Thánh Sơn coi như lại mạnh, tổng không thể so với thiên đạo phòng tối càng mạnh đi. Bạch Tiền Bối mỉm cười nói. Diệu nha, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Bạch Tiền Bối chân thân, thật sự là quá có thể dựa vào. Vạn năng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối mỉm cười, quay đầu tiếp tục mở xe, lại nói, bất quá, nếu như có thể lại làm cái tiến Thánh Sơn danh ngạch tới, thì tốt hơn. Dù sao vạn nhất Gô Thánh Sơn thí luyện, còn cần đặc thù chứng nhận phương thức lời nói, cái kia coi như đem A Thập Lục chuyển rời đến Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, không cách nào kích hoạt thí luyện, cũng là không tốt. Tựa như là thông qua một số thủ đoạn tránh đi khởi động máy mật mã trực tiếp tiến vào máy tính, nhưng không có nhận chứng tài khoản trò chơi, liền không cách nào vọc máy vi tính bên trong một số đặc chế trò chơi. Nếu như lúc này, lại xuất hiện một đầu cấn tay côn trùng, trên người lại dẫn tiến vào Gô Thánh Sơn tư cách, liền tốt. Tống Thư Hàng nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cười hắc hắc, nói, ngươi đang nói chính ngươi sao? Vừa là cấn tay côn trùng, lại có tiến vào Thánh Sơn tư cách, nói không phải liền là Tống Thư Hàng bản thân. Thông Nương nhắc nhở, Thư Hàng đã từ cấn tay côn trùng, biến thành cấn tay loài chuột. Cũng đúng, Xích Tiêu Kiếm Tâm Ma điểm một cái kiếm thủ. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối đột nhiên một cái dừng ngay. Nguyên bản đang tại đều đặn nhanh phi hành phi kiếm pháp khí, đột nhiên dừng. Tống Thư Hàng lập tức đâm cái trung bình tấn, thân hình vững vàng đứng vững trước có đụng núi vết xe đổ, hắn hiện tại thời khắc đều tại phòng bị. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra, lại đụng vào núi sao. Bạch Tiền Bối ngừng tốt phi kiếm, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, phía trước, có hai làn sóng người tại giao thủ, vừa lúc ở chúng ta tiến lên lộ tuyến bên trên. Kém chút liền đụng vào. Vậy chúng ta tránh đi, Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tiền Bối nói, chờ ta điều cái phương hướng, vì để phòng vạn nhất, ta lại cho phi kiếm pháp khí thêm cái cường hóa. Cho phi kiếm tăng cường hóa, Bạch Tiền Bối không phải là muốn đâm đầu vào đi thôi. Tống Thư Hàng có chút bận tâm. Lúc này, tại Bạch Tiền Bối phi kiếm pháp khí ngay phía trước. Hết thảy 13 vị tu sĩ, đang tại hỗn chiến. Cái này 13 vị đều là thú tu, mỗi người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chủng tộc đặc thù cùng hình xăm. Hai làn sóng người một trận loạn đấu về sau, lại tạm thời phân ra. Bên trái 7 người, bên phải 6 người, chia hai phe cánh. Song phương nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi. Uống, bên trái 7 người cùng giống một tiếng. Đỉnh đầu của bọn hắn, có từng cái thánh viên hư ảnh hiển hiện. Mà lại, số lượng đều không ít, ít nhất đều có 10 con thánh viên hư ảnh nói cách khác, trong 7 người này, thực lực yếu nhất đều là ngũ phẩm cảnh giới. Cầm đầu một cái đầu đội nón cỏ thú tu, đỉnh đầu càng là có 41 con thánh viên nói cách khác, thực lực của hắn đã đạt đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Chuyển bàn đạo nhân, bây giờ thực lực của ta đã đạt đến 41 con thánh viên cảnh giới, người dựa vào cái gì cùng ta đấu? Mũ rơm thú tu cười lạnh nói. 41 con thánh viên, người liền kiêu ngạo. Phía bên phải, 6 người kia bên trong một cái cõng đĩa quay hổ tộc thú tu cười lạnh một tiếng. Hắn hổ khu chấn động, trên lưng có 42 con thánh viên hư ảnh hiển hiện. Ta hôm nay phải nói cho ngươi, ta chuyển bàn chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Uống, hổ tu chuyển bàn đạo nhân hai tay lần sau, biểu hiện tự thân đá cẩm thạch cơ ngực. Tại đỉnh đầu hắn, 42 con thánh viên cùng hắn cùng một chỗ, cùng nhau bày ra viên khu chấn động động tác. Khí thế cường đại cùng linh lực từ trên người hắn bùng lên ra, mắt trần có thể thấy khí lãng bốc lên. Chỉ bất quá so với ta nhiều một đầu thánh viên, thật đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Mũ rơm thú tu không cam lòng yếu thế, hai tay lần sau, biểu hiện tự thân đồng dạng to lớn cơ ngực. Hắn cái đầu so chuyển bàn đạo nhân càng lớn, cơ bắp khối cũng càng bành trướng. Đỉnh đầu của hắn 41 con thánh viên đồng dạng hai tay lần sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, linh lực tăng vọt, khí lãng bốc lên. Uống, bên trái 7 cái thú tu, toàn thân linh khí tăng vọt. Uống, phía bên phải 6 cái thú tu không cam lòng yếu thế. Giữa song phương khí lãng đụng nhau, bốc lên, trong lúc mơ hồ hóa thành vân trụ.
theo khí lãng không ngừng va chạm, vân trụ có hướng vòi rồng tiến hóa dấu hiệu. Xa xa Tống Thư Hàng, khóe miệng co giật. Đây là làm gì đâu? So thánh viên số lượng, so khí thế, so cuống họng. Rất có thú tu giới đánh nhau phong cách, Quy Tiền Bối đầu tựa ở cửa sổ, nhìn qua nơi xa hai làn sóng thú tu. Sở các chủ ngốc mao, đồng dạng tiến đến phía trước cửa sổ ngắm lấy thú tu, suy đoán nói, hai bên thú tu toàn bộ tu luyện thánh viên long lực thần công, nói cách khác. Bọn hắn rất có thể là chạy đến tham gia lần này Gô Thánh Sơn truyền thừa thí luyện. Vậy bọn hắn trong tay, có lẽ sẽ có tiến vào Gô Thánh Sơn truyền thừa tư cách. Thông Nương nhãn tình sáng lên. Cái này tham gia thí luyện tư cách, có thể đoạt tới sao? Đang khi nói chuyện, hai nhóm thú tu lần nữa lâm vào hỗn chiến. Bởi vì song phương đều chủ tu thánh viên long lực thần công, đi đều là cận thân thể tu con đường, hỗn chiến, quyền quyền đến thịt. Tràng diện có thể so với võ hiệp đặc hiệu mảng lớn. Đi 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 đi, Bạch Tiền Bối nói. Thú tu nhóm hỗn chiến phạm vi càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, phi kiếm của bọn họ pháp khí sẽ bị cuốn vào chiến trường. Dứt lời, Bạch Tiền Bối thay đổi phi hành pháp khí, chuẩn bị từ hỗn chiến thú tu bên cạnh vòng qua. Nhưng vào lúc này, hỗn chiến thú tu bên trong có một đạo mang theo mũ giáp thân ảnh, bị đối thủ một quyền giáng mặt, đập bay tới, vọt tới phi kiếm pháp khí. Oanh, nàng đụng vào phi kiếm pháp khí về sau, mũ giáp chóc ra, lộ ra một trương kiều tiếu khuôn mặt nhỏ. Sóng vai tóc ngắn, dù cho không hóa trang đều rất xinh đẹp khuôn mặt, còn có tỉ mỉ tu bổ qua lông mày. A Thập Lục, Thông Nương nhìn không được gọi tới. Đạo này bị đập bay tới được thân ảnh, vô luận kiểu tóc, cách ăn mặc vẫn là bộ dáng, đều cùng Tô Thị A Thập Lục rất tương tự. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, lại là Tô Thị A Thập Lục thí luyện hóa thân. Hắn quay đầu nhìn về A Thập Lục. Nhưng lần này, A Thập Lục lại lắc đầu. Nhìn kỹ, vị này đụng vào phi kiếm pháp khí thú tu, cùng Tô Thị A Thập Lục vẫn có chỗ khác biệt. Tỷ như, hình thể. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, nàng giống như đã hôn mê. Để đó mặc kệ sao? Thông Nương hỏi. Da đen Vũ Nhu Tử nói, vạn nhất nàng là Tô Thị A Thập Lục thân thích. Vậy trước tiên mang đi đi, Bạch Tiền Bối quyết định nói. Ken két. Phi kiếm pháp khí cửa khoang mở ra, đồng thời Bạch Tiền Bối khống chế phi kiếm pháp khí quay người. Hôn mê trưởng thành bản Tô Thị A Thập Lục, đúng lúc rơi vào cửa khoang. Cửa khoang đóng lại. Bạch Tiền Bối hài lòng gật đầu, vì mình kỹ thuật điểm tán, sau đó nói, đi. Cái kia, nếu không, chúng ta thông chi một chút đồng bạn của nàng. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, có lẽ là bởi vì đối phương cùng nàng lớn lên tương đối giống nguyên nhân, tự nhiên tự mang cảm giác thân thiết. Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ đồng ý nói, được, Thư Hàng ngươi cho song phương giao chiến đến quần thể truyền âm. Để bọn hắn đánh nhau xong về sau, đến chúng ta cái này đến lĩnh người. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói bổ sung, nhưng chú ý đừng dọa đến đang tại hỗn chiến tiểu đạo hữu nhóm, đặc biệt là đừng có dùng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tống Thư Hàng. Hắn mở cửa sổ ra, đầu tiến đến phi kiếm bên ngoài, đối trong hư không chiến đấu song phương gửi đi quần thể truyền âm. Ai vào chỗ nấy, nghe cho kỹ, đồng bạn của các ngươi trong tay ta, chờ các ngươi đánh nhau xong về sau, đến Thanh Loan Tiên Tử ở đâu tới tìm ta lĩnh người. Dứt lời. Tống Thư Hàng kích hoạt bản thân Tam Đại Thánh Ấn. Bá Tống, Bá Nho, Bá Long Tam Đại Thánh Ấn, khiếp người tiếng lòng. Giống xong, hai tay của hắn bắt lấy đầu, đem đầu kéo về, đặc biệt nhân vật phản diện. Đi, Bạch Tiền Bối tăng tốc độ, lái phi kiếm pháp khí vòng qua dây dưa hai làn sóng thú tu, siêu một chút, ra tốc rời đi chiến trường khu vực. Tại giao chiến hai làn sóng thú tu kịp phản ứng trước đó, phi kiếm pháp khí đã bay xa. Phi kiếm pháp khí bên trong. Thông Nương nhìn qua hôn mê thú tu, hỏi, nếu không, chữa trị cho nàng một chút. Bạch Long tỉ tỉ từ Tô Thị A Thập Lục trên người chui ra, bốc lên móng vuốt nhỏ liền quét một đợt chỉ rũ thuật tại thú tu trên người. Thú tu cô nương có chút mở to mắt, nàng xem mắt Tô Thị A Thập Lục, lại nhìn mắt Bạch Long tỉ tỉ. Tiếp đó, trên mặt nàng lộ ra kỳ quái cười ngớ ngẩn, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngây dại. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói. Bạch Long tỉ tỉ kiểm tra sau nói, có thể là bởi vì đầu chịu đến trọng kích nguyên nhân, nàng là bị người một quyền oanh trúng đầu, đập bay tới được. Bất quá không cần lo lắng, nàng tu luyện là thánh viên long lực thần công, lại thêm thú tu thể chất cường hãn,
ngủ một giấc tỉnh lại liền không sao. Nếu không Thư Hàng cho nàng đến phát dưỡng đao thuật thử một chút. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đề nghị. Tiền bối, dưỡng đao thuật cũng không phải vãn năng a. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Một bên khác, nguyên bản đang tại hỗn chiến thú tu, lần nữa tạm dừng xuống tới. Song Phương một mặt mê mang, nhìn qua cái kia bay xa pháp khí phi kiếm. Vừa rồi Tống Thư Hàng cho bọn hắn truyền âm, bọn hắn một chữ đều không nghe hiểu. Cũng không phải là mỗi cái thú tu giới thành viên, đều hiểu ngoại ngữ. Bất quá, mặc dù nghe không hiểu, nhưng đối phương thân phận còn có cái kia tam đại sáng mù mắt người thánh ấn, để bọn hắn trước tiên suy đoán ra Tống Thư Hàng thân phận. Bá, bá Tống. Bá, bá Nho. Bá, bá Long. Bá Tống Huyền Thánh, tại sao lại xuất hiện ở thú tu giới? Sửng sốt một lát sau, mũ rơm thú tu một lần nữa tiếp cận chuyển bàn đạo nhân, hai người cơ ngực đồng thời chấn động, khí lãng bốc lên, thánh viên ngửa đầu không âm thanh gào thét. Trận thứ ba hỗn chiến, kéo lên màn mở đầu. Song phương đánh ra thú đầu óc. Thú tu giới, khô thánh sơn phạm vi. Thanh Loan tiên tử trên mặt tiếu dung, nghênh đón bá Tống Huyền Thánh tiến đến. Cự hình phi kiếm pháp khí chậm rãi hạ xuống. Tống Thư Hàng một đoàn người từ phi hành pháp khí bên trong bước ra, ngẩng đầu hướng Khô Thánh Sơn nhìn lại. Khô Thánh Sơn, cũng không phải là lẻ loi trơ trọi một cái ngọn núi. Hắn bị dãy núi quay chung quanh. Trên Thánh Sơn, có một gốc đại thụ che trời, nộ sáp phân tiêu. Bạch Tiền Bối nhìn qua Thánh Sơn vị trí, như có điều suy nghĩ. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Nơi này, ta từ Cố Hương đi ra không lâu sau, tới qua nơi này. Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, ta cảm giác hắn cách Cố Hương của ta, hẳn là sẽ không quá xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.